Chào tất cả mọi người. Đéo mẹ đấu thêm lần thứ hai rồi mà. Luôn. Cũng may là hôm nay kéo thêm được mấy đứa chứ không lỡ lời mồm á. Tụi nó. Không. Ừ, một ngày. 24 tiếng em like bao nhiêu like? 24 tiếng. Like mà không có cách được cắn lưỡi. Hả? Cái trang hả? Tiết đang xin kìa, Tiết đòi xin bán phụ khoa rửa chim. Chào tất cả mọi người. Ôi, ngàn lần xin lỗi em. Chào các chị em nha, các chúc các bạn một buổi tối nhiều niềm vui. Tối nay lay xỉ cho mọi người. Buổi tối ngày hôm nay là tối xả, buổi tối cuối cùng. Các bạn biết tại sao mà em cười? Bởi vì vừa bật like lên, ông chồng ông kêu gớm cái gì mà xài cái son. Ý là mua cái son mà còn nhìn mắt nó hoa hoa, không nhìn rõ. Ngày hôm nay thì hẹn mọi người 7 giờ, nhưng mà bây giờ là nhà em có khách đột ngột, đột xuất, nên bởi vậy bây giờ mới lên được nha, lên được. Chứ thực sự em muốn lên sớm lắm luôn đó, tại vì sao lên sớm nghỉ sớm mà nhà có khách, nên bởi vậy không thể nào like được, nên bởi vậy phải bây giờ mới 8 giờ lên đây. Chào Quỳnh Anh, một cô gái vô cùng là dễ thương. Bất kỳ một cái giây phút nào chị bật like một cái là gần như là lúc nào cũng có một cô gái áo dài màu đỏ xuất hiện luôn. Trời ơi, anh chấp nhận nổi du le leo. Trưa nay like tới áo dài là em ngủ mất. Tại sao mà có thể ngủ trong một cái live stream buổi trưa nay hả Du? Du ơi là Du. Thiệt tình luôn á, chị không thể nào tưởng tượng nổi con bé Du này. Trưa ngày hôm nay chị Nhung like hàng chủ yếu hàng Tết không à Du à? Chị không biết là bên sinh của mình á thì Tết hình như là sinh nó đâu có Tết giống chung Việt Nam đúng không? Sinh nó đâu có Tết đúng không? Nên bởi vậy chị cũng không rành lắm, nhưng mà trưa nay tập trung hàng Tết nhiều. À bây giờ có áo khoác jean này mọi người này, hàng áo khoác jean xịn xò lắm luôn. Chào tất cả mọi người và chúc các bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui nhé. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ săn hàng xỉ. Kim Thoa chị ơi lẻ đi hả? Không, tối nay chị Nhung lấy xỉ rồi. Cảm ơn mọi người. Em chào chị Cúc Hoàng, chào chị Cúc Hàng. Em thấy là ngày hôm qua bây giờ chị đã đồng hành với em khá là nhiều, tức là chị cũng theo dõi và hy vọng rằng nếu như chị quan tâm với xỉ, nếu chị quan tâm về hàng xỉ quần áo trẻ em, các chị em có thể tham khảo ở bên trang chính của em mọi người nhé. Được chưa ạ? Rồi các bạn có thể vào. Bé Hồng ơi, em đưa về chính cho chị Dung ấy. Là xí chị. Ok, bắt đầu lên lên hàng gọi là gì nhỉ? Áo khoác cao cấp nhá. Áo khoác jean mà chiều giờ các bạn hỏi đây. Hôm nay chị Nhung về cho các bạn một mớ. Một mớ luôn á, gọi là một mớ luôn. Cảm ơn Minh Minh, một cô gái mới bắt đầu biết chị Nhung đúng không? Hình như Minh Minh cũng mới biết chị đúng không? Cũng ủng hộ chị luôn. cũng là một cái cơ duyên mà chị em đem tới chị em thấy nhau. Em thấy chị thường like trễ, lâu lâu mới chọc bữa like sớm. Canh chị mòn mỏi hả? Like khuya quá là em, là chị ru em ngủ. Nên chị like hôm nay chắc là chị like khoảng tầm 2 tiếng thôi, chị cũng nghỉ thôi. 2 tiếng nghỉ nhá. Bây giờ là 8 giờ, đúng 10 giờ, bạn nào ai làm đồng hồ sinh học giúp em đúng 10 giờ bong một cái báo chị ơi 10 giờ rồi, nghỉ thôi nhá. Nhớ nhá, like đúng 10 giờ nghỉ. Không like nhiều. Like chỉ đủ đủ để sửa hội thôi, cũng đủ đơn cho các bạn đi hàng thôi. Lưu ý giùm em. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ săn đêm cuối, xả đêm cuối. Hàng hôm nay rất là đẹp. Vừa nãy về thêm được một mớ hàng nữa, em gọi gấp đưa qua đó. Nên các chị em tranh thủ vào giúp em. Lại khuya quá em cũng ngủ gục. Khổ thân Minh Minh. Ủa mà Minh bán hàng là em bán shop hay bán online hả Minh ơi? Minh bán shop hay bán online vậy? Đó, các bạn chờ em xíu để em làm nốt những cái thao tác cơ bản này cái. Em ghi bình luận đó mà. Như à Tết giống Việt Nam mình luôn chị, nhưng mà Tết đây buồn lắm, đi du lịch nước ngoài hết rồi hoặc về nước. À vậy hả? Ôi sao kỳ vậy ta, vậy sao cô tí nó lại không được về ta? Chị tưởng Tết thì phải được nghỉ học đúng không? Mà sao cô nhà chị được nó lại không được nghỉ ha? Tại vì hôm trước á, lúc mà chị hỏi ấy, thì nó kêu là Tết vẫn đi học bình thường, được nghỉ hình như có 2 ngày thôi. Nghỉ có 2 ngày thôi hả? Chị cũng chưa hỏi rõ tại vì lịch của cháu. Rồi bắt đầu luôn nha mọi người nhé, bắt đầu luôn. Anh ơi. Chào Mai Đoan, dễ thương quá, những cô gái rất là dễ thương đã đồng hành với em. Cảm ơn mọi người và bao nhiêu bạn đã xỉ có mặt ở trong live rồi, chấm chấm giùm em một chấm.
chấm giùm em một chấm nha mọi người nha, sỉ nhá. Ai là sỉ trong mặt có mặt trong live rồi chấm mình cho em là sỉ đây ạ. Rồi chúng ta bắt đầu. Anh ơi, Quỳnh Anh ơi, hốt cái hàng này về bán này anh này. Em lên mã đầu tiên hàng này hàng sale. Hàng này nó keo rẻo bèo luôn, Trương Mến Vy Chi ơi. Cái hàng này ok lắm luôn nha. Hàng này là vải chính phẩm, áo chính phẩm mà nó sale rẻ bèo. Nó size nó sale giống như là hàng xưởng, hàng chợ vậy đó. Đó nha. Sỉ mới như thế nào chị? Sỉ mới chỉ cần ép Zalo số điện thoại đăng kim trên màn hình là 0937495480, nhắn vào Zalo địa chỉ số điện thoại, tức là thông tin của mình, cũng như là đặt cọc 500.000, thế là vào đặt hàng. Đặt hàng thì ngày mai bên em chụp bill cái đi hàng luôn, chuyển khoản đi hàng luôn nha mọi người nhé. Đó là sỉ mới và chỉ cọc một lần duy nhất. Sau lần đầu tiên các bạn trừ tiền cọc đi luôn, em không giữ cọc của các bạn, và từ lần sau các bạn vào đặt hàng không phải cọc nữa, được chưa ạ? À, chị Hoa Quang hôm nay em không bán lẻ chị nhá, em không bán lẻ. Rồi. Ủa vậy à, chị em xin lỗi chị Hoa Quang, chị Hiền tưởng ngồi Hiền Quang. À, siêu nhân hôm nay hả chị hả? Có bộ ngắn thôi chị ạ. Có bộ ngắn siêu nhân thôi, không có bộ dài. Chị lấy bộ ngắn hay bộ dài ạ? Rồi cái bộ này ok lắm nè. Hàng này thì không phải là hàng shop xịn nhưng đủ tiêu chuẩn để vào hàng shop mà shop vừa, shop nhỏ nhỏ, hoặc nếu mà bạn nào online, các bạn nhìn ngắm giùm em, hàng thêu nha. Hàng thêu nha, xịn sò chưa? Thêu. Rồi nó cắt luôn cái quần, cái vải quần này các bạn nhìn thấy không ạ? Đắp chấm bi này lên cái áo. Thấy chưa? Cái quần của nó xịn lắm, xịn lắm lắm luôn. Nhưng mà cái lô hàng này là cái lô hàng mà nay em đặt, nay em chuyển khoản được không chị hả? Cô Tiên hả? Cô Tiên. Em nhắn vào Zalo địa chỉ số điện thoại chị Nhung trước đã nhé. Nhắn vào Zalo địa chỉ số điện thoại chị Nhung. Cái bộ này các bạn nhìn nó may này, xếp ly nè, theo nha. Hàng này là hàng cũng có tiếng luôn á, hàng Phương Mai, hàng An Đông nha mọi người. Hàng này hàng An Đông nhá, An Đông nó đi cũng gần như là cũng 5x á, hàng đi 5x luôn á. Theo nè, bo cái line như vậy này, các bạn nhìn hàng kỹ giùm em, thấy chưa? Bo cái line này ở phía dưới nó tạo cái eo nhá mọi người. Hàng này của chúng ta mà đây là nó sản xuất bị trễ nên nó bị trễ hàng, nó sell quá xinh luôn. Các bạn tin nổi hàng 5x mà nó sell cho các bạn 35 ngàn mà thôi, ok cực kỳ. Bán online hết cái hàng này về bán, vải đẹp cực kỳ. Cái vải này là vải chính phẩm luôn. Rồi ai lấy comment giùm em là vàng 35 ngàn, một bộ đồ quá rẻ luôn. Hết mà theo đồ này kia 35 ngàn, size 18. Cái hàng này thì nó chỉ nghĩ là khoảng từ 9 kg cho khoảng 2-3 kg ok nhá. Rồi ai lấy comment giùm em 18, ai lấy comment giùm em 35, hàng này hốt đi các bạn. Được mấy đi vậy? M hả? Của Hải Mến hờ M hả mọi người? Chờ em xíu nhá. Rõ chưa mọi người? Rõ chưa mọi người? Mọi người thấy rõ không? Cô Tiên thấy rõ không? À, bé Gạo thấy rõ không? Bé Gạo ơi, Kim Xuyến, hello Kim Xuyến luôn nhá, chào Mai Mai. Rồi, ai lấy comment giùm em 35 vàng. Anh cho em đủ màu đi, anh coi cho em lên màu đi. Các bạn bán hàng online, bán combo ok lắm. Đưa em lên màu luôn, có 4 màu thì lên luôn. Ok rồi chị hả, cảm ơn Hải Bến. Không kịp chứ. Canh me chị sớm giờ hả? Cái bộ này đang sale, cái bộ hàng An Đông nó đang sale này. Rồi ai lấy vàng comment vàng nhá, để em mở mọi người xem. Màu vàng Adidas. Màu đỏ, ai lấy đỏ comment đỏ. Được chưa? Màu trắng, ai lấy trắng comment trắng. Ai lấy màu dâu comment màu dâu. Mỗi thứ nó có vài ri thôi mọi người nhá. Màu dâu và đặc biệt chúng ta có màu sen. Màu sen, được chưa? Bây giờ em sẽ mở từng màu cho mọi người. Thôi được rồi, vàng được rồi. Được rồi, để em qua đi. Rồi. Vàng. Cái hàng này nó sale, hàng của An Đông. Hàng đi 5x mà nó sale cho mọi người giá 35 ngàn. Rồi ai lấy comment giùm em trắng này, cưng lắm, mấy cái hàng này mặc lên nó sướng, con mặc ở nhà sướng lắm, đi học đồ này kia ok cực kỳ luôn. Rồi ai lấy trắng comment trắng, cưng chưa? Hàng nhìn là biết ngay hàng xịn sò rồi. Rồi thêu nhá, cái này toàn bộ cái hình in thêu, cái thêu của nó không là biết bao nhiêu tiền. Ở dưới nó may bo này, nó may xếp ly, các bạn nhìn thấy không, may xếp ly để tạo điểm nhấn eo á. Đó, thấy chưa? Rồi ai lấy trắng comment trắng, cái quần rất là xinh. Phải nói là cái quần rất là xinh luôn, quần quá xinh luôn. 35, ai lấy comment giùm em. Rồi ai lấy trắng comment trắng giùm em nhé, quá đẹp luôn á. Hàng siêu xịn sò, ai lấy trắng comment trắng. Trắng đẹp, mấy cái hàng này mà các bạn không hốt là uổng lắm lắm luôn. Bởi vì sao? Hàng này là các bé nó mặc ở nhà mà vải nó đẹp, vải xịn, giá 35. Hàng siêu xịn sò luôn á. Ok. Rồi ai lấy trắng comment trắng, ai lấy màu dâu comment dâu, ai lấy đủ màu comment đủ màu đi. 35 ngàn. Màu xanh nữa. Màu dâu, ai lấy dâu comment dâu, tay xếp ly luôn này. Các bạn nhìn thấy không, tay gập ly này, nhìn rất là thể thao đồ này, mạnh mẽ cá tính. Rồi ai lấy màu dâu comment dâu, lấy combo 3 màu về bán. Về bán combo 3 màu nhá. Rồi ai lấy dâu comment dâu, đan chi hàng thu đi chị ơi hả.
Đang chi là mong hàng thu đúng không? Hàng đang chi ở ngoài khu vực mình là đang lạnh đúng không? Để em mở cho mọi người xem đã. Hàng này mặc ok lắm luôn á. Cái vải này xịn sò màu đỏ. Em mở hết cho mọi người xem. Màu đỏ với chấm bi nhí nhá mọi người nhá. Ai lấy đỏ có mặt đỏ. Bán mấy cái hàng này mặc cho nó con mặc lên sướng phải đi tới tận là hàng này đi thu đàn hàng này đi tới tận 5x á mà mới sale 35.000. Rẻ lắm luôn á các bạn nhìn hàng này. Rồi ai lấy đỏ cơ mình đỏ giúp em. Đỏ nhá. Quần đẹp chưa? Quần còn may gập gấu luôn là các bạn biết hàng nó xịn cỡ nào. Nó may kỹ lắm, hàng này may kỹ lắm. Rồi ai lấy đỏ cơ mình đỏ giúp em. Ok xong cái này chị Nhung lên hàng thu cho nha. Hàng thu nhiều. Rồi ai lấy đỏ cơ mình đỏ nhá. Đó lên đủ màu đấy. Ngoài Bắc lạnh lắm, lạnh rồi chị hả? Ừ, ok. Trắng, vàng, dâu, đỏ và có sen luôn. Hả? Rồi ai lấy đỏ cơ ai lấy hồng cơ mình hồng giúp em. Thấy chưa? Ai lấy hồng cơ mình hồng, đẹp chưa? Rồi này, đẹp cực kỳ luôn. Hồng 35k quá đẹp, cái vải này cầm lên là thấy đã rồi. Được chưa? Ok chưa? Và đặc biệt chúng ta còn có xanh nha mọi người nhé. 2, 4, 5 màu màu xanh. Em mở hết cho các bạn này, các bạn cứ thao việc chốt rồi chứ bắt đầu em chốt đây, em chậm. Em bắt đầu em chốt cho mọi người. Màu xanh hàng của Phương Mai. Hàng này là hàng mà đi ăn đông luôn á, hàng ăn đông nhá. Đi 5x mà bây giờ sale 35.000. Thấy chưa? Adidas theo. Hàng Adidas theo may dưới kiểu bo bo như vậy này. Các bạn nhìn kỹ không? Đừng chỉ này. May rất là nét, phải nói là sắc nét cực kỳ. Đi với cái quần như thế này đây. Đó, rồi ai lấy xanh thì comment xanh, xanh cũng rất là ngọt. Xanh ngọt lắm, có vài ri thôi, cái hàng này không có nhiều. Rồi bắt đầu chốt đây các bạn. 35k. Hết màu rồi đó. Vàng, xanh, sen, đỏ, dâu, trắng. Nha mọi người. Được chưa? Rồi bắt đầu em chốt 35.000 size 18. Này bán ok. Chị Phương Biên Hòa, à chị Phương Biên Hòa trừ màu vàng xanh ra. Rồi ok, chị Phương Biên Hòa vàng. Phương Biên Hòa vàng. Phương Biên Hòa, Phương Biên Hòa, Phương Biên Hòa, Phương Biên Hòa mấy ri? Phương Biên Hòa 5 ri, ok. Rồi, kim chi lê trắng vàng. Thấy đây. Đau quá. À, áo ga à, áo ghè hà gái hè đại chị ơi à. Rồi, trắng vàng cho kim chi lê. Trắng cho kim chi lê, vàng cho kim chi lê. Ủa vậy Phương mấy đi vậy? 5. Hàng này quá rẻ nha mọi người, 35.000 là quá rẻ luôn á. Dạ vâng, lấy đủ màu. Ok, chị Phương thêm màu xanh. Phương biên màu xanh, hàng này không có nhiều đâu. Đỏ cho gấm huỳnh. Hàng này rẻ lắm luôn các bạn. Rẻ lắm luôn, đưa em. Đỏ gấm huỳnh ok. Nè, anh cho em một ri hơ, ghi bất kỳ lên để em cho mọi người cho làm được. Rẻ quá mà, mấy cái hàng rẻ này đi ôm về, tức là nó sale chứ không phải là hàng thường nha mọi người nhé. Đây. Ừ. Ok, đỏ gấm huỳnh. Các bạn lấy 3 màu về bán combo. Đi combo là dễ nhất. Bé gái size đại lửng hay dài chị hả? Chị hàng thu hả? À, hàng hè hả? Cưng chưa? Đó, nha, 35.000. Vải cao cấp, nhớ là vải cao cấp nha mọi người nhé. Vải chính phẩm luôn. À, cái ba lô này nó may bị trễ, thêu đồ này kia, cái hình in thêu. Cái thêu không biết bao nhiêu tiền của người ta rồi, chứ không phải đâu. Nếu mà hình in thì nó lại khác, mà hình thêu nữa. Nó đi cái giá này nó quá rẻ luôn. Em nói là thực sự là quá rẻ. Ai lấy sen comment sen. Rồi em có được mì rồi một khi tất cả áo khoác cao cấp. Áo khoác jean. Ai lấy khoác jean comment áo khoác jean. Áo khoác jean này. Em lấy áo khoác jean để các bạn bán Tết. Anh gảy qua đây cho em. Áo khoác jean. Áo khoác jean nha các chị em nha. Áo khoác jean. Đây. Cái áo khoác jean này bạn nào bán shop là ok. Hàng này hàng shop xịn. Cái hàng này xỉ của nó là 115.000. Xỉ là 115.000. Có 2 màu. Tuy nhiên màu đen chỉ có 3 ri thôi. Màu đen có 3 ri thôi. Nhớ nha, hàng này là hàng nó có được 11 ri mà cả nhí và đại rồi. Đó, nên bởi vậy các bạn hút cái hàng này về để bán này. Hàng bán Tết cho mọi người nha. Size từ 3 đến 10. Ri 8, size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ri 8. Đây. Hàng là phải nói là siêu cao cấp.
đẹp lắm luôn. Các bạn nhìn thấy chưa? Hàng xỉ 100 mấy á, 110 mấy ngàn á, mà bây giờ em sell cho mọi người giá 73 là nhí. 73 là nhí nha mọi người nhá. Quá rẻ, em nói là quá rẻ luôn. Hốt nhanh. Trời ơi nè, thêu đẹp chưa? Ở đâu bán cho mọi người hàng này? Hả? Quá đẹp luôn á, rẻ cực kỳ. Rồi ai lấy comment giùm em là đen. Chốt nhanh bởi vì nó có 3 ri thôi. Nó có 3 ri thôi nha mọi người nhá, không có nhiều đâu. Có 3 ri thôi. Đẹp chưa? Xóc xịn luôn. Nút của nó là nút bấm nha mọi người nhá. Nút bấm luôn, nút bấm xịn sò luôn á, chứ không phải là đó, nên bởi vậy các bé nó mặc rất là dễ chịu. Dễ lắm, hàng này hàng shop. Có 3 ri các bạn mà không hốt là ổn cực kỳ. Hàng này mà các bạn không hốt là em nói là tự hối hận luôn. Bởi vì shop mà mấy cái hàng này các bạn đi nhập là toàn 100 mấy, 100 mấy. Tết là cần lắm những cái hàng jean cao cấp như thế này, hàng áo khoác jean cao cấp như thế này mọi người nhá. Rồi ai lấy comment giùm em là đen. 3 ri đen. Có 3 ri thôi. Em chả biết là bao nhiêu nhí các bạn. Đen là nhí hay đại vậy phải không? Hả? Nhí hả? Ừ. Rồi ai lấy đen thì comment đen giùm em nhé. Ba phải đưa cho em một cái điện thoại mà không phải ấy á. Hả? Làm đưa vào đấy không? Rồi ai lấy đen thì comment đen nhé. Ai lấy xanh comment xanh. Ai lấy xanh comment xanh. Đây 73 ngàn. Áo lẻ đại trai cổ hả? Các bạn chờ em xíu. Hàng này là hàng của Lena Kit này. À em là Đỗ Quang Hà. Ok Hân Đỗ. Hân Ngọc. Ok ok Hân Đỗ là Đỗ Quang Hà. Rồi ok. Màu xanh. Chúng ta có màu xanh. Đẹp chưa? Trời ơi, đẹp tuyệt vời luôn á. Đẹp lắm lắm luôn. Nhìn hàng. Đẹp chưa? Cái này nó may như vậy này, nó rách nhưng mà may phối cho các bạn. Nhìn rất là sang, sang cực kỳ và modern. Rồi đây nhìn nha mọi người nhé, hàng màu xanh. Có hai màu, màu đen và màu xanh. 3 ri. Rồi, ai lấy comment giùm em là xanh. Nút bấm nha mọi người nhé. Rách, 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 rách. Con gái mà mặc cái áo này lên thôi thôi. Đẹp tuyệt vời luôn. Ai lấy xanh comment xanh. Ai lấy đen thì comment đen. Đen thì modern á. Đen thì cá tính và mạnh mẽ. Thu Hiền là bạn nào ta? Có 73 ngàn thôi em, hàng này đi 100 mấy á. Thân Ngọc ạ. 73, 73 nha. Hả? 73 hay 75? Hả? Đây hả? 75 ok, 75 mọi người ơi, 75 nhá. Sorry mọi người là 75. 75 xỉu của nó là 110 mấy ngàn. Hả? Rồi xanh. Bạn Hiền, Thu Hiền là bạn nào ta? Thu Hiền là chị không biết là ai. Rồi xanh cho Quỳnh Anh, hàng này cao cấp lắm luôn nha mọi người. Quỳnh Anh. Rồi từ từ đã. Anh qua đây lấy cho em đi. Ừ? 85, đại 85. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi 85, hàng này quá xịn luôn mọi người. Lưu ý giùm em. Rồi Đan Chi. Đan Chi xanh. Từ đã mọi người chờ em xíu. Rồi hồng thắm đại. Ai làm đồ rượu trước nhà mà đồ rượu không nè. Đại đâu, từ đó đâu. Đại đây, đại này chắc là nhiều khi là bé 40 tuổi, 40 ký thoải mái. Hồng thắm đại. Cao cấp lắm nha mọi người ơi, hàng này cao cấp lắm. Xỉ 130, 140 á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, đại 6 nha bé. Hồng thắm đại. Rồi. Ơi, chị có thấy đâu? Rồi, Quỳnh Anh đại luôn hả? Quỳnh Anh đại, điện thoại chị Nhung không thấy đâu. Ai nữa? Quế Lê nhí xanh hả? Quế Lê nhí xanh. Rồi gì nữa? Kim Chi Lê xanh đại. Kim Chi Lê xanh đại. Rồi cái gì nữa em? Nhí đại. Rồi Đỗ Quang Hà. Điện thoại em không thấy được comment của các bạn. Rồi. Xanh đại cho Đan Chi hả? Để coi xem còn nó không đã. Đây rồi, đi xanh đại cuối cùng. Xanh đại cho Kim Thoa hả? Để coi xem còn không nhá. Rồi, Kim Thoa. Cao cấp cực kỳ, cho em mở cái hàng đại ra mọi người mê luôn.
Chị Cúc Hoàng ơi, chị lấy xỉ đúng không ạ? Chị ép Zalo giúp em nhé. Ép Zalo đặt cọc 500 giúp em để lấy hàng. 0937495480 đó. Đại đen cho Đỗ Quang Hà, hàng này 100 xỉ 130 mấy, 140 mấy đó. Đỗ Quang Hà. Em không đọc được bất kỳ một cái comment nào của các bạn. Lạ lùng vậy. À, chị Thu Hiền ơi, chị là xỉ mới đúng không ạ? Chị xỉ mới giúp em ép giúp em Zalo và đặt cọc 500 để lấy hàng nhé. 75 và 85. Này các bạn nhìn hàng này. Trời ơi tuyệt vời luôn á. Tuyệt vời luôn. Em mở mọi người xem cái size đặt. 2 3 4 ok. Cảm ơn chị Cúc Hoàng. Nhưng mà chị ơi, chị hãy ép Zalo giúp em với. Ép Zalo đầy đủ thông tin để em lấy hàng nhé mọi người nhé. Tại vì trước khi đặt hàng là các bạn phải đầy đủ thông tin em mới có thể lấy hàng cho mọi người được. Em đang mở cái size lớn. 1, 2, 3, 4, 5. Mai mới cọc không? Ngày mai thì không cọc nữa. Mai là chuyển khoản đi hàng luôn chị ạ. Mai là đi hàng luôn ạ. Ngày mai em nghỉ live rồi. Em live tối nay từ 12 tới giờ cho tới hết thi Facebook luôn. Dạ, để có gì tuần sau chị ủng hộ em nha. Cảm ơn chị. Hoan từ mọi người cho em xíu. Đây, em đây là size số 9. Chị Quốc Hoàng ơi, chị ép Zalo xong rồi báo em. Ép Zalo và nhắn địa chỉ thông tin giùm em để em chốt. Đẹp chưa? U cái form này phải 27kg mọi người ạ. À. Đây nè, nhí nè. Thấy chưa? Đây nè chị ơi, nè, nhí của nó mà đã to như thế này nha. Em nghĩ phải tới 28-29kg đó. Nhí nha, mà cái này mới là size số, em coi, size số 9 thôi. Tức là nó là size số 9 thôi đó. Ai lấy comment giùm em nè. Đó, thấy chưa? Trời ơi, cái này quá to luôn, nó form chuẩn thật sự luôn. Xịn sò cao cấp mà giá bao nhiêu nhỉ? Thân Đỗ em là Thân Đỗ. Đỗ Quang Hà thì biết rồi. Thân Đỗ là Đỗ Quang Hà thì biết rồi. Đâu rồi, còn Đại làm đâu hết rồi? Đại đâu hết rồi? Ủa hàng đâu rồi? Hàng đâu bé? Nhưng mà đâu hết rồi, nãy giờ đã hết đâu. Ủa sao lại hết được rồi? Ủa, em có lấy đâu Hân Đỗ kìa. Là sao Hân Đỗ là bạn nào? Hân Đỗ là Đỗ Quang Hà rồi bà. Ngọc Hân hả? Hân Ngọc là bạn khác nữa. Chị Hân Ngọc ơi, em xin lỗi chị là Hân Ngọc là ai? Phan Từ trả lại giùm em. Chị Cúc Hoàng ơi, chị nhắn tin giùm em nhé. Sorry Hân Ngọc. Nhưng mà Hân Ngọc là bạn nào chị chưa biết nữa. Rồi. Hả? Anh lấy lại giùm em Đỗ Quang Hà lại cho em với. Tại Hân Ngọc chưa biết là ai luôn. Bố Thái, đem ID đen của bạn Đỗ Quang Hà qua đây. Chị xin lỗi, chị xin lỗi Hân Ngọc. Bé nó nhìn nó tưởng là Hân Đỗ, Hân Ngọc lộ mắt trở lên. Rồi, ok. Bây giờ nè, chị Giáng Ngọc. Chị Giáng Ngọc là một nhí xanh. Giáng Ngọc một nhí xanh. Ủa, tức là cái hàng riêng nó nằm hết đây rồi hả bé? Ôi, nó còn có mối ở đây thôi chị ơi, hết rồi. Vậy là hết rồi hả? Tất cả có nhiêu đây thôi gì? Ủa, chị tưởng là 11 nhí không chứ? Sao ít vậy? Minh Hoa Ngô một nhí xanh, thằng này cao cấp lắm nha mọi người nha. Hết đài rồi Minh ơi. 7585 Minh Hoa Ngô nhí xanh. Rồi ok. Chốt hàng mai chuyển khoản được không chị? Em xỉ mới. Vẫn Hân Ngọc ơi, phải em phải nhắn tin vào trang sở như chị Nhung. Hân nhá. Nhắn ai xin lỗi em, nhắn vào Zalo địa chỉ thông tin đầy đủ chị Nhung chốt em. Các bạn xỉ mới ở bên trang này, các bạn theo đường link các bạn vào trang giúp em nhé. Đan Chi là có chưa bé? Đan Chi có gì rồi bố? Nhí dài rồi. Nhí dài ok rồi, đại xanh hết mất rồi mọi người ơi, đại xanh hết rồi. Bây giờ còn một nhí đen này. Hello thải lại. Đây. Hân Ngọc ok, vậy Hân Ngọc phải nhắn vào Zalo giúp chị Nhung nhé, đầy đủ thông tin chị Nhung mới chốt được. Khi nào mà nhắn đầy đủ thông tin chị ok thì báo chị Nhung. Rồi đây nó có màu đen này. Đỗ Hân Lê là một chị ơi, ok chị biết rồi. Máy bé nó nhìn lộn, Hân Đỗ, Hân Ngọc mà em nó tưởng là Hân Đỗ.
like xong là chuyển khoản đi hàng luôn chứ không phải là cọc nữa nha mọi người. Nhìn này, đây ạ, màu đen đẹp quá, cái màu đen đẹp quá luôn á. Các bạn nhìn hàng không ạ? Cái này em đang cầm trên tay, nó size của nó là 13-10, em đang cầm trên tay cái này là size số 7. U cha ơi, size số 7 mà form to dã man luôn, thấy chưa? Rồi ai lấy đen comment đen, hàng quá xịn sò mà giá có 75 ngàn, 75 ngàn, siêu cao cấp ơi. Cái này là nhí đen. Rồi có bột đại, đây này có bột đại này. À cái này là nhí này, ai lấy nhí đen comment nhí đen. Đại đen hết sạch luôn rồi Minh Hoa ơi, hết đây em ạ. Hàng của Lena Kit này mọi người này, hàng Lena Kit, hàng thương hiệu đó, hàng thương hiệu luôn á. Hàng này là 100 mấy chục ngàn đó, mà bây giờ đi sale cho mọi người giá có 75-85. Hàng này là 100 mấy chục ngàn đây này. Rồi có nhí và đại đen cho mọi người nhá. Ai lấy nhí đen comment nhí đen, ai lấy đại đen comment nhí. Đại đen nhí nó rất phản tần 27 kg. Rồi Huế Lê, ok Huế Lê đại đen. Cái này của bé gái đẹp quá. Còn một ri nhí đen, ai lấy nhí đen comment nhí đen giúp em. Ai lấy nhí đen comment nhí đen. Nó khá nặng các bạn, chờ em xíu. Hết rồi. Nó có mấy ri à? Hàng này hàng sót, hàng hàng hot hit mà. Nó còn nhí thôi chị ạ. Nó còn nhí thôi nhưng mà không phải là cái size nhí nhí nhỏ xíu đâu. Nhí của nó cũng phải là 13 14 kg đổ lên đó chị Lưu Hải Yến. Hết hết nhí rồi. À ý hết đại đen rồi chị ạ. Em xin lỗi, có ri cho bé bạn Huế Nguyễn rồi. Được mấy ri. Bây giờ còn nhí xanh và nhí đen mọi người nhá. Nhí xanh và nhí đen, mỗi thứ còn 2 ri. Để em lại em mở cho mọi người xem. Chị Khúc Hoàng khi nào mà nhắn tin đầy đủ thông tin là báo em nhé. Hết đại xanh rồi chị Đáng Ngọc ơi. Em canh áo jean mãi mà giờ ngủ quên một chút. Sao giờ này đã ngủ rồi? Mà đã hết. Các bạn nhìn thấy ông xanh nè, đẹp chưa? Hồ ôi chất lừ luôn. Rồi ai lấy xanh thì comment xanh. Hàng của Lena Kit, hàng này mắc lắm luôn. Hàng này xỉ 100 mấy chục ngàn mà bây giờ đi cho mọi người giá 75-85. Phải nói là siêu cao cấp. Ừ, Cúc Hoàng, em nhắn tin chưa? Chị ở đâu vậy? Hả? Cúc Hoàng ở Hóc Môn hả? Cúc Hoàng hả? Cúc Hoàng đi vào trang chính của chị Nhung đi. Cúc Hoàng ơi, vào trang chính đi nhá. Vào trang chính của chị like cho nó dễ nhá. Tại vì bên này nó hay bị ẩn lắm nên chị không đọc được comment luôn á. Bên nhóm ấy. Rồi xanh cho Hiền Ruli, xanh cho Cúc Hoàng. Hàng cao cấp quá mà giá rẻ. Hiền Ruli. Rồi Hóc Môn phải không? Ok, Hóc Môn Tân Phú gần. Rồi Cúc Hoàng. Rồi còn hai đi đen thôi, còn đen thôi nhá, hết xanh rồi đó. Nhí xanh đó hết trơn, trời ơi. Buồn quá à. Chị Lưu Hải Yến ơi, hết xanh luôn rồi. Sao hôm nay chị Lưu Hải Yến này chậm vậy ta? Còn mối đen thôi chị ạ, đen cá tính này thôi. Đen cá tính chị nhá. Hết hết màu xanh rồi, em mở mọi người xem. Nhí nhưng mà form to. Hàng này đúng hàng xịn luôn đó, hàng hàng. Hả? Hết nhí xanh rồi. Thấy chưa? Rồi ai lấy đen comment đen giùm em. Nó là xanh đen á, nó xanh đen đậm á chứ không phải là màu đen tuyền đâu. Đây này, thấy chưa? Nó bạc quát quát này các bạn nhìn thấy không? Đẹp lắm. Mấy cái này mặc lên là phải nó là cực kỳ sang, cái màu này là mặc còn sang hơn nha mọi người nhá. Hàng này mặc còn sang hơn là hả màu em nói xanh là truyền thống nhưng mà cái màu này mặc lên rất là sang. Sang lắm, đẹp lắm luôn. Các bạn nhìn thấy không ạ? Toàn bộ đều là nút bấm xịn sò. Nít bấm xịn sò, không phải là cái nút gài gài đâu. Nút gài thì nhiều khi nó còn quê hoặc là nó không được sang. Chứ cái nút này là quá sang luôn đó mọi người. Những nút bấm như vậy này. Nút bấm nha mọi người nha. Quá xịn luôn. Rồi ai lấy nhí đen comment nhí đen. Hết nhí xanh rồi chị Lưu Hải Yến. Còn nhí đen thôi. Quá đẹp. Hàng đẹp lắm luôn đó. Hàng này ok cực kỳ. Rồi chốt đi các bạn. Ai lấy nhí đen comment nhí đen giùm em. Có mấy ri áo sơ mi lên luôn đi bộ. Mấy ri áo sơ mi bên kia đang sale rồi. Cảm ơn Cúc Hoàng nha. Không, em đi xanh. Mạng nó có tính đúng đúng rồi.
Rồi ai lấy đen thì comment đen giùm em. Còn mấy đi đen? Bố cho em mấy đi sơ mi đó bố. Sơ mi, sơ mi. Để tối nay sao hả? Hàng này là cực kỳ đỉnh này mọi người. Hàng của Lena Kit này. Em thương chị quá à. Em cảm ơn chị Lưu Hải Yến. Đúng rồi, chị lấy đen luôn. Chưa, còn 2 đi nữa. 2 đi đen. Lưu Hải Yến đen. Em cảm ơn chị. Đây này mọi người này. Áo này là áo sơ mi cao cấp nha mọi người nha. Hàng sơ mi cao cấp, hàng của Lena luôn này. Hàng Lena Kit đó mọi người. Mấy cái dòng này nó xịn lắm. Đi mà nó là sơ mi nhá. Được mấy đi anh cho em hết lên đây mấy mấy. Ủa cho hết lên coi xem bao nhiêu đi em biết được. Xanh có 2 đi thôi. Màu xanh có 2 đi hả? Trời ơi hàng đẹp quá à. Cái vải này Lena Kit này. Các bạn nhìn thấy không? Hàng xịn chưa? 63.000 nha. Hàng nghiêm của nó là 63.000. Đi cho 39.000 ok chưa? Ai lấy màu xanh comment xanh. 39k. Trời ơi cưng lắm luôn á. Nhìn kiểu quý tộc này. Ai lấy comment giùm em xanh. 39.000. Nghiêm của nó là 60 mấy ngàn đấy các bạn. Rồi ai lấy comment giùm em là xanh. Một ri duy nhất. Được 2 ri phải không? Đó. Để chị coi xem bao nhiêu ri hả? Hàng đẹp quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ok. 8 cho em Minh Minh. Rồi ai lấy trắng comment trắng luôn. Ai lấy trắng comment trắng luôn. Hàng lên này kết hàng 60 mấy ngàn đó. Rồi giờ sale 39 á. Hàng này nó đi sale 39 là quá rẻ luôn á. Minh Minh. Hiền Julie. Ừ xanh luôn. Còn xanh dưới đó không bố? Hết rồi em lên trắng. Hết rồi mọi người ơi. Mỗi thứ có ri 2 ri thôi. Hàng này có đại không chị ạ? Hiền Julie trắng. Rồi còn trắng không? Anh thảy qua cho em với. Cô Tiên đã nhắn tin cho em ơi. Ok cô Tiên. Ừ. Đó đó, đó đúng rồi. Ừ, thảy hết lên cho bạn. Đẹp quá hả? Ủa cái này là đại luôn hả? Sorry mọi người ơi, cái này là đại. Vậy là hết trắng nhí rồi bé ơi. 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đại bé ơi. Có một ri nhí thôi, không có. 1, 2, 3, 6, đại rồi. Có một ri trắng nhí thôi, còn đâu là đại hết. Trời ơi, đại luôn hả? Đã vậy. Mọi người ơi, đại, hết rồi. Đại là 6. Ok, tất cả mọi người hết nhí rồi nhá. Trời ơi, đại luôn này, để em mở nó xem này. Chị Giáng Ngọc ơi, rất đại đi chị ạ. Cái hàng này mặc lên thì đẹp lắm. Hàng nó đỉnh luôn, để em mở nó xem đại nó to đến mức đâu nào nhá. Các bạn chờ em xíu. Chị Giáng, chị Phúc Hoàng chờ em xíu. Hồ Thị Nghiêm. Hết xanh rồi Nghiêm ơi, Nhiên ơi, hết rồi. Các bạn ơi, các bạn theo đường link, các bạn đi vào trang bên này đi. Ồ, đẹp quá à. Đại, đi hết một giá luôn. Em không đi, em không có ham thêm 3-4 ngàn đâu mọi người nhá. Đúng ra đại nó phải đi 43 ngàn, đúng không? 43-45 ngàn, thậm chí 49 ngàn. Em đi cho mọi người giá 39 ngàn luôn. Ai chốt đại đi. Bù cái công của các bạn trưa nay các bạn không chốt được hàng sơ mi. Em bù vào cái công mà các bạn sỉ của em trưa nay chốt không được sơ mi. Tội nghiệp nên còn bao nhiêu em sell hết cho mọi người đấy. Rồi, lấy đi. Nói chung là em đi như người khác là họ sẽ đi nhí đại khác nhau. Em đi cho mọi người giá một giá thôi. Em đi cho mọi người như vậy để các bạn về các bạn bán ăn rất sướng. Đại trắng. Hồ Thị Nhiên đã ép Zalo chưa bé? Ừ. Nhiên ơi, ép Zalo đầy đủ thông tin, đặt cọc 500 để lấy hàng nhá. Còn không là không thể là lấy được. Thông cảm nhá. Rồi, đại đi các bạn comment đại giùm em chứ em không biết là các bạn đang nhí hay đại. Các bạn chốt trắng nhiều quá. Ừ. Đại cho bạn Thủy, đại Thủy Vũng Tàu. Hàng này đã lắm, hàng này xỉ phải nói là 6 mấy ngàn đó. Su bo đại. Gấm Huỳnh đại. Rồi, Su Kem, Nguyễn Su Kem á nha bé, là Nguyễn Thị Thu Sương á. Đại 39, cho em Thùy Trang 39. Còn không bố? Rồi, em Minh Khang Shop Baby 39. Ok. Chị em Duy Thảo 39, Duy Thảo nhận được hàng chưa Duy Thảo ơi? Duy Thảo 39, ok còn không? Bố, phải lên cho bọn. Hết. Hả? Hết.
cùng một hàng hiệu luôn này, cùng một cái anh này luôn này bố. Có xem còn bao nhiêu đi này, có xem còn trắng nhí này không để các bé nó mặc đi học được này. Đây nè, ngay tay anh luôn đấy. Thì lên hết cho vợ đưa em. Thì nó đưa lên đây. Cái màu đỏ này nè. Ui cưng quá hả. Cưng chưa, 39 ngàn thì sắc xỉu luôn á. Cái hàng này nó xeo lỗ nặng luôn. Cái tay của nó sẽ gập lên và cài vô đây được nha mọi người nhá. Nó có cái này này các bạn hình dung chưa. Cài lên luôn, xinh tuyệt vời là xinh luôn. Tuyệt vời là xinh được chưa. Thêu, đổi hàng gì đâu mà nó kỳ công. Thêu, phối cầu vai, phối hai cầu vai. Thêu, nắp, túi 39 ngàn. Ôi sáng mai em cọc được không chị hả, giờ ngân hàng không làm việc. Hồ Thị Nghiêm ơi thông cảm với chị nhé. Tại vì do là ôi em thấy hết đấy mọi người nhưng mà lại bị chậm. Chị Cúc Hàng ơi, thật sự là bị chậm luôn. Cúc Hàng đi vào trang chính của chị Nhung lấy cho nó dễ đi. Tại vì bên chị nó không biết là chiều nay nhiều bạn đặt hàng bên này không thấy comment luôn á. Thiệt, chị nói thiệt luôn. Bên hội nó hơi bị chậm, chậm lắm luôn. Rồi ai lấy dài tay, comment dài tay. Dài tay 39 ngàn, rẻ như bèo luôn. Trời ơi cưng quá à. Hàng này 39 ngàn này. Ôi Giáng Ngọc lấy đầu tiên hả? Hả bé? Ok em qua rồi. Hello Cúc à. Bay qua đi Hồ Nghiêm ơi, bên này chị Nhung không thua luôn á. Hồ Nghiêm nhắn vào Zalo cho chị Nhung địa chỉ số điện thoại xong rồi đặt hàng nhé. Biết sao không, tất cả các bạn sỉ là phải ép Zalo thông tin đầy đủ, đặt cọc 500 chị Nhung mới chuyển khoản, chị mới lấy hàng được đó nhá. Tự Thoan Nga là bạn nào ta, sỉ mới nhắn vào Zalo đi các bạn ơi. Các bạn chốt đời im đây, đông quá chị không biết là đâu. Đã nhận hàng nha chị, ôi sao nhanh vậy hả. Rồi bắt đầu sỉ Vũng Tàu, cái này mặc đi học lịch sự. Ri 8 đúng không bố, bố thể đếm giùm em với. Ủa sao có một ri vậy, ác nhơn thiệt đấy, chán thiệt đấy, chán gọi là chán đó mọi người, đại đi mọi người. Ừ rồi su su bo đại đại đi. 6 1 2 3 4 5 6 chỉ có đại thôi, sorry mọi người không có nhí. Rồi Lưu Hải Yến đại nó luôn nhưng mà nó có một ri nhí thôi, còn đâu là đại hết. Yến đại, ừ đại cho Thủy Vũng Tàu hả. Su bo Lưu Hải Yến vậy hả. Tự su bo Lưu Hải Yến mấy Thủy Vũng Tàu hết. Em Thủy Vũng Tàu ok. Tự Thị Thoan Nga em lấy của chị vài lần rồi, chị cũng thấy hèn chi mà cái não của chị cũng nhớ mang máng Facebook của em. Ủa đúng không, nhớ mang máng luôn đó, chị thề luôn á. Chị thì không nhớ chính xác, em giúp chị Nhung vào Zalo giúp chị, nhắn lại Zalo địa chỉ số điện thoại trong cái Zalo mới của chị Nhung nhé. Zalo xỉ bên này cho chị giúp nhá nhé. Vải ok lắm luôn á, vải ok lắm Thủy, vải ok, hàng của nó đi 6 mấy mà sao ok được. Cái hàng Lena Kit này, hàng này cũng cao lắm luôn á. Rồi ai lấy trắng mà bubble rim màu này đó, thấy chưa. Rồi ai lấy trắng có bubble này comment giùm em nhé. Màu tạm gọi là màu xám đi. Màu xám để em mở mọi người xem, vải mềm nhèo luôn á. Vải ok, nói chung vải xịn sò. Màu màu cái này là vải màu xám và một anh xanh đen, thanh đen. Xanh đen, hàng này mặc các bé nó đi, nếu mà đi học mà mặc mấy cái này lên thì thôi rồi, yêu cực kỳ. Rồi ai lấy xanh đen comment xanh đen được chưa? Sang lắm. Rồi bắt đầu chốt. Trắng cho bạn Thu Nguyễn Thị Thu Sương. Đại luôn bé ạ, à. Cái này là đại hết nha mọi người, không có nhí đâu. Đại. Rồi ai lấy comment giùm em xám. Hết xám rồi, cái này của chị Giáng Ngọc. Nhí đại, không có nhí đại đâu su bo ạ, à. Nó có đại thôi em ạ. À. Su bo có 39 ngàn, hàng quá rẻ luôn mà. Rồi hết luôn, cách thức bên sỉ như thế nào. Nguyễn Kim Anh ơi, lấy sỉ, lấy nguyên ri. Lấy nguyên ri Kim Anh nhá, cảm ơn Kim Anh. Lấy nguyên ri và lần đầu tiên lấy, đơn đầu tiên thì lấy trên 5 ri các chị. Trên 5 ri là được giá sỉ rồi. Đó, thích quá đi hả. Sư Vũ Lê Thị. Đây này, có cái áo này đẹp quá này. Cái hàng này đẹp lắm luôn. Nhưng mà nó nằm trong lô này, ai nhanh thì được. Hết rồi. À quên, cái hàng này không phải. Cái hàng này hàng cổ trụ. Mọi người, hàng cổ trụ size đại này. Trời ơi đẹp muốn xỉu luôn. Đẹp chưa? Xỉu, hàng này đẹp xỉu luôn chứ không phải đẹp thường này mọi người. Lại giấy cho con chắc. Rồi, mất một cái rồi mọi người, xin lỗi. Thì phải đưa cho vợ quay mẫu chiêm mẫu đi đã. Mất một cái rồi. Em xin lỗi, hàng này đẹp quá, 39k luôn. Hàng đại nha mọi người nhá. Đại 39 ngàn, hàng đẹp chết người luôn. Em đi mọi người một giá, em không đi nhiều đâu. Còn đâu mà màu khác không? Có ri à.
cái hàng này hả, nó bị lẫn vô đây á, chứ hàng này dễ gì người ta đi 39 ngàn nữa. Các bạn thấy hàng cao cấp mà, này hàng này tới sáu mấy ngàn, hàng của nè thương hiệu đây của em hả? Không, 5, 2, 4, 5 bị mất cái rồi mi ơi, còn 6 thôi nha, à, còn 5 thôi nha. Đâu đây em coi, ngày hôm qua con đâu rơi chị Dung coi, áo xanh hôm bữa ba đem về mà nó còn ôm bụng quá nha ba. Đẹp nhỉ, đẹp quá. Đâu bé Hồng thảy ra chị Dung coi. Đây ừ, ánh còn ôm bụng rồi đó. Suba ok, Suba 39k, Suba đi 5 ok hết. Có rì. Rồi tiếp tục ba lên đi ba. Rồi hàng này đã lắm, yên tâm. Đây này còn hai đi áo áo jean này, bạn nào vào chưa, vào trễ, vào trễ mà chưa lấy được thì lấy cái hàng này đi các bạn, phải biết xong. Em mê cái hàng này quá, nó đẹp mà nó xịn. Xì của nó 110 mấy ngàn mà bây giờ sale cho 75 ngàn. Ai chưa lấy thì hốt đi các bạn, nãy đầu giờ like các bạn chốt nhiều lắm rồi. Còn đúng hai đi thôi nhá. Đẹp chưa? 75k hàng này. Đỉnh của đỉnh luôn. Rồi ai lấy comment giùm em 75. Quá cao cấp luôn, toàn bộ là đều cúc bấm xịn sò. Cúc bấm xịn sò hết mọi người, nhìn thấy chưa? Rồi ai lấy comment giùm em. Cảm ơn Hồ Thị Nhiên. Ok, tức là cứ thứ hai thứ ba hàng tuần chị Nhung like. Thứ hai thứ ba hàng tuần nhớ bấm like trang nha mọi người nha. Bấm like trang ở chế độ xem trước á để các bạn nhận được thông báo em like nhá. Em chỉ like ngày thứ hai và ngày thứ ba thôi. Các bạn lưu ý. Đẹp quá à. Rồi ai lấy comment giùm em áo khoác jean cao cấp. Giá có bao nhiêu nhỉ? 75 ngàn thôi Lý Phan ạ. Đẹp quá, đẹp lắm luôn. Này, cố thái giúp em. Rồi, Lý Phan ok. Lý Phan jean đen nha mẹ. Ừ. Không, nó là nhí em ạ. Lý Phan ơi nhí, nhưng mà form nó to lắm. Form to, form 30 nhưng mà. Form to lắm. Nhí, nhí, hết đại rồi. Nãy chị Nhung like đại rồi. Form của nó to lắm, hàng này ok cực kỳ luôn. Hàng nó tận 100 mấy lượng mà. Mà đã vậy Tết em bán mấy cái hàng này là cực kỳ xuất sắc. Bởi vì nó là hàng hàng xịt để các bé này đi chơi. Mà giá này giá sale nữa. Nó rẻ hơn một ri hàng cả tới tận 40 mấy ngàn. Rẻ hơn 40 mấy ngàn. Một, ấy 40 mấy ngàn một áo. Rẻ đến mức độ đó đó. Nên mà vậy hốt đi các bạn. Ai lấy đen comment đen. Nó là nhí không phải đại đâu. Còn một ri nữa nhé. Rồi tiếp tục ba lên hàng. À nó có 5 ri hàng thu kìa. Cái hàng thu cốm đây cho các bạn hàng thu luôn đi. Nào hóa phải đi. Em like trang mà không, nó thông báo hả? Ui, bây giờ sao nhở các bạn ơi. Vậy thì mỗi lần thứ hai chị Nhung like, tối chủ nhật chị sẽ thông báo. Thứ hai em sẽ like cố định nha mọi người, nhớ trong đầu hoặc là để báo thức. 11 giờ bắt đầu like thứ hai. Cứ thứ hai là hàng tuần. Ấy đây cái hàng hàng thu đó đó. Hàng thu cao cấp này. Mọi người ơi, hàng này là hàng da cá cao cấp nhá. Hàng da cá này nó cao cấp lắm luôn. Da hình như là like trang mà xong rồi còn phải để cái chỗ độ gì nhỉ? Nhận thông báo á, nhận thông báo á. Không. Chứ bây giờ Facebook cũng không biết làm sao mà để. Thế rồi. Không thi bên đông người bạn ơi. Bé kia đang đòi lấy 10 ri đó. Hả? Trời ơi đẹp chưa? Trời ơi, ơi cái này là cái này hả? Cái này bên kia còn. Để em coi. Này mọi người nhìn này. Cái này á, cái này là hàng công ty nhá, hàng công ty sale. Hàng công ty sale cao cấp, các bạn nhìn thấy không? Chạy này, cái này là chạy viền nha. Chạy viền được chưa? Cái này là thêu. Hai bên thêu. Cái hàng này nó mắc lắm luôn. Hàng của cái anh này mắc lắm, hàng cực kỳ mắc, hàng quay này, thương hiệu này. Thấy chưa? Ấn theo dõi là có thông báo rồi chị hả? Ấn theo dõi là có thông báo rồi chị. Không phải, hình như nó hên xui ấy. Rồi cái hàng này nó quá xịn sò nha mọi người nhé. May này. Các bạn cứ comment liên tục đi các bạn, comment liên tục, tương tác nhiều thường xuyên là nó sẽ không bị ẩn đâu. Đây này nó nhận thông báo. Thấy các bạn không, thấy không? Thấy không? Đã chưa? Hàng đẹp vô cùng nhưng còn đúng một màu nên nó sale. Hàng này xỉ của nó tới 90 mấy ngàn nha mọi người nhé. Hàng vải này này 90 mấy ngàn. Nhưng mà nó sale, sale cho các bạn giá các bạn tin nổi. Hàng này đi sale nhiêu nhỉ? 59k. 59k cốt đi các bạn ơi. Màu, màu cốm, màu đẹp lắm luôn. Vải đẹp nhờ. Mà đi có 59 ngàn xỉu luôn á. Trời ơi các bạn mà không lấy là chị Nhung sẽ bán lẻ đó. Bởi vì hàng nó rẻ quá. Hàng sắp xịn nha. Mấy cái anh thương hiệu của Nôn Môn này, cái là Nô Kit này là ok rồi. Có 59 ngàn à? Hả? Ừ, 59 ngàn. Rồi các bạn chốt áo ra. Cảm ơn Hân Ngọc. Em nhắn tin bên Zalo rồi đó hả? Ồ, vậy bây giờ Hân Ngọc thì sẽ một cái áo khoác jean ní nhá, màu đen nhá. Hết đại rồi em ạ. Mấy bạn ở ngoài trời chỗ nào lạnh lạnh thì hốt cái hàng này đi, nó có 3-4 ri, mấy ri thôi. Mà đi có 59 ngàn, hàng này đi xỉ tới 9 mấy ngàn đó. Hàng này 9 mấy ngàn đó bạn. Mà đi cho mọi người 59 ngàn xỉu luôn á. Thì nó thiệt.
Trời ơi đẹp lắm, nó phối mà thấy mê luôn, hàng sắp xịn mà, hàng này hàng sắp xịn. Các bạn cứ liên tục comment liên tục lên nhé, rồi bắt đầu chốt. Em lấy dài hả Hân Ngọc hả? Bây giờ nó còn nhí thôi Hân Ngọc hả, áo khoác jean á, còn nhí màu đen. Hả? Hân Ngọc ơi, Zalo em inbox ở đâu vậy? Rồi, bạn rong màu 59, bố Thái. Rong 59, hàng đẹp quá. 2, 4, 6, 8, đúng rồi. Lý Phan. Còn không? Cho em mấy đi coi. Lý Phan, Tự Thị Thoan Nga, nhắn tin chưa bé? Mất cũ mà, đi. Anh nhớ không? Em ở đâu? Thoan Nga ơi, em nhắn vào Zalo giúp chị Nhung lại nhé. Tự Thị Thoan Nga khách cũ, nhưng mà để chị nhắn lại Zalo cho chị Nhung để chị Nhung kiểm tra, tại nhiều khi nó lâu quá nó đã bị đẩy xuống rồi. Cao cấp lắm luôn. Hàng này quá đỉnh luôn. Thu Hiền em cọc rồi nha chị hả? Đúng không bé? Rồi Thu Hiền, ok. Cọc 500 thôi các bạn, cọc 500 thôi. Còn à, Hân Ngọc là Kim Hân đấy bé. Rồi vậy Kim Hân lấy một áo khoác jean màu đen ha. Nhí nha. Hàng này quá xịn mà quá rẻ luôn á. Và chị ghi là Hân Ngọc nha bé. Hân Ngọc ok. Rồi ai lấy áo dài áo khoác này nữa? Bé Heo ơi có đồ em bé không chị ơi? Chị đang chuyên đăng hàng đi em bé đây mà. Hàng này chuyên em bé luôn, còn một ri nữa. Còn một ri nữa, hai ri nữa mọi người ơi, hai ri nữa này em mở mọi người xem cái hàng size lớn 8 này. Ai mà hàng tu là phải hàng lấy hàng này. Nó quá rẻ. Thật sự nếu mà bạn nào mà ôm cái hàng này về. Không, em lấy đã. À, rồi ok Hân Ngọc vậy bỏ cái hàng đen cho bạn Hân Ngọc đi. Hồ Thị Nghiêm thấy, Hồ Thị Nghiêm thấy. Nghiêm chị Nhung thấy mà, đây này. Sao vô không được trời. Ủa hôm nay nó lại bị giảm tương tác hả chị? Em không biết làm sao luôn chị ạ. Facebook mà. Mọi người có cách nào không? Đây này mọi người nhìn hàng này, hàng của Non Mon gì đây này, hàng này thương. Các bạn cứ nhìn cái biểu tượng thương hiệu này cực kỳ mắc. Hàng của nó đi chín mấy ngàn đó. May này. Các bạn nhìn là phối này. Phối huyền này, xịn sò này. Ô cái này thêu nha, phải in nha mọi người nhá, thêu này. Thêu nha mọi người nhá. Rồi ở này phối viền này. Hàng này của nó chín mấy ngàn, nhưng bây giờ nó còn có một màu, nó sale cho chúng ta 59 ngàn. Vải xịn sò cao cấp, chạy viền được chưa? Hai bên chạy viền không muốn rừ người luôn rồi. Bo ở dưới cái tay, cái bo của nó cũng đỉnh luôn. Ha. Rồi cái quần của nó còn xuất sắc hơn. Chạy viền hai bên. Thấy chưa? Hai của nó là size 310, hàng này 310, ổ pha 30 kg vừa. Hàng này 30 kg. Nay chỉ có áo sơ mi không hả? Sơ mi chị Nhung không biết còn không? Còn ít lắm nhưng mà chị không biết chị sale kịp không? Rồi thêu này, toàn bộ thêu nha mọi người nhé. Rồi ai lấy mã này comment giùm em. Vải siêu cao cấp. Vải cao cấp hàng sắp xịt. Giá của chúng ta chỉ có 59 mà thôi. Áo da cá, bộ da cá này mà đi 59 là hiểu rồi đó. Rẻ lắm luôn á. Rồi ai lấy comment giùm em. Hai đi nữa. Hốt đi các bạn, mấy cái hàng này mà bạn nào ở ngoài trời lạnh đó là hốt đi. Chứ nếu mà Sài Gòn mình thì nó không đi hàng này. Bởi vì Sài Gòn là nó vẫn còn nóng. Nếu mà mưa thì cũng chỉ có đi áo cô tông thôi. Đúng không? Đây hàng da cá mà da cá cô tông chính phẩm 90 mấy ngàn đây này. Nghiêm của nó 9X đó, mà bây giờ đi 59 đó. Để chị lên sơ mi cho một xíu. Một xíu nữa. Tại vì cái sơ mi hồi nãy chị Nhung đi hết rồi. Rồi ai lấy nữa comment giùm em nhé. Còn ri nữa đây. Má bảo qua giùm em. Rồi tiếp tục lên áo khoác đó đi cho em đi. Áo khoác Lafin nó hàng cao cấp đó. Ừ. Chị Quyên Đặng ơi, chị Quyên Đặng vào được không ạ? Bữa nay nó làm sao chị nhỉ? Em cũng không rõ làm sao mà nó bị đẩy ra đẩy vô liên tục luôn á. Hello Hoàng Mai nhá. Sao vô không được. Vậy trời, nó cứ vô xong bị áo ra. Chắc là không biết làm sao luôn. Rồi cái này nữa này. Đây là áo khoác của Lafin. Ai đã, bạn nào đã chuyên mà đi hàng mà dạng như hàng cao cấp á, là các bạn sẽ biết những hàng này. Ai mà đi hàng cao cấp á, tức là shop xịn á, là các bạn sẽ biết hàng này nhá. Được chưa? Là biết cái thương hiệu hàng Lafin này, nó đỉnh lắm luôn. Xỉ của nó là 130 mấy ngàn, tức là xỉ của nó là 130. 130 đó mọi người nhá, 130 mấy chứ không phải là 130 tròn đâu. Xỉ Nghiêm á, nó có cái mạc ở đây này, nó có bắn phá đây nhưng mà không biết ở đâu rồi. Chẳng. Đây. Thấy chưa? Áo khoác này sao cao cấp, đỉnh của đỉnh luôn. Ở đây áo khoác cao cấp Lafin và được sale với giá là 80 ngàn, 80 ngàn nha mọi người nhá. Hàng này là dây kéo khóa đồng xịn sò. Dây kéo khóa đồng đây. Nó bị mắc cái gì? Nó bệnh mắc cái gì? Rồi dây
thấy kéo một cái nó lên đây rồi. Rồi, cái này là dây kéo khóa đồng xịn sò nha mọi người nhá. Dây kéo khóa là mềm nhũng luôn á, tại vì dây kéo khóa đồng mềm nhũng. May phối, ai nhận Lafin rồi các bạn biết 80k, còn đúng của free duy nhất. Hàng xịn sò, ai lấy comment giùm em. Lafin. Lafin nha mọi người nhá, hàng siêu cao cấp các bạn nhìn thấy không ạ? 80 hàng kaki, cái này là kaki nha mọi người, hàng kaki nhá, áo khoác kaki chứ không phải là áo khoác dù. Hàng kaki cao cấp, đằng sau phối, đằng trước ba bông hoa, mặc lên cực kỳ sang. Rồi ai lấy Lafin comment Lafin. Còn có ri hả? Đúng không bố? Hàng Lafin này còn có ri thôi. Trời ơi vải đẹp lắm luôn, vải kaki mà. Hàng kaki siêu mềm. Bạn nào mà chuyên hàng sắp xịn thì ôm cái hàng này về. Bạn nào mà chuyên hàng cao cấp thì lấy hàng này về. Có 80 ngàn mà thôi, hàng em sale đó chứ hàng này nghiêm của nó tới 130 mấy. Như vậy là một ri hàng các bạn đã tiết kiệm được 5 mấy ngàn một áo, 5 mấy ngàn một áo. Ra 8 như vậy là các bạn tiết kiệm được rất nhiều, gần 400 ngàn một ri hàng. Các bạn đi lấy ăn đông thì nó tới tận 130 mấy ngàn. Rồi ai lấy Lafin comment Lafin. Còn màu nào nữa bố? Hả? Ủa sao điện thoại chị Nhung không đọc được ta? Rồi tự thị thân nha. Hàng siêu cao cấp nha mọi người. Ôi lại lại có cái tình trạng bị đứng này nè trời. Không thấy ai hết đâu. Tự thị thân nha, ok rồi còn một ri đỏ. Ai lấy đỏ đô comment đỏ đô. Hàng này là siêu đỉnh nhá. Nhớ giùm em là hàng này là hàng siêu cao cấp. Lượng hàng mà các bạn mà không ưng thì đem lại đây em hoàn tiền cho mọi người. Rồi ai lấy đỏ comment đỏ cưng chưa. Lót này, may lót, lưới này, đó nó này. Màu đỏ đô, màu đỏ đô. Đỏ đô nha mọi người nhá. Rồi ai lấy đô comment đô giùm em. Ai lấy đô comment đô. 80 ngàn hàng Lafin. Hàng Lafin kaki. Ai lấy comment giùm em. Đỏ đô. Áo khoác này đẹp lắm luôn đó các bạn. Xuất sắc luôn. Shop xịn bán. Trời ơi hàng này nó đi bán tới tận 200 mấy một áo đó. Shop nó ra 200 mấy một áo. Dây khóa đồng nha mọi người nhá. Dây khóa đồng xịn sò. Cái dây khóa của nó không là mấy chục ngàn rồi. Rồi ai lấy đỏ đô comment đỏ đô. Còn một ly. Nó bị đứng không thấy gì hết trơn luôn. Các bạn ơi các bạn chấm lên giùm em với. Lâm Thị Bạch, chào Lâm Thị Bạch luôn. Rồi ai lấy đỏ comment đỏ. Đỏ đô. Được chưa, đỏ đô là có mấy bông hoa ở nón. Rồi em bán hết bộ bé trai rồi. Khách ai cũng khen chị ạ. Trời ơi Lâm Thị Bạch dễ thương quá. Cảm ơn Lâm Thị Bạch rất là nhiều. Rồi ai lấy đỏ tươi. Mấy bé cũng vậy hả? Cái thương quá à. Cảm ơn Bạch. Nè cái này là đỏ nhá. Cái này là đỏ tươi này thì nó kiểu một khác một xíu. Lót này. Lót, cái vải lót của nó cũng xịn nữa. Hàng Lafin cao cấp. Các bạn nhìn thấy không? Hàng thương hiệu Lafin cao cấp. Chạy phối sọc hai bên. May này. Quá đỉnh luôn. Cái này là cái túi của nó này. Túi nó may này. Các bạn thấy không? Quá xuất sắc. Hàng này phải nói là xuất sắc. Ai lấy đỏ thì có mình đỏ. Cũng vậy luôn 80 ngàn. Còn 2-3 ri nên em sell cho mọi người giá này. Chứ nó đúng nghiêm của nó tới tận 130 mấy ngàn đó. Nghiêm An Đông là 130 mấy á. 130x á. Rồi bạn nào lấy đỏ có mình đỏ. Ra cột giùm em nó nặng quá. Rồi cái này là của Hân Ngọc phải không em? Ngọc đỏ này á. Cái đó hồng dâu. Cái này hồng dâu hả? Có nhìn thấy đâu. Ok Hân Ngọc đỏ. Rồi ai lấy dâu comment dâu. Có một ri dâu nha mọi người nhá. Mỗi thứ có ri à. Cái này là hồng dâu. Đẹp chưa? Các bạn nhìn hàng đẹp chưa? Ai lấy dâu comment dâu. Hàng này form to lắm luôn. Bạn nào lấy dâu comment dâu. Cảm ơn Bạch. Cảm ơn Bạch rất là nhiều. Ủng hộ chị nhá. Rồi ai lấy dâu comment dâu. Hân Ngọc vào đâu quá không? Dâu nha mọi người, ai lấy dâu thì ủng hộ em dâu nhá. Hả? Kiên Giang à? Có đi dâu thôi, ai lấy dâu ủng hộ luôn đi dâu. Rồi xong rồi lên hàng hàng dài bé gái cao cấp đi kìa anh kìa. Để em sell hết cho mọi người luôn. Có cái hàng này, đi hàng này bạn nào lấy. Tại vì hàng này các bạn lấy nhiều rồi. Những ai chưa lấy thì hốt cái hàng này. Chứ các bạn lấy nhiều lắm luôn rồi. Em biết mà các bạn, bố hôm trước em đi về biết bao nhiêu hàng này rồi.
Đó, còn ri nữa đấy. Rồi ai lấy màu. Còn một đô mới còn một dâu nhá. Còn một đô mới một dâu. Rồi, còn một xanh hả? Rồi ok, còn một xanh luôn. Còn một xanh. Xanh hôm bữa không đủ hàng để chia đây này. Không đủ hàng để chia. Mà hôm nay đi cho mọi người giá 83.000. 80.000 chứ quên. Nè. Cưng chưa? Xanh nhá, ai lấy xanh thì có màu xanh. Chị ơi lên sơ mi hả? Đây. Ai lấy xanh có màu xanh giúp em. Xanh nhá mọi người nhá. Quá đỉnh luôn, hàng này là phải nói là quá xuất sắc. Em lên nốt cái áo khoác này cho mọi người đã. Rồi ai lấy xanh có màu xanh. Xanh, xanh đẹp này mọi người nhá. Cưng chưa? Mặc lên là mát rượi luôn mà con mặc nó sang. Cái áo này mặc lên nhìn con mình nó sang hẳn luôn á. Hàng Lafin là thương hiệu độc quyền. Nó là thương hiệu độc quyền nhá mọi người, thương hiệu độc quyền thấy chưa ạ? Nó đã đăng ký bản quyền hết rồi. Nhãn hiệu thương hiệu này mắc lắm. Xỉ toàn 100 mấy không nào. Bây giờ treo cho mọi người giá có 80 ngàn thôi. Ok, xanh cho Minh Khang. Còn có ri à Minh Khang ơi? Hết rồi mọi người nhá. Hết rồi Duy Thảo ơi. Hàng này có một ri à em ạ? Em lấy màu hồng đi, màu hồng đẹp mà. Xong lấy màu hồng là bé gái nào cũng mê hết. Rồi em Minh Khang. Rồi. Tiếp. Hàng có cho vợ đi. Hàng của bé gái, ai chưa lấy thì về bán vải đẹp lắm luôn. Hôm bữa em nhập Paris luôn à. Tại vì do là các bạn hôm bữa các bạn lấy nhiều lắm luôn rồi. Đấy 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 đó bộ đó đấy. Bộ Thái. Bộ bé gái đó đó. Ừ, còn mấy đi thôi em lên hết rồi. Cho em lên màu trắng. Ừ nhí. Rồi, cái này là bộ cô gái. Bộ cô gái, Lý Phan lấy hàng này chưa gái ơi? Chị không nhớ Lý Phan lấy hàng này chưa. Tại vì do hàng này nó không còn vấy đi, chị sẽ xả cho mọi người luôn. Hàng này nghiêm của nó là 98.108. Nghiêm nha mọi người nhé. 98 và 108. Đi cho mọi người giá 65k. Ủa? Có màu hồng y như vậy luôn mà màu hồng. Màu hồng dâu đó. Y như vậy luôn, màu hồng dâu. Đừng để công an nó dí. Thôi. Cái đường này mà nó dí luôn ghê chưa. Cướp á, cướp. Không không bán lẻ, ghê vậy. Trời ơi, đường nhỏ như vậy mà nó dí luôn. Chị 10 ri, quyên đã. Em cảm ơn chị bởi vậy, thấy chưa? Cách xỉ cũ của em lấy nhiều lắm rồi. Nên xỉ mới là tranh thủ mà hốt đi. Hàng đẹp lắm, hàng đẹp không mọi người. Rồi, cái hàng này mới là đỉnh nè. Xỉ 98.000 nha. Tất cả các kênh đi đầu nghiêm là 98.000. Em đi cho mọi người giá 65.000, ok chưa? Nhí đại luôn đúng không? Còn một cặp nhí đại 65, ai lấy chốt đi nha mọi người. Cướp. Sợ lắm, Sài Gòn. Thở cái gì là cướp cái đó. Rồi ai lấy con bạn em nhí. Nhí là 65, đại là 75 nha mọi người nhé. Hàng siêu cao cấp, nhớ là hàng này hàng sắp xịn. Lưng này. Ừ em lấy hàng này rồi, ok. Rồi ai lấy con bạn nhanh giùm em. Nó có nhí đại đi hốt các bạn ơi. Hàng này các bạn lấy nhiều rồi, những các bạn nào mà lấy hàng tuần rồi là em đã đi rồi. Nhí là 65, đại là 75. Ừ, nhí là 65, 75. Các bạn chốt hàng này đi, đẹp lắm. Mấy cái hàng này về shop, tại vì bên chị Nhung là chỉ đi hàng shop thôi. Nên các bạn cứ yên tâm, mấy hàng này là bán là vô tư. Những bạn nào bán online mà chuyên dòng hàng xịn sò mà muốn giữ khách lâu năm á, là các bạn lấy những hàng này. Rồi, trắng được bao nhiêu đi, bố thải xuống cho em với. Các bạn lấy cặp về bán cho nó dễ. Tự thì Thoan Nga lấy cặp đúng không em hả? Rồi, tự thì Thoan Nga lấy cặp. Lấy cặp về bán cho hai chị em cho nó dễ nhá. Đại đâu. Rồi tự Than Nga cặp. Tự Than Nga. Rồi. Cặp rồi, ok. Minh Hoa Ngô lấy cái gì vậy Minh Hoa Ngô? Ơi cho quần jean hả? Ơi Mỹ Thắm chờ chị xíu. Thắm ơi, Thắm bay qua bên trang của chị Nhung coi với giúp chị với nhá. Ôi các bạn lấy cái gì đây, các bạn comment lại chị Nhung với. Các bạn comment nhiều như thế này chị biết bạn nào đây. Rồi ok, Minh Hoa Ngô nhí. Ngô nhí, rồi. Đại cho Kim Chi Lê, bao nhiêu thấy cho em mượn. Đại cho Kim Chi Lê. Còn gì nhiều em ạ, chờ chị xíu. Em bay qua trang chính của chị với nhá. Rồi đại cho Tử Thuân Nga rồi. Hân Ngọc Đại. Rồi.
Phan Nga bỏ nhí ra. Phan Nga bỏ nhí, Phan Nga bỏ nhí nữa em nhé. Rồi Hà Bùi Đạt. À Hà Bùi nhí em ơi. Hà Bùi nhí ok, thằng này siêu cao cấp. Rồi Hiền Juli nhí. Hiền Juli nhí ok. Ừ, Hồng Kim nhí, còn nhí không? Hết hả? Hết nhí rồi Hồng Kim ơi. Rồi Hân Ngọc Đại luôn. Hân Ngọc này có đại rồi, đúng không? Phải không? Hết nhí trắng rồi. Em đang chuẩn bị like hả? Cái hàng chứ trời mưa. À rồi chị hiểu rồi, Hân Ngọc đại rồi đúng không? Cái này là bộ chị ạ, áo khoác dâu luôn. Em lấy áo khoác dâu luôn, ok Di Thảo cho lấy áo, Di Thảo lấy áo khoác dâu rồi hả? Ừ, nhí tháng chạy hiểm Julie có rồi chứ. Rồi. Báo tới Bình Định nữa rồi hả? Ai vừa mới hỏi. Rồi tự thị Thoan Nga luôn. Còn lấy. Thị Thoan Nga lấy thêm nhí. Ở trên này. Nhí trắng. Tự thị Thoan Nga lấy nhí, rồi. Hân Ngọc lấy đại, rồi đúng rồi. Anh cho em cái áo khoác dâu hồi nãy đó. Của em, không, áo khoác dâu hồi nãy là của em Duy Thảo nhá. Rồi ai lấy áo khoác dâu nữa thì báo cho em nhé. Ơi Hân Ngọc lấy gì vậy? Hân Ngọc lấy gì báo chị Nhung lại. Hân Ngọc lấy đại không lấy nhí, ok. Đúng không? Duy Thảo lấy dâu, ok gái. Rồi ok chị lấy rồi. Rồi xong rồi đúng không? Rồi tiếp tục hết hàng này. Em khoan, còn nhí không bố? Hết nhí trắng rồi. Còn nhí trắng cho em Hồng Kim một cái. Hồng Kim ơi hết rồi em ạ. Đừng buồn chị Nhung nhé, hết rồi. Bây giờ nó có cái màu xanh này này. Xanh còn được bao nhiêu đi? Quần jean nhiều lắm luôn á, Mí Thắm ơi. Cảm ơn Mí Thắm nhé, hàng này nhiều lắm. Nói chung là quần jean thì nhiều lắm. Bao la luôn, jean Đại Lê cao cấp mà đi có 55 ngàn thôi. Nè màu xanh đẹp chưa mọi người. Chỗ cái hàng này có hình ảnh đầy đủ nhá. Các bạn lên Lang Trang Tường đao hình về bán cho nó nhanh, rồi được chưa. Rồi ai lấy xanh quá xịn sò luôn, xanh nhí đại luôn. Cũng vậy, 65, 75. Rồi ai lấy con mềm xanh. Con mềm xanh nhá, 65, 75. Đẹp quá à. Cái xanh này đẹp lắm luôn, hàng bộ chị ạ. Nhí đại luôn, lấy nguyên một cặp về bán cho nó đã. Bởi vì hàng này, hàng xót xịn mà nghiêm của nó không bao giờ có cái giá mà dưới 95 luôn á. Không bao giờ nha, mà em đi cho mọi người 65 ngàn là các bạn biết rồi. Rồi bố Thái, giúp em với. Chị bởi bán hàng hả? Ơi, ra le, áo khoác chị ơi hả? Ơi, chờ chị xíu nhá. Hả? Lấy gì? Xanh. Còn jean dài không? Dạ không chị ơi, không có jean dài. Rồi ai lấy xanh con màn xanh giùm em, xanh. Rồi xanh. Xanh nhí và xanh đại nhá mọi người nhá. Hàng này cao cấp cực kỳ. Chị Phương ơi, đây này nó có xanh nhí và xanh đại bộ dài. Bộ dài, báo đồ này kia mưa gió ầm ầm rồi nên bởi vậy các bạn lấy bộ dài về bán. Jean dài lên đi chị hả? Jean trai có lên thêm không? À nó hình như chiều nay có 2 jean trai đâu ấy nhỉ. Nè đẹp chưa? Đây nhá. Mẫu này đẹp lắm luôn. Nguyễn Dầu, cảm ơn Dầu rất là nhiều. Rồi đây các bạn nhìn thấy cương ông vải đẹp xịn sò cao cấp nhé. Rồi 75 ngàn là đại và 65 ngàn là nhí. Vải đỉnh của đỉnh luôn. Mấy cái hàng này vải đỉnh lắm. Trời ơi ai lấy ở đâu cái giá này các bạn. 65, 75. Rồi ai lấy comment giùm em. Mẫu này đẹp lắm luôn hả? Dầu nó lấy rồi. Hàng này các bạn buôn cũng lấy rồi. Nó còn bao nhiêu các bạn lấy hết giùm em. Ý là xỉ còn xỉ cũ, xỉ mà đã lấy rồi là đa phần bạn nào cũng được vài ri rồi. Đó nên bởi bạn nào chưa lấy thì ủng hộ nhé. Màu xanh với còn màu nào đúng không nhỉ? Jean dài chắc chắn là thứ ba có chị Dầu ạ, chị Giáng Ngọc ạ. Sao chắc chắn là thứ ba sẽ có. Chiều nay em gọi điện rồi, tại vì ngày hôm qua là mùng 1 không dám gọi điện hối hàng. Nên hôm nay chắc chắn có. Chị Tuyết Ngọc ơi, đại em ở lấy ảnh mẫu ở đâu vậy chị? Trang Tường luôn. Trang chị Nhung like á. Trang chị like luôn nhá. Rồi, đại xanh cho chị Giáng Ngọc. Hàng này cao cấp lắm. Chị Giáng Ngọc đại xanh. Rồi, quốc hàng xanh nhí. Hàng này đỉnh rồi. Hàng này là xuất sắc luôn. Đại ri 6 chị ạ. Đại ri mấy bé ơi? 5 rồi, ok. Quốc hàng xanh nhí, anh còn xanh đại không? Cho em ri Huế Lê. Huế Lê xanh đại. Đại ri 5. Đây phải không? Rồi, đây rồi, đây rồi. Xin đại Lê hết sạch luôn rồi em ạ. Huế Lê đại xanh ok. Huế Lê chiều nay còn 2 ri của cái bạn kia bạn. Rồi ok, nó còn màu bò. Ai lấy bò cơ mình bò.
nhí vàng dưa cải, xanh nhí cho Hân Ngọc. Cảm ơn Hân Ngọc nhé, hàng xịn lắm luôn đó Hân Ngọc, yên tâm, hàng bạn nào mà bán shop lấy mấy hàng này về được xuất sắc luôn, shop xịn luôn á. Hân Ngọc ok, gấm Huỳnh cho em cặp xanh, còn nhí không bố? Gấm Huỳnh, gấm Huỳnh cặp xanh luôn nha bé, cặp xanh. Rồi David Nguyễn là nhí vàng dưa cải hả? Dưa cải đây phải không? Em mới tập hành nên khách chưa nhiều, nhưng họ khen lắm chị ạ. Giờ đợi gom lúa để về chung với chị Nhung lâu dài. Thương quá à. Ok, cảm ơn chị em nhé. Nếu mà ví dụ như các bạn mới mà các bạn cứ kiên trì rồi xong rồi bán kiểu dạng Nhung cũng có đầu tư cũng như là có nghiêm túc. Các bạn nói chung là ngay từ đầu các bạn cứ làm việc nghiêm túc ngay từ đầu luôn. Dù là online đi chăng nữa các bạn vẫn phải đặt cái uy tín lên hàng đầu. Thì chắc chắn một ngày nào đó các bạn sớm thôi chứ không muộn đâu là các bạn sẽ phát triển. Chắc chắn luôn. Thật sự luôn, ai mà kiên nhẫn chắc khoảng nửa năm thôi các bạn. Nhưng với điều kiện là cái cách bán hàng của các bạn nó là phải làm sao ạ? Phải thể hiện được cái sự chuyên nghiệp cũng như là cái sự nghiêm túc nhé. Chứ đừng bán mà kiểu dạng như vừa bán vừa chơi xong ngồi ở một cái góc nào đó tối thui tối thủi rồi ngồi bẹt là không nên. Không nên bao giờ làm điều đó các bạn ha. Chị Linh Linh ơi, xỉ nguyên ri và xỉ của chúng ta là 5 ri trở lên là được giá xỉ chị nhé. Xỉ nguyên ri đủ dai, đủ size từ nhỏ đến lớn. Rồi màu bò xịn sò. Trời ơi, cái màu đỏ này sang lắm luôn. Chả biết bò được bao nhiêu ri này. Rồi ai chốt bò comment bò đi. 6575, hàng này xay nhí là 65.000. Đại là 75.000, hàng nghiêm của nó là 9X108, tức là 98.000 và 108. Em thấy một số buôn đang đi như vậy đó. Em thấy nhiều lắm con nha. Hàng này hàng siêu cao cấp. Em là chuyên đi hàng shop, em chuyên đi hàng xịn nhưng lại đi hard sale. Tức là làm sao em cứ ở đâu mà hú hàng sale là có mặt em nhá. Em ôm cho mọi người. Em đi chuyên hàng shop xịn, chừng nào tới giờ tới Tết, chừng nào nó không còn cái gì nó sale nữa thì em bắt đầu em mới chuyển sang hàng nghiêm. Còn nếu đi hàng nghiêm thì phải giá thật tốt cho mọi người. Rồi, Nguyễn Thị Thu Sương. Thu Sương. Anh ơi, Nguyễn Thị Thu Sương nhí đại. Nhí đại, dạ, nhí đại. Nguyễn Thị Thu Sương nhí đại. Cứ hết không đây? Nguyễn Thị Thu Sương nhí đại. Ủa? Rồi, Hồng Kim, bò nhí. Còn không? Hết, còn nữa. Bên kia còn không? Hết. Em Hồng Kim, ok. Hương ơi hết rồi em ạ, à. Nguyễn Hương hết nhá. Rồi còn màu nào nữa, còn màu vàng. Vàng còn một cặp hả, bố đưa em hết rồi. Thu Hiền hết nhí rồi em ạ, à. Thu Hiền lấy vàng đi em ơi. Thu Hiền lấy vàng này em này. Thu Hiền ok chưa bé? Hả? Ok phải không? Thu Hiền ơi vàng này em này đẹp lắm luôn nhá. Vàng quần đi quần mấy quần xanh đen. Phối ok lắm luôn. Rồi ai lấy vàng, còn một cặp vàng. Còn một cặp vàng. Rồi lấy vàng đi, hết bò rồi em ạ, à. Vàng là nãy giờ có một cặp rồi đó. Rồi còn màu nào nữa bố lên đây hết cho nó đi. Màu đỏ nhí. Ok đỏ nhí. Đỏ khỏi chê. Không có đỏ đại nhá. Đỏ nhí thôi, còn đỏ nhí thôi. Vàng thì còn đủ một cặp, còn nhí. Rồi em Nguyễn Hương vàng cặp. Cảm ơn Hương. Nguyễn Hương. Nguyễn Hương một cặp ok Nguyễn Hương. Cảm ơn Nguyễn Hương. Rồi còn cặp vàng không cho em Nguyễn Hương đi. Hết rồi Huế ơi, hết rồi em ạ. Rồi bây giờ còn chỉ còn mỗi nhí vàng thôi. Nhí vàng thôi. Rồi đỏ, đỏ nhí. Nhí vàng ok cho Thu Hiền. Nhí vàng Thu Hiền. Rồi nhí đỏ, ai lấy nhí đỏ có mình nhí đỏ. 65.000 quá rẻ luôn. Hàng này 65.000 rẻ lắm luôn á. Các bạn mà đi, chỉ cần các bạn đã từng đến đi ra lấy hàng nghiêm, hàng An Đông là các bạn sẽ thấy giá nó chênh lệch mức độ kinh khủng như thế nào nhé. Các bạn sẽ thấy hàng thị trường nó đi kinh khủng như thế nào. Còn em đi cho mọi người cái giá nó như thế nào. Đó. Đẹp chưa? Đẹp không? Nhìn hàng biết hàng xịn rồi. Nhìn hàng là biết ngay hàng cao cấp rồi. Không lạc đâu được hết đó. Nhìn kiểu dạng như các bạn mới bắt đầu chập chứng vào nghề, các bạn nhìn hàng cũng đủ chuẩn rồi. Nhìn là biết rồi, không cần gì hết đúng không ạ? Lấy hàng qua hình ảnh online thì còn thấy ớn, còn lo, tức là hình ảnh qua chụp Photoshop rồi này kia. Còn nếu mà đã coi live trực tiếp như vậy là quá xịn sò rồi. Rồi bắt đầu chốt nhí đỏ. Hello bóng kít nhá. Nhí đỏ cho em Huế Lê. Huế Lê đi hàng cho em ra chưa? Rồi Huế Lê cho em Phu Sương. À Huế Lê cho Huế Lê nhí nha em nhá. Nguyễn Thị Thu Sương nhí luôn. Nhí luôn, xanh nhí cho Nguyễn Hương luôn hết.
xanh nữa cho nhí hồng nguyên hương, ok. Rồi nhí đỏ hết rồi, minh hoa ngô nhé, hết nhí đỏ nhé. Các bạn sỉ đi theo đường link để vào trang chính của em tham khảo nhé. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các chị em nhé. Còn em đang like ở bên trang chính đó, tại vì do là em chỉ bật ở bên này để cho các bạn tham khảo, rồi ai mà quan tâm thì ủng hộ em vào trang chính để ủng hộ em nhé. Đây này, cái này còn một đại trắng này mọi người này, còn một đại trắng hết sạch luôn á, là hàng hết luôn. Bố Thái ơi, cái hàng đó là hàng gì vậy? Mà cái hàng đó là hàng gì em cũng quên mất tiêu rồi. Không không, ở trong kìa, màu xanh xanh đó. Nó luôn đó. Đây, đẹp chưa? Rồi ai lấy trắng con bần trắng, hàng này quá xịn luôn. Trời ơi này, đẹp chưa? Còn một ri đại trắng duy nhất, ai ủng hộ luôn. Đại trắng nha mọi người, xịn sò cao cấp 75.000, hàng này đi nghiêm của nó mắc lắm, em nói đi nghiêm rắc mắc lắm. Ai bán shop thì chốt những cái hàng này về bán. Ai bán online thì chốt, bây giờ mình bán online mình phải đi chọn dòng hàng cao cấp một xíu, chất liệu phải đỉnh đỉnh một xíu. Tại vì do làm sao bây giờ tâm lý các mẹ mua hàng kỹ lắm, chứ không phải là mua mấy cái hàng rẻ tiền nữa đâu. Đa phần con một, con độc, con quý không à. Nên vậy vậy họ mua một cái bộ đồ họ cũng họ cân nhắc vô cùng luôn. Đó, nên vậy vậy nếu mà ví dụ như mình bán một lần xong rồi họ ưng chất liệu vải, họ sẽ quay lại và họ giới thiệu, và cứ thế là mình phát triển thôi. Ngay bản thân ví dụ như nếu mà xác anh online ngay từ đầu thì em nghĩ mọi người nên đi dòng hàng chuẩn xịn để các mẹ nhận hàng các bạn cảm thấy sướng. Đó thì hack có Hà quay lại. Hà Bùi ok. Hà Bùi đại nha bé. Trần Anh Thư hết rồi em ạ. Hết còn có ri à? Rồi anh cho em mấy ri ra dài chai luôn đi. Dài chai này. Một nhí. Anh ơi cái xanh xanh đây là cái gì vậy? Hả? Đây phải không? Đây dài chai. Dài chai này đẹp lắm luôn này. Cái dài chai này còn một ri nhí nữa này. Bảo đang đến phải không? Bảo đến mình định hết rồi. Rồi ok, Trần Anh Thư hết rồi. Đẹp chưa? Hàng vải này các bạn, em nói thiệt, ai đã nhận rồi nói cho em một thứ đi. Đẹp không? Ai đã lấy hàng này rồi báo cho em biết. Nhìn hàng này, lưng này, túi này, mổ này, 65.000. Ai đi cho mọi người giá này 65 thế? Không bao giờ hàng một đồ như thế này xịn sò. Rồi ai lấy nhí xanh có mình nhí xanh 65k sale sập sàng luôn rồi. Rồi ai lấy nhí xanh comment nhí xanh giùm em nhé. Hàng quá xịn sò luôn á. Nhí xanh, còn một ri hả bố? Còn một ri nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người. Ai mà bộ chai này đẹp lắm luôn, em vừa bán hết đó. À rồi cảm ơn Lâm Thị Bạch. Ai mà nhận hàng mấy cái vải này không mà chê thì em nói thật sự luôn, thì không thể nào mua hàng ở đâu nổi nữa. Thật em nói thiệt sự, cách mẹ nào mà mua lẻ mà mua được những chất liệu vải đẹp như thế này với cái giá mà các bạn nhập vào có 65.000 thì bán kiểu nào cũng được hết rồi đúng không. Rồi cúc hoàng ok, cúc hoàng nhí xanh ok. Rồi còn một ri hả bố, bên trên đó là cái màu gì, cái đó là xanh, đó là xanh gì vậy? Bộ ngắn à, cái vải này đẹp lắm. Ok nhí xanh hết. Trời ơi không có 65.000, 65.000 em làm sao vậy? Trước là 75.000. Nó túng lại luôn, nó chỉ xả thì bạn chả biết nữa. Đây này, cái hàng này là hàng mắc này. Hàng này là mắc cực kỳ luôn, đại. Có một ri đại hàng phối này mọi người nhá. Phối này là đi 100 mấy đây này. Hàng này 100 mấy luôn này. Đó, xỉ cho mọi người 79.000 hàng phối này. May kinh khủng khiếp luôn. Trời ơi, em nói là đuối luôn á. Được chưa? Đại, dài, lưng thung. Các bạn nhìn lưng thung nó may này, hàng công ty nó may này, các bạn nhìn thấy không? Không bao giờ sợ bị lật lưng. Nếu mà ví dụ như may lưng rời mà nó không đi diễu cái đường ở giữa như vậy, nó hay bị lật lưng, lật lưng. Còn ở đây đi thoải mái luôn. Thấy chưa? Đẹp không? 79.000 ra tự thử thân nha. Bé Hai, anh Ba Hai ơi giúp em với. Lên trang, chị đang like hả chị? Cái gì? Đã lên trang. 1, 2, 3, 4, 5. Hương hỏi chị những cái gì vậy? Này, tự thị thân hoa màu đỏ nhá. Cái hàng này thì xịn sò. Để chị coi xem còn dài nhí chứ còn không? Ôi eo ơi, nó còn hai ri zin này. Anh Thái ơi, anh Thái. Bãi xanh hết rồi Hương ơi. Bãi xanh hết rồi. Hàng đó cao cấp. Em anh Ba Thái ơi, cắm giùm em cái điện lại nhé. Cắm giùm em này. Đây. Đây này, cái zin này còn đúng hai ri. Khoảng bé hơn thì đã lát lên zin sau. Lát lên zin sau. Em phải lên cái yếm này. Ơi, ừ đúng rồi, đụ lại Buma. Nhìn lưng là biết zin xịn sò rồi. Hết rồi Hương ơi, còn có ri à em à. Chị xin lỗi, còn có ri nên chị bán cho mọi người. Đây, cái zin, cái bộ này mới là xịn nữa. Trời ơi, chiều nay con bé kia nó lấy, nó bán cũng bán hàng online, nhưng mà bạn đó bạn đi hàng cao cấp.
bạn tới vừa cái bạn vớ vớ và bạn nói trời ơi đẹp quá đẹp quá. Nè dài nhí còn, chờ chị xíu chị lên dài nhí cho 79 ngàn hàng xay đạn. Đây cái hàng đó nó phối sọc cao cấp lắm mọi người ơi, nhớ là cái hàng này xếp yếm nhí xếp yếm đại nhá. Cái hàng này nó đẹp mê luôn á, vải của nó là vải, cái này là vải kaki co giãn xịn sò. Đây em mọi người xem kaki co giãn xịn sò cao cấp lắm luôn, mấy cái hàng này cao cấp lắm luôn nhá. Nguyên một cái set như vậy xay đại mà đi bao nhiêu nhỏ bé nhỏ, có 65 ngàn. Đây đại loại là nó sẽ như thế này, mặc lên đẹp lắm luôn, đẹp cực kỳ, em nói là mặc lên đẹp đẹp xỉu luôn á. Cái vải nó cưng lắm mà đã vậy xay đại, các bé nó sẽ cần những cái set yếm như thế này để các con đi chơi Tết, đi chúc Tết đồ này kia thì các bé nó đâu có mặc đầm công chúa đúng không, nó ít mặc, nhiều khi là đi chơi đồ này kia hoặc đi đi học lớp này kia đó là cần những cái áo yếm như vậy. Này xịn chưa, đẹp không, mà có 65 ngàn thôi, hàng cao cấp nha. Nhớ là hàng này xỉ 100 mấy đó, cao cấp lắm luôn. Nhận hàng không cao cấp đem lại đây, trả lại cho bà Nhung, báo hoàn lại cho. Được chưa? Có 65 ngàn à, xỉu luôn á, rẻ rẻ xỉu, gọi là rẻ xỉu nha mọi người. Đại nhá. Hello Linh Linh, khâu lên nhân nhân fan là khách cũ khách mới vậy ta? Nhân fan là khách cũ khách mới vậy chị Nhung mình. Cũ hả? Chị xin lỗi nhân fan. Hàng này ai bán sắp xịn rồi lấy. Cô Thái, bới giùm em có xem còn ri nào không? Của em nhân fan, nhân fan cách cũ hả? Không, chị phải hỏi lại, avatar nó lạ lắm. Đúng rồi. Rồi 65 ngàn rẻ như bèo luôn. Chị Cúc Hà, chị Cúc Hoàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là đại. Này là 8. Này là nhí, cái này có nhí này. Một nhí một đại hả? Ủa chiều nay chị Nhung còn mấy ri nó đâu hết rồi nha bảy nhỉ? Đúng không? Đây này đại đây này. Rồi đại cho bạn Nguyên Lý, đại đẹp lắm luôn. Có. Hả? À nhân fan chị Nhung xin lỗi. Nguyên Lý. Rồi Cúc Hoàng. Ồ hết rồi. Em xin lỗi mọi người, có nhí mọi người ạ. À. Ai lấy nhí thì có mình nhí. Ok, Nhung pha nhân pha thì Nhung lấy rồi. Ai lấy nhí thì có mình nhí. Nhí của nó nhưng mà form cũng to. Nhí này phải 15 16 kg, tức là phải 3 tuổi trở lên. Rồi ai lấy nhí có mình nhí. Đây này, bộ đây này, đây này. Cô Thái, đây này. Đây bố Thái. Cúc Hoàng lấy nhí đúng không? Em lấy đại luôn, tức là lấy cặp luôn quản chị hả? Cúc Hoàng. Đồng giá hết mà, hàng này đi một giá hết. Nhân fan này. Đây nè, ở dưới này này bé. Hàng xếp ý này, này. Rồi, đúng rồi. À, Cúc Hàng lấy cặp hả? Cô Thái có nhìn em ở dưới đó có Cúc Hàng có đại chưa? Chưa, cái này ở trên đây mà. Chưa có được đi nào đâu hả? Rồi, tức là Cúc Hàng lấy cặp. Rồi, Cúc Hàng lấy một cặp đây. Cúc Hàng lấy một cặp, nhân fan lấy một đại. Rồi để coi xem còn không đã. Nguyên Lý có chưa? Em coi giùm em cái. Nguyên Lý là đại rồi. Hả? Nguyên Lý là đại. Nguyên Lý là đại. Hàng này cao cấp nha mọi người. Nhớ là hàng này cực kỳ cao cấp luôn. Em Nguyễn Hương đại. À cái này đâu? Nguyễn Hương đại. Rồi Nguyễn Hương lại, ok. Úc đâu? Còn cái màu này nữa mọi người này. Hello bóng kiếp. Đây. Chứ có 3 người lấy đâu ít. Huyền Nguyễn à, khách mới hả? Em cảm ơn chị Huyền Nguyễn, chào Huyền nhá, chào Linh Linh nhá. Cảm ơn các chị em, các bạn sĩ nào mà mới á, cứ việc theo dõi, nếu ví dụ như là cảm thấy là cần muốn theo dõi hơn các bạn cứ theo dõi nhé. Và em like sỉ cố định vào ngày thứ hai và cái thứ ba hàng tuần, các bạn cứ bấm like Zalo đi ạ, bấm trang xưởng đi ạ, bấm like trang xưởng và kết bạn Zalo để các bạn lấy hàng nhé. Đây này còn màu này nữa này, còn một cặp màu này nữa này, cặp màu này đẹp lắm luôn. Mấy cái hàng này sỉ 100 mấy luôn nha mọi người, hàng sỉ rất cao, sỉ rất cao. Ủa đĩa ở đâu vậy?
Rồi ai lấy cái này xỉ cao lắm luôn mọi người ơi. Đây. Đẹp chưa? Lên đầu lai rồi. Từ 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 đây đây đây, hàng đẹp quá. Lên đầu lai được bán. Đẹp chưa? Trời ơi cái xanh, các bạn ơi ai lấy xanh con bằng xanh, cưng không? Cưng xỉu luôn đúng không? Rồi ai lấy xanh con bằng xanh giùm em, cưng chưa? Đó, cứ mặc vô thì các bạn mới thấy nhá, hàng siêu cao cấp, hàng này là hàng siêu cao cấp. Bạn nào lấy xanh con bằng xanh giùm em. Xanh có một cặp, cứ có một cặp xanh thôi. Cảm ơn Huyền. Ok, ok. Cũng đâu? Đóng hàng thì đóng hàng ở đây rồi. Nó lại xỉ, nó lại lẻ, tôi không biết. Đâu có, hôm nay nghỉ live mà. Bà làm cái kiểu gì mà không biết hàng hóa nhà mình có cái gì. Rồi nguyên lý một cặp xanh, ok nguyên lý một cặp xanh. Trời ơi 65 ngàn rẻ vô tận, gọi là rẻ vô tận đấy. Ok. Đây. Vô like đi, làm gì? Hả? Đây. Ừ, vô like đi. Đây, xong chưa? Xong. Ba thầy ơi, chờ em xíu. Có xí gì chưa? Có xí gì chưa hả? Nằm kia nó nghỉ, cái like cho. Ừ, hợp lý, hợp lý. Hợp lý, ok, chờ em xíu. Rồi. Nó đang ngồi nó phán giá, tôi nói. Nó phán giá. Rồi, cái này là của Nguyễn Hương. Cái này của Nguyên Lý một cặp. Ok, Nguyên Lý một cặp, Nguyễn Hương hết rồi, chị Trung xin lỗi hết rồi. Đây nó còn mấy ri áo dài, bộ dài này chị Trung xả hết. Chị lôi ra. Đây, nặng lắm, chị lôi cho em đi để em lấy hàng cho. Lôi đi, lôi đi. Ủa, cụ này xả đi. Để mua mấy hàng cái gì? Cái thôi để chị lấy hàng nha. Rồi ai lấy mã này comment giùm em. Cái hàng này là cổ cổ trụ, ngày hôm qua bạn nào chưa chốt cái hàng này chốt nhanh nhá, bởi vì nó còn có 1 2 3 4. Trời ơi mấy bé nó, mấy bạn mà đến trực tiếp lấy ở tại kho các bạn. Trời ơi chị ơi sao rẻ thế? Chị ơi sao rẻ thế? Hàng cổ. Cái này hàng cổ, cổ này bình đi bao nhiêu vậy không? Hả? Cổ đi 55 hả? Phải không đấy? Đem vô vẩn, con kia phán lâm bảy. Hàng cô mà đại mới là hàng cô cao cấp nè. Ừ phải không? Còn cô chị đang hỏi cô. Cô 65 hàng cô siêu cao cấp. Cái hàng này phải tới tận 60kg nha mọi người nha, 60kg rộng. Đây là size trời to lắm luôn á, to kinh khủng chưa. Cái này là thanh niên mặc lên phải nói là quá đỉnh luôn. Hello Thúy Kiều. Rồi ai lấy cô, có mình cô hàng chính phẩm 65k. Nhưng mà cái vân này, cái vải này không phải là vải cô tông bình thường, nó là vải cô tông vân gỗ. Cô tông vân gỗ nó còn mắc hơn cả cái cô tông thường nữa nha mọi người. Rồi ai lấy comment được em cô. Còn có mấy, còn có bút đi, hình như còn có mỗi màu này hay sao hết rồi. Bố coi xem em còn màu nào nữa thế. Bố. Rồi ai lấy cô, có bạn cô giúp em. Hàng này hàng siêu cao cấp nha mọi người, hàng hàng xuất sắc luôn. À đây nè. Rồi còn ri xanh đen, còn một ri vàng với còn đỏ đô. Hương ơi chốt cái hàng này đi em ạ, đẹp lắm luôn á. Rồi cô cam cho bạn Nguyễn Hương. Ai lấy cổ, còn áo dài trai không chị? Áo dài trai chưa, chị cũng đã lên đâu. Hello Như Hiền. Em chào chị Như Hiền nhá. Rồi ai lấy cổ cam, con cổ cam. Ai lấy xanh đen, con bằng xanh đen. Đẹp lắm luôn á chị. Để chị coi còn cổ trắng không cô Thái. Trời ơi, xanh đen đẹp chưa? Cổ to nha. Cái này là thanh niên, nhiều khi bố còn bon chen được nha. Hàng này là bố bon chen được. Em mới cầm size L thôi, tức là nó lớn nhất là 3X lượng ha mọi người, nên bởi vậy form to bật vã luôn á. Hàng đúng chuẩn, hàng xịn sò. Rồi, ai lấy comment giùm em xanh đen. Xanh đen sang chảnh này luôn. Rồi, ai lấy vàng comment vàng. Và ai lấy đô comment đô. Giá có 65 hàng cổ mà 65 ngàn là rẻ vô cùng luôn. Mà vải là vải cao cấp, vải vân gỗ. Nó không phải là vải cô tông bình thường. Nó không phải là vải cô tông bình thường mà nó là vải vân gỗ cao cấp. Lưu ý. Rồi, xanh đen cho chị Cao Thanh Nga. Ba coi giùm em có bao nhiêu đi xanh nga, xanh đen. Ba thảy lên đây giùm em. Cổ trắng còn không? Rồi vàng trong nguyên lý. Đấy, vàng trong Nguyễn Hương. Cho hết lên đây cho vợ. Cái vàng đẹp, vàng là màu đẹp quá. Nguyễn Hương. Rồi, đô trong Nguyễn Hương. Hàng này bán sóc cực kỳ đỉnh luôn. Vàng Nguyễn Hương có rồi phải không bố? Vàng Nguyễn Hương rồi. Độc, độc người ta là sao? Chào mừng. Rồi cổ xanh đen cho em bạn là Quỳnh Anh. Ok chưa? Rồi đây là đại. Cổ
của nhà anh xanh đen rồi, ok. Đây này, cổ vàng này mà. Anh ơi, coi xem này, em coi xem cổ trắng không? Còn cổ trắng không? Ừ. Cái cổ vàng nó xuất sắc như thế này mọi người. Trời ơi, ai xỉu không chứ, về bài này đẹp quá. Đó nhá, các bạn xỉ đi vào trang chính của em để xem nha mọi người nhá. Theo đường trang, các bạn bấm like trang Lê Thị Hồng Nhung là các bạn sẽ thấy được trang chính các bạn nhá, được trang chính của các bạn luôn ạ. Rồi em là em like xỉ là chuyên đại có này đó. Super ơi, đại nhiều lắm em ạ. Các bạn chờ xíu, các bạn ở bên hội này các bạn có thể đi theo đường link vào ủng hộ em ở trang chính nhá để tham khảo. Bởi vì do là sao ạ, bên em chuyên like xỉ, em chuyên like xỉ hàng sắp xịn nhưng mà đi giá sale nên các bạn cứ yên tâm, giá cực kỳ tốt luôn, em bao giá cho các chị em. Cái đằng xanh nào, cô là khoảng tầm cái này phải 45 cho tới 60 trung ký. Rồi ok, Nguyễn Hương bỏ cái cam ra cho em đó. Cái này 65 ký nha, à 60 ký, nó khoảng tầm đó. Hết cổ trắng rồi Hương ơi, cái hàng này chị không like rồi. Hết cổ trắng rồi. Đó, ai lấy cổ vàng, comment cổ vàng. Các bạn xỉ chấm chấm liên tục giùm em với. Hết cổ trắng khoảng 1 rồi, còn đại cam, đại còn màu nào? Đại còn một ri duy nhất. Đại còn một ri duy nhất. Đại còn một ri duy nhất các bạn nhé. Nè, đẹp chưa? Đại còn đúng một ri duy nhất, ai lấy đại comment đại. Một ri duy nhất, đại 55. Đại có một ri duy nhất thôi, đại vân gỗ. Rồi ai lấy đại comment đại. Đại có một ri duy nhất thôi. Rồi ai lấy đại comment đại giùm em nhé. Đại có một ri duy nhất. Hỏng hả Nguyễn Lan hả? Chào Nguyễn Lan, ok. Anh giúp em tới. Đại một ri duy nhất, ai lấy đại cam comment đại cam giùm em hết. Rồi, bộ bé gái dài này. Nốt cái bộ bé gái hàng cao cấp này luôn. Tất cả có nhiêu đây khoảng, đại cam cho bạn Nguyên Lý luôn. Ơi, chỉ có mẫu áo dài gấm. Gấm nhũ hả? Áo dài chị Nhung like hết trơn luôn. Ngày hôm qua chị Nhung like hết rồi. Ngày hôm qua Hồ Thị Ly không chắc là vào trễ đúng không? Màu trắng hết sạch rồi, Hương ơi, màu trắng chị không còn một ri nào luôn ấy. Có mẫu mồm chủ trắng không hả? Đại cam hết luôn. Đại trắng còn ri thôi. Đây này. Cái này này, xỉ của nó là 100. Ôi cha mẹ ơi, hàng xe đại là xỉ là 110. Xỉ là 110. Đó, em nói là rất cao. Xỉ cho 110, em đi cho mọi người giá 75.000 là đại, 65.000 là nhí. Nhưng mà ở đây nó còn có một ri đại bò mà in con thêu, thêu con báo hồng nha mọi người nhé. Đây này. Rồi ai lấy đại bò, các bạn đại bò, bé gái, báo hồng. Cưng chưa? Ừ, ok gái, xỉ mới, cảm ơn xỉ mới. Đại bò, anh ơi, anh, nhìn thế. Cắm như điện nha. Bò lên nó sụp rồi. Đây đây. Rồi ai lấy đại bò, các bạn đại bò này. Đại bò 75.000, hàng xỉ 110 đó. Mà đi xe cho mọi người giá 75, ok đi chưa? Rồi. Ok rồi, ra rồi. Rẻ bèo luôn. Rồi ai lấy các bạn giùm em. Đại bò. Rồi nhí xanh. Hàng này đẹp lắm luôn á. In báo hồng còn có 3 ri thôi đó. Nhí xanh, ai lấy nhí xanh có mình nhí xanh, hàng này 65 ngàn. Nhí xanh là 65. Đẹp chưa? Rồi ai lấy nhí xanh thì có mình nhí xanh nhé. Nhí xanh, quần xịn sò cao cấp, ai chưa hốt hàng này thì hốt đi các bạn ơi. Hàng này còn có 2 ri thôi. Nhí xanh cao cấp và một đại đỏ. Một đại đỏ, ai lấy đại đỏ của mình đại đỏ. Ai lấy đại đỏ của mình đại đỏ giúp em. Đó, đại đỏ hết. Còn cái bộ nhí bé trai này nè, bộ nhí bé trai chắc là cũng khô luôn. Hàng này đi bao nhiêu nhỉ? Quên mất tiêu rồi. Con hàng này để riêng đi. Này bố này, cái này xếp cô đi. Ok gái, cảm ơn Hồ Thương. Hồ Thương em nó kêu chuyển khoản rồi. Hồ Thương cứ chụp lại cho chị Nhung, mai chị Nhung hàng cho nhé, Hồ Thương nhé. Ngày mai chị Nhung đi hàng sớm cho em ha. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu tới giờ sale. Sale sập sàn luôn. Em ơi, Như Hiền là đi hàng chưa nhỉ? Em Như Hiền đặt cọc rồi phải không bé? Máy bạn nào Hiền nhỉ? Như Thu Hiền hả? Còn bên này là bạn Như Hiền. Chị Như Hiền ơi, em cảm ơn chị. Chị ủng hộ em xỉ đúng không ạ?
Chị ơi, chị là chị lấy sỉ, chị vui lòng ép Zalo cho em nhé, 0937495480. Cái số em đang ghi trên màn hình đó, chị Như Hiền thấy không ạ? Em đang ghi trên màn hình là số điện thoại của em đó. Số điện thoại để liên hệ với tất cả bạn sỉ, nhắn vào Zalo đầy đủ thông tin giúp em trước khi đặt hàng và đặt cọc 500 để lấy hàng chị nhé. Rồi, ai lấy comment giùm em? Yến Rau Quách đi hàng chưa bố? Rồi em ơi. Mai nhận được, sáng mai nhận được nhé. Yến Rau Quách nhé. Rồi, đây cho Tâm vô đây. Cái này của chị Như Hiền như bên này, nhưng mà Như Hiền chưa ép Zalo nên chưa nhận đơn được. Còn đỏ, còn một ly đỏ. Các bạn chờ em xíu, em lên hàng này. Lên hàng này. Rồi, cho Tâm vô. Em lấy hàng cho, em lấy hàng sale cho. Thế bà, cho lấy hàng từ phân lai hàng em ơi. Ừ. Để tao lấy cho đỡ cực. Thôi, lai đi. Lai đi, để em lấy hàng này cho. Thế nào? Cực phân mà. Thế cái phần cực phân à? Cái ghế đó, cẩn thận cái ghế đó. Rồi à? Nó gãy rồi. Cô đỡ bà. Màu ngồi như vậy. Chào cả nhà ha. Em lên thay Nhung một xíu. Giờ làm gì đấy? Ừ. Xem cái hàng này đi. Bột Thái lấy hàng đi Bột Thái. Sai một hàng. Chào cả nhà nhé. Tầm cao cấp. Sai xeo 49 ngàn. 49 ngàn. Bột Thái đi luôn. Hàng bên chị Tâm cho em với. Ừ ok gái. Rồi đây này 49 ngàn. Ờ ok ok. Tâm hả? Ừ 49 ngàn. Giờ cái gì là phải nói nha. Lâu thấy chị Tâm. Ờ bé bèo hả. Rồi hôm nay chị lên ha. Chị lên phụ Nhung chút xíu. Sang chơi mà nó bắt mình like hàng cho nó hả. Cực quá đi. Cái thế không sang, sang sang kiếm gì ăn thôi chứ đâu phải sang lai hàng đâu. Rồi đây tôi lai xong buổi này mọi người ủng hộ nhá, mọi người ủng hộ nhiều nhiều để cho nó lai xong một cái nó cho chị đi ăn nhá. Chị Tâm vô là có hàng sale liền. Đấy, cái câu này hàng sale hả? Chị Tâm là biệt danh hàng sale phải không bé bèo? Rồi đầm này ha, thấy không? 49 ngàn, hàng này 50 mấy ngàn đó. Rồi hàng này 59 ngàn, bữa nay chị Tâm lên sale đầu hàng nha, sale đầu giờ 49 ngàn. Ai comment 49 ngàn, comment 49 ngàn nha. Ủng hộ chị Tâm phải tí nữa, Nhung mới cho chị đi ăn ốc 30k nha. Chứ không mà ế nó đuổi xuống lát nó không cho mình đi ăn đâu. Đầm xanh rồi, Super đầm xanh. Cảm ơn Super. Hàng này hàng cao cấp nha. Vải của nó là dạng như là dạng như gần như đũi á. Hàng này rất mềm, hàng rất, là, rất là đẹp. Rồi Super. Ủa. Đây nghe cái ghế này ớn quá đi. Thấy chưa? Phải ngồi là còn phải căng thẳng về cái ghế nữa. Rồi, tiền ruby quá có ruby hả? Có ruby thôi. Có ruby thôi, chị chốt su bo nha em. Su bo nha, hiền ruby không được nha. Tương Nguyễn không được nha em. Rồi, nè. Nè, ghi đi. Su bo, su bo, su bo. Rồi, cái áo đó sale luôn. Hàng này 50 mấy ngàn. À, thôi Như Hiền hả? Chưa chị, em mới xem like hôm nay thôi. Rồi ok, xem đi. Xem rồi, nó có cái đường link của trang đó. Tại bên chị là like bên trang nha. Nhưng bên hội nhóm. Cái này bao nhiêu? Cái hàng này 50 mấy ngàn, sale 49 luôn, hàng siêu cao cấp. Rồi tàn đấy, hàng cao cấp thôi, nhưng mà chị Tâm vô là chị không có sale. Sale hết cho bà Tâm, bà đỡ bị ế. Có đỏ không chị? Có đỏ không chị? Không. Có một ri xanh à? Có một ri xanh mà bây giờ chốt có một ri xanh à, nên thì chị chốt cho Subo rồi nha. Hiền Ruby không có, Thương Nguyễn không có, Di Thảo không có nha. Rồi ok. 49 ngàn. Ai bấm chữ vàng? Có một vàng hả? Có một ri hả? Rồi có một ri cuối cùng thôi nha. Vàng nha. Ai comment vàng giúp chị. ủng hộ là tí nó được ốc 30k nha mọi người. Vừa qua đây cái đó cho mình lên like đau đầu thế. Vàng ha, ai comment vàng giúp chị. 49 ngàn. Áo này là vải đũi nha, siêu cấp luôn, chứ không phải là cao cấp nữa, siêu cao cấp luôn, rất là đẹp luôn. Một dâu rồi, vàng một nè, dâu một nè. Hôm qua mắc cười út lên, nó đứng lại xong rồi vút một cái nó chạy ra mầm lên một lúc mười mấy hai chục lát. Rồi màu dâu nhá, màu dâu nha mọi người ơi, màu dâu nè. Dâu này dạng như là dâu hồng rồi, nó tạp hơn nãy rồi hồng hả? Gì? Rồi đi lên đây đi, đừng quan tâm tới kệ ta. Ồ nó đẹp quá hả, cái vải nó đẹp, nó mềm, nó đẹp quá hả. Mọi người chắc cũng có nhận được cái hàng này rồi. À, khi có quần ren nữa không chị? Chị có quần ren nữa không chị? Quần ren lai rất là nhiều có, rồi. Có quần jean nhưng mà còn ít lắm. Ờ, còn ít à, còn ít tí nó xả nốt nha mọi người. Tí được. Chị xả nốt nha. Rồi, được. Màu này là màu dâu nha, màu dâu như lên hình. Áo bẹt vai mềm. Ờ, áo bẹt vai này, rất là đẹp, rất là xinh luôn á, rất là đẹp luôn nha. 49 ngàn. Áo này 49 ngàn mà không chốt là rất là uổng nha mọi người. Hàng của nó là hàng rất là chất lượng. Bao bán shop khó khăn cỡ nào, kỹ cỡ nào vẫn bán được ha. Ok ha, màu dâu nè. 49 ngàn màu dâu. Màu dâu có một ri thôi nha mọi người. Màu dâu một ri à? Có
không bạn chọn lấy. Rồi màu này là màu hồng phấn. Quên cái hàng này em vẽ kia tặng Mary rồi. Quên cái gì á? Quên cái này của bạn Ngọc. Nó đưa cho mình hai xong em nhầm á. Này anh cho lên nóc rồi em ôm bé Ngọc cho nhầm. Rồi. Cắm gì nữa? Đúng rồi đúng rồi đúng không? Ừ, chị quên đó, chị quên đó. Bé Ngọc có dặn rồi. Đây, xin lỗi mọi người nha. Cái từ cái đầm nó trong nó còn nhiều. Hết rồi. Chiều nay em moi hết rồi. Xin lỗi Thảo Chibi nha. Có ba gì đó mà khách chọn rồi, khách chưa đặt rồi. Xin lỗi Thảo Chibi nha, mà chị không biết chị vơ lên chị theo. Xin lỗi em nha. Bạn kia bạn ấy nhờ đâu bạn ấy đặt rồi, bạn đặt rồi. Bây giờ nhân viên nó mới báo lại chị đi biết ha. Xin lỗi Thảo Chibi ha. Lên theo một cái mà đã phải xin lỗi rồi bởi vì do là lộn hàng. Rồi để cái này giá nhiêu? 45.000 đầm Kenkit và xay đại. Trời ơi. Có tin là cũng chảy. Đầm Kenkit nha mọi người, đầm của hiệu Kenkit luôn. Đầm Kenkit mà giá của nó là khoảng 70,000. Mà đây giờ sale 45.000 ha, sai đại luôn, phong đại nha. 45.000, ai comment 45.000, comment 45.000. 45.000 màu sen. Có hàng gì à? Có hàng gì à? Ôi trời ơi, có hàng gì mà nói nhiều thế. 45.000 nha. Cô nói nhiều nằm đâu? Đâu ạ? 45 bé bèo, rồi ok, cảm ơn bé bèo rất là nhiều. Ủng hộ chị Tâm nha. Khi chị Tâm lên sale hàng ha. Cầm ra ship cao cấp. Rồi, bé bèo em. Để qua đâu có cái viết. À, váy 45 bé bèo rồi, ok, su đo 45.000 không có. Đây từ bà Nhung bơ bới cho thêm vài đi nữa là qua nè. Rồi mọi người ủng hộ bé nha. Bé này nằm đâu bé? Bé bèo này, su bo này. Còn không em? Còn cái đường chị Tâm lên giơ hàng mà không có là chị Tâm buồn lắm đấy. Bố Thái lấy đi, bố Thái nằm đâu? Rồi bé bèo, bèo này Duyên Thảo này. Bố đi, bố đi. Có không? Vô. Cái này cứ phải cứ kia thôi này. Cứ ngồi thẳng xuống và ngồi thẳng xuống. Bởi vậy thấy cái cảnh. Mai đi thôi, tao không nhập máy. Mình thấy là không quen, không nhập thôi, chấp chậm mất cơ. Thôi rồi. Nhập phải nhập quen. Cái này hả em? Em ơi, còn một vi Elsa này, chị sốt cho Subo nhá. Subo màu này nhá, ok không? Hồi nãy là màu sen, cái màu này là màu dâu. Anh ơi, ở góc đó còn một ri nữa đó. Đó đúng rồi, nó còn một ri, hai ri gì đó kìa, trong kia kìa. Đấy rồi. Thấy chưa? Rồi. Thằng này cao cấp lắm luôn, đây. Thằng Kenkit. À đây Subo này. Subo này cái này đi. Ủa đâu rồi? Hàng của Kenkit á, hàng Kenkit mà giá có 45.000 là cực kỳ rẻ nhá. Subo. Từ từ. Từ từ. Các bà vẫn ngồi. Rồi Duy Thảo ơi, em chưa được nhá. Hồi nãy là phải mở ra. Bây giờ nó còn màu dâu này. Nó còn màu dâu này, chị chốt cho Duy Thảo nha em. Màu dâu ha. Đây nè, đại không? Ừ. Tất cả một đại đấy. Ủa, có màu này. Rồi Duy Thảo, Duy Thảo có nha. Subo Duy Thảo. Duy Thảo, Subo, rồi bé bèo, ba người ha. Rồi màu dâu, ai chốt màu dâu thì chốt bây giờ màu dâu. Bé bèo Elsa luôn. Bé bèo Elsa nè. Ngọc Trần. Bé bèo là Ngọc Trần hả? Ừ. Biết đi Ngọc Trần. Đúng rồi, bé bèo là Ngọc Trần. Like từ có biết đâu, có nhớ đâu, trời ơi. Rồi còn một ri cuối cùng. Đâu, Elsa đâu? Còn một ri Elsa nữa nè. Rồi, mất rồi còn một ri Elsa nữa nè. Để em ơi, có nhí á. Nhí hả? Đại em nhí mở ra không? Thôi thôi. Rồi nhí. Nhí, nhí bao nhiêu? 43 ngàn. Nhí 43.000, ai comment 43.000 nhí nha. Nhí 43.000 nha mọi người. Elsa nhí. Nhí 43.000. Ai comment nhí 43.000, comment nhí 43.000 chị nha. Rồi bé bèo lấy lốt 43.000 cái nhí đi. Để có hàng đại hàng nhí bán cặp luôn em. Ok không? Ok không thì ok luôn đó chị ha. À rồi ok. Đó thấy không? Chị mà này em mà em đồng ý chị mừng lắm. Cái đợt mày đẹp lắm luôn này. Đầm này bảy mấy ngàn này. Rồi, ta thích bé bèo hơn là Ngọc Trần. Subo nhí. Hết nhí em ơi, Subo hết nhí nha. Còn một di đại nữa này. Nguyễn Lý ơi, hết nha em. Ủa, nhí hả? Cái này là nhí luôn nha mọi người. Nhí nhưng mà là màu sen, nhưng mà con khỉ. Ai gửi comment? Giống như hồi nãy luôn, giống hồi nãy luôn, Subo đó. Cho Subo luôn đi. Rồi em nó lấy cặp. Không? Giống đại hồi nãy cho em lấy cặp. Em ơi, hồi nãy đại này, ai lấy đại rồi thì lấy nhí cái này nha. Bây giờ ai comment con khỉ nhí nha. Milele. Con khỉ nhí đi. Con khỉ nhí đi bởi vì hồi nãy vô 43 là cái Elsa. Nè, còn một đại. Bây giờ Elsa con khỉ nhí nữa. À nó còn một đại Elsa nữa. Con khỉ nhí đi ạ. Rồi, bé bèo khỉ nhí luôn. Tao thích cái bé bèo hơn là tao thích cái Ngọc Trần. Thích kỳ thì ha.
bé bèo dễ ghi hơn Ngọc Trần. Còn một ly này, rồi còn cái gì nữa không? Còn một ly này, đó cái đầm ngay trên bàn đó. Rồi Elsa nha. Elsa Đại Nguyễn Lý lấy em ơi, có 45 Elsa Đại Nguyễn Lý ơi, mọi người ơi, 45 ngàn. Đừng gọi tên một người đó, rồi mất công mọi người kiện. Trời ơi, đẹp quá à. 45 ngàn mọi người ơi, hốt đi. Rẻ quá à. Phỉ Zester Kia Đình hả? Hết rồi em ơi, có gì à? Bây giờ Elsa đi, Elsa Đại nha, 45 ngàn. Ai comment 45 comment 45 đi, 45 đi. Hồi nãy là khỉ có, rồi, bà 45. Bà không biết về phim hoạt hình đâu. Cái này mà Elsa cái nổi gì? Là cái gì ạ? À biết đâu. Sophia à? Ừ thì Sophia mới lại Elsa thì nó là công chúa hết trơn, ai không được. Rồi ok, Trần Trâm. Elsa là Elsa. Rồi cảm ơn Trần Trâm. Đâu rồi? Đưa đây em kiếm cho. Rồi, Trần Trâm nha. Đó, ở cái đầu này đi. Cái này là hàng 7 mấy ngàn, bây giờ sale cho mọi người giá 50. À 50 hả? Trời ơi sale. Khi chị Tâm lên cái là có hàng sale ầm ầm luôn ha mọi người. Xin lỗi Nguyễn Lịch Sĩ. Nguyễn Lý nha, xin lỗi mọi người rất là nhiều, bởi vì có một ri à, nên là chị chốt cho Trần Trâm rồi, ha. Hết rồi, có một ri à, hàng của Ken Kiss là giá của nó rẻ quá, quá rẻ luôn á. Cái đầu mày đẹp rồi, 50. Ôi đẹp quá, tàn vải đúng rồi vải này. Đó, cái đó đằng sau. Trời ơi vải đẹp quá. Cái nơ nó đằng sau. Ủa cái nơ đằng sau à? Trời cái nơ gì mà hoành tráng vậy, làm cái nơ không mà hết trang mối vải ta rồi, ta khách hàng ta biết mà. Rồi 50 nha, ai chấm bi xanh này, chấm bi xanh 50, vải của nó là vải đũi. Mềm cực kỳ luôn. Đũi nha, chấm bi xanh. Ai comment chấm bi xanh, comment chấm bi xanh giúp chị. 50, Phương tự giải rồi, em cảm ơn chị. Chị Phương tự giải nha. Nè, viết đi. Ta viết mất công lại bảo ta viết xấu. Là tí nó lại không đọc được. Ủa? Em ơi, cái này có gì hả? Trời ơi mọi người ơi thông cảm nhá, cái hàng này là hàng sale đây, mỗi thứ nó có một ghi thôi. Xin lỗi mọi người rất là nhiều, mà cái cục comment nhiều quá thì em tiếc quá à. Em ước gì mà nó có một đống để cho em ghi cho nó thoải mái cái tay em. Trời ơi đống mà chết hả, lỗ chết người luôn. Trời ơi cho Nhung nó tiếc chơi vậy ha. Ủa là sale méo mặt đó mọi người. Trần em ơi, năm Phương, Phương cử giải này. Chị Phương Biên Hòa được nhá. Tuba không được nhá, bé bèo không được. À, nói chung là mọi người ở dưới chị Phương có một ri duy nhất thôi nên mọi người thông cảm. Rồi cái này giá nhiêu? 50 lỗ. 50 đây mọi người ơi. 50, toàn bộ là vải đuối, toàn bộ là vải đẳng cấp 79, không mà. 79, hàng này 79. Đi, hàng này hàng 79 mà bây giờ sale có 50 ngàn thôi nên mọi người hốt lẹ lẹ giùm em ha. Comment nhanh giùm em với, màu sen. Rồi ok. Bấm chữ sen giùm em với. Đừng có bấm 50, bấm chữ sen. Sen đi. Đừng có bấm 50, bấm chữ sen giùm em với. Hàng cao cấp. À bữa nay có đại gen không chị hả? Đại gen là Phương cử giải 50. Thôi 50 bấm cho chị Phương cử giải đi. Khổ ghê. Rồi đây cái hàng này mới là hàng xuất phát này. Hàng này nhiều lên coi. Trời ơi từ nãy là được có gì mà mọi người đọc kìa. Mọi người nhảy comment kìa. Thấy thương không? Thấy tiếc không à? Tiếc cho mọi người ấy. Chứ còn Nhung nó mà nhiều vậy chắc nó lỗ chết người. Nó lỗ chết người luôn nha mọi người. Đứng theo lỗ đấy. Một cái hàng này nó lỗ ơi, không biết mấy chục ngàn nha bố. Cái này nhiều 49. Trời ơi 49 ngàn cho chết luôn. Đẹp lắm, chiều nay không có hàng này đâu các chị em. Chiều nay là không có đâu. Có hàng đấy. 49 ngàn, ai comment 49 ngàn. 49 ngàn ha. Đẹp lắm luôn. 49 ngàn, trời ơi cái đầm rất là đẹp luôn á. Cái đầm rất là đẳng cấp luôn nha mọi người. 49 ngàn. Đẹp chưa, xẻ đẹp tà quá. Xẻ tà nè, cưng lắm, này. Mặc lên. Xẻ tà này, tà bầu này, rất là dễ thương luôn. Mặc lên rất là phong cách luôn á. Lắm, rất là mặc rất lên là yêu luôn á, nhìn cứ kiểu dạng như là thư ký giám đốc. Ừ. Không biết làm sao lại tưởng là mướn mấy em vào làm thư ký. Dạ, em xin lỗi. 49 Nguyễn Hương, rồi ok Nguyễn Hương 49 viết đi. À, Nhung Ngọc, Nhung Ngọc 49, ok Nhung Ngọc, Nhung Ngọc. Thằng này rẻ lắm luôn đó, Nguyễn Hương chốt đi em ạ. À. Nguyễn Hương chốt rồi, cần gì phải nói. Nguyễn Hương, Nhung Ngọc, Nhung Ngọc. Đi 8 nha bé ơi. Đi 8 nha. Nhung Ngọc. Rồi còn một ri nè. Ồ Yến Đình. Yến rồi Định. Ok cảm ơn Yến Đình. Yến Đình. Yến Đình. Rồi còn nha. Còn đẹp lắm. Còn một ri hay gì? Hàng này là hàng kaki nha mọi người. Cái đầm này là đầm kaki. Mặc lên rất là tôn cái dáng, bé lên rất là đẹp. 49.000. 49.000 có rẻ là phải không ạ? 49.000 cái đầm đó mà rẻ quá trời luôn á. Cái này đầm này giá nhiêu? Hàng nãy á. 50 rồi. Trời ơi nhìn cưng chưa? Cái đầm này xỉu luôn. Đẹp cũng xỉu luôn nha mọi người, còn 2G nữa em nói thiệt á, đẹp cũng xỉu luôn mọi người, không chốt hết cho em. Cho em cho xong cái đơn hàng này, xả hàng này. Đó, like này, gấp like lên này, rất là đẹp luôn nha. Cái form đầm này đẹp lắm luôn nha mọi người, đẹp lắm luôn. Thẻ ta này, duyên. Rất là duyên luôn á, còn có 2G à.
em đã ủng hộ, mọi người ủng hộ nhá. Mọi người ủng hộ khi chị lên like nhá. Khi chị sell nhá. Có tinh thần để sell ạ. Bán một ly không? Hải chị. Chị không bán lẻ hải chị. À không bán được một ly. Nếu mua lẻ thì mua ngày khác nha em. Hồng Tiên Mỹ. Rồi ok, Hồng Tiên Mỹ. Còn một ly nữa, còn một ly nữa. Ai ủng hộ chị nốt đi. Mại rô, mại rô, còn ly nữa. Mại rô. Còn ly nữa thì phải nài nỉ mọi người. Rồi cái đầm này cũng là dễ thương quá, 50 hả? Khi em lên like cái gì cũng được rẻ hết, rất là thích thương. Rồi 50. Rớt vai, ai comment rớt vai nha, đúng chữ rớt vai em mới chốt nha, rớt vai đi ạ. Hàng này hàng cao cấp. Hàng này đúng là hàng cao cấp, vải của nó toàn bộ là vải dạng như vải đĩa. Rất là đẹp luôn. Cấp lắm. 50 Minh Minh, ok 50. Đi mấy hả? Hồi nãy hả? Thêm một em Tiên Mỹ, Tiên Mỹ. Rồi. Rớt vai Minh Minh này. Ok, rớt vai Minh Minh, 50 cũng là Minh Minh. Rồi ok. Minh Minh. Còn một ri này, còn một ri. Ủng hộ nốt cho chị với. Đi 7 nhá bé Hồng ơi. 1 2 3 4 5 6 hả? Hàng xanh hồi nãy à, cái này khác. Cái hàng này khác hồi nãy. 50 luôn hả? 49.000 hả? Ờ để hàng này cao lắm, hàng này 7 mấy ha. Thôi chơi luôn đi. Thôi chơi luôn đi, 50 đi. 49 đi. Lỡ nói 49 rồi thì nói 49 luôn đi. Trời ơi cái đầm gì mà nó kiểu cách gì mà giống tiểu thư có trời ơi. Rồi ai comment 49.000 nha. Lắm luôn á. Trời ơi đẹp quá, cái gen của nó này. Mềm đẹp quá trời mà có 49.000 nha mọi người. Rẻ lắm luôn á. Ủa hôm nay chị lên hả? Dạ hôm nay em lên chị. Hôm nay em lên nó phá chút xíu nha mọi người. Nhớ nghề quá à. Rồi Trần Anh Thư 49. Cái này của Minh 50. Trần nè Trần Anh Thư nè. Khoan Trần Anh Thư là inbox chưa? Hả? Bé ơi, khách cũ. Trần Anh Thư khách cũ phải không? Trời ơi cái 49.000 thôi mọi người chốt nhiều vậy. Hàng này cao cấp. Lo kiếm đâu có hàng treo xả đi. Ai bom mới xả hết đi, chốt cho mọi người coi. Tấm Quỳnh này, Huỳnh Anh này quá trời luôn á. Xin lỗi mọi người rất là nhiều, em có một ri à? Em chốt ri này là lỗ mấy chục ngàn rồi đó mọi người ạ. Em chốt cho Trần Anh Thư phải không? Trần Anh Thư khách cũ hả? Nhắn Trần Anh Thư, nha. Trần Anh Thư là khách cũ phải không em? Lâu lâu chị lên like nên chị không có biết đâu nha. Trần em mà chốt đầu tiên đó. Cái này là cái gì? À cái này đây. Là yếm 49 nha. Ôi trời ơi, sao mà lằng xì nhằng vậy trời. Yếm. Ừ, cưng lắm. Sót một ri mọi người, nãy trưa nay không đủ á. Trưa nay các bạn. Hết rồi Bèo ơi, hết xanh rồi Bèo ạ. Cái tên Bèo nghe thương nhỉ. Tên Bèo đẹp hơn, tên Bèo thích hơn. Chốt xanh. Bé Bèo em chốt xanh. Không hết xanh rồi em ạ, thông cảm nhé, có một gì à. Rồi cái này là yếm nha. Ủa sao mà phải cái này phải mặc lên nó mới thấy cái vụ dễ thương của nó được. Chứ thiệt tới nó làm nhằng thì nhằng quá à. 49 mọi người có thể tưởng tượng được ra mà. Cái này xây đại 49.000 luôn. Cái này là xây đại 49.000. Cái này gọi là gì nhỉ? Room. Ai comment room? Ai comment room thì comment room giúp chị. Nói chung là nó rất là đẹp luôn nha, rất là xinh. Room. Ê, mua bên chị rồi. Em mua bên chị rồi hả? Rồi ok em, khách cũ. Comment, inbox lại số điện thoại địa chỉ dùng chị với nhá. Hả? 55. À đại 55. Xin lỗi mọi người nha. Cái này là đại 55.000. Em phán giá lộn. Tí nó trừ tiền em chết luôn đó nha, cho em với chị. 55, ai comment room 55, comment room 55 dùm em với. Cái này là size đại chứ không phải size nhí. 55 nha mọi người. Có hồng gì à? Mặc lên cái hàng này rất là phong cách, rất là đẹp luôn á. Nhưng mà bởi vì do là em cầm lên em không thể nào tôn được cái dáng của cái room nó lên được. Mọi người tưởng tượng được ra không ạ? Rồi còn gì nữa không em ơi? Cái này bao nhiêu bé? Mua thứ có gì? Mua thứ có gì à? Hả? Room ai chốt room? Chốt room mới chửi vời. Này nỉ à? Xíu chị Tâm mất luôn đi ốc. Đầm xuông đi chị hả? Trần Anh Thư đầm xuông hả? Bán mà phá giá của nó mất công tí nó khỏi cho mình ăn luôn. Bi, ai comment bi này? Ủa giá nhiêu mà bi à? Em 45.000. 45.000. Tên Mỹ ơi 45.000 ok nhá. Ok chị hả? 45.000 thì không ok là chị buồn luôn á. Đẹp quá luôn, 45.000 nha. Một cái bộ đồ như vậy. Rồi ok, Tiên Mỹ. Đang đi kiếm hàng cho Tâm lại theo. Tiên Mỹ nè.
1 cái phần lên nhìn đi ha. 3 này. Để kia xem nha. 5 này. 6 này, 7 8 với 8 em ơi. Mọi người ơi, tiên Mỹ được ha. Còn mọi người xà thảo chibi không được, Quỳnh Anh không được ha em. Gấm Quỳnh cũng không được luôn. Mỗi thứ nó có hồng gì à? Bảy bảy chị lên. Rồi bây giờ. Đây đây đây, còn gì đạn. Chị thấy như cả đợi cầm mới hả? Đây ý là còn mỗi đạn. Còn mỗi đạn thôi. Hàng đại 75 ngàn. Váy chị ơi, váy hả? Từ từ kiếm váy nha em. Có gì mất hết rồi. Đêm nay xả hết hết sức đi. Chứ mà xả ít ít nó đâu cho mình ngồi có xíu xíu mà nó cho mình về, nó đâu cho mình ăn. Thôi kệ, nó phải cố gắng. Kiểu đi ăn xin á. Kiểu đi ăn xin nó khó khăn lắm. Đi ăn xin mà phải làm ăn việc. Ăn xin rồi phải làm việc. Mà phải làm hết lòng hết mình thì nó may ra nó cho. Bởi vì nó cho mình ngồi lên ăn trước rồi. Ngồi làm trước rồi nó mới cho ăn sau. Không làm đâu, không làm tí nó khỏi cho ăn bây giờ. Cái này size gì á? Size đại phải không? Đây size nhỏ nhất đó. Rồi cái này là size nhỏ nhất cả nhà. Dạ. 75 nha. Trời ơi, size đại. Vải của nó là vải chính phẩm. 4 chiều chính phẩm loại 1 nha mọi người. Vải của nó là mắt rượi luôn á. 75 ngàn. Chỉ còn một màu trắng thôi. Ai comment 75 ngàn. Bộ đại nha. Bộ đại 75 ngàn. Ai comment bộ đại 75 ngàn. Comment bộ đại 75 ngàn giúp chị. Vải của nó là thông 4 chiều chính phẩm nha. Cắt lông kỹ. Mướt rượt luôn. Hồi đấy có chuyện được chút. Tự ghê à. 45. Đâu 75 nha. 75 ngàn. Ai comment 75. Comment 75. Màu trắng còn có mấy gì à. Vải của nó đẹp lắm luôn nha mọi người. Ồ đẹp thiệt đấy. Cái vải nó đẹp quá. Mắt rượi. Cái vải nó cắt lông kỹ nên nó rất là mịn luôn. 45 ngàn đi ạ. Bộ đại rồi. À, à, ok Thảo Quý. Thảo Quý là bạn nào? Thảo Quý là ai vậy? Thảo Quý là bạn xỉ mới hả? Em là xỉ mới hả Thảo Quý ơi? Em là xỉ mới phải không? Lâu lâu chị lên like nên bởi vậy chị không biết ai là cũ, ai là mới. Nếu là xỉ mới lên nói dùm chị xỉ mới. Inbox số điện thoại địa chỉ giúp chị với. Để chị nhận đơn em ha. Thảo Quý ha. Em cứ để chị thông tin đầy cho chị thông tin đầy đủ và chốt 3 đi hàng là phải đặt cọc. Rồi ok. À, Thảo Quý ơi, em là xỉ hay là xỉ mới hay là xỉ cũ? Chưa. Hả? Chưa. Rồi cái này nữa, hồi nãy quá trời người dành luôn á. Bây giờ nó lòi ra làm gì? 50 phải không em? Bộ đại đó rẻ đó. Bộ đại đó là hàng chính phẩm, đẹp cực kỳ luôn. Tin chị một lần đi. Chị ra đây đánh thuê thôi. Nên không làm gian đâu. Rớt vai đi ạ. À. Ai comment rớt vai, comment rớt vai. Hồi nãy mọi người rớt vai rất là nhiều luôn á. Bây giờ nó lại lòi ra một cái rớt vai nữa mọi người. Thông cảm nhá. Rớt vai đi. Hồi nãy ai chưa được chốt, có một người duy nhất chốt thôi. Bây giờ chốt cùng chị nhá. Rớt vai đi. Rớt vai hồi nãy là 50 phải không em? 50 nha mọi người. Thảo Quý ơi, em comment bộ đại nhưng mà em cho chị số điện thoại để chị ép Zalo trên cái Zalo chị ghi mất. Chị ghi trên màn hình á. Cho chị Zalo đi rồi chị xuất bộ đại cho em ha. 50 đi, ai comment 50, comment 50. Sao mọi người bỏ đâu rồi? Cái này hồi nãy rất là nhiều người chốt ạ. Đầm 50 đi ạ. Đầm 50 nha. Đầm rất dài 50. Rồi lên set này nè, set thiết kế. Rồi lên set thiết kế nè. Set thiết kế đi 63. 63 châu. Ủa hồi nãy quá trời người chốt mà chị không chốt ấy. Bây giờ tự ái hả? Bây giờ chị lên lại tự ái hả? Hay sao giận chị à? Giận chị hay sao mà không thấy ai chơi comment lại vậy? Chị nhớ là hồi nãy mọi người chốt rất là nhiều. Với cái set đó rất là đẹp luôn á. Cái đầm chưa? Cái này là hàng thiết kế, hàng cao cấp. Cái này là hàng thiết kế, toàn bộ những cái hàng này đều là hàng bán shop nha mọi người, hàng cao cấp hết. Rất là hàng, rất là đẹp luôn á. Một cái set như vậy rất là đẹp luôn nha. Hai bên. Ok không ạ? Rồi cái áo là còn thêm một cái tùng bèo như này nữa. 47 ngàn. Giận chị rồi. Giận chị rồi. Thôi đừng có giận mà, đừng có giận đi, ủng hộ đi, ủng hộ đi. Trời ơi, lâu lâu sang đây đánh thuê bữa kiếm tiền đi ăn ốc 30k. Rồi 47 ngàn set. 47 ngàn set cao cấp, ai comment? Ai comment 47 ngàn, comment 47 ngàn chị nha. Mọi người ơi, ủng hộ dùm chị với. Rồi Quỳnh Anh. Quỳnh Anh Thư 47, còn Trần không ạ? Trần Anh Thư, sorry nha. Trời ơi, Lê Phạm đó thấy không? Khi này nỉ mọi người lên quá trời rồi, cứ có gì à, mọi người lại giận đứa bây giờ đó. Rồi Trần Anh Thư em ơi.
hàng thể thao còn đi này. Thì chốt cho Trần Anh Thư nha, Suba đi Gấm Huỳnh, Yến Đình. Từ nãy giờ Gấm Huỳnh với Suba suốt trời luôn. Em. Còn lại cho chị Anh Thái tiếp anh chị. Thôi đẩy qua chị Anh Thái làm đi. Cái gì vậy? Hồi nãy chị nói chị chốt ai? Trần Anh Thư. Trần Anh Thư, nè em, ghi đi. Thì chị lên giấy khác thì chị làm chậm chạp lắm. Ủa chị vứt cho mình ghi nha. Đâu? Cái nào đây? Còn hàng thiết kế, còn ri nữa. Cứ mỗi thứ có một ri, mỗi thứ có một ri à? Mọi người comment nhanh ha. Yến Đình không có, Gấm Huỳnh không có, Su Bo không có. Xin lỗi mọi người rất là nhiều. Cái này bao nhiêu em? Trời ơi. Bộ đại, cao cấp. Bộ đại nha mọi người. Một cái set đại cao cấp nè. Trời ơi, nhìn nón. Có một nón luôn, có nón ngàn. Luôn. Rất là phong cách luôn. Giá nhiêu? 65. 65 ngàn, bộ đại 65 ngàn. Dây kéo của đồng quá. Dây kéo nè, dây kéo này không là mười mấy ngàn nha mọi người. Dây kéo đồng đó. Áo có nón nè. Đó, áo có nón này, em bán có một set hàng em quảng cáo nè. Rất là đẹp luôn ạ. Rồi, cái này của nó là một cái váy. Một cái váy ha, một cái váy, một cái áo như vậy. Mặc lên xỉu luôn, nó kinh lắm. Rồi, 65 ngàn hả em? 65 ngàn, ai comment 65 ngàn, comment 65 ngàn giúp chị. Cái này là lên là cờ đâu, cái này là bé mặc lên là mứt xỉu luôn á. Vì quá đẹp, quá phong cách luôn ạ. 65 ngàn nha. Còn một gì cuối cùng, ai comment 65, comment 65 ngàn. Cái này Victoria này, bao nhiêu nhỉ? Hàng Victoria này. Hàng Victoria là hàng mắc tiền. Chào mọi người giá 45. Rồi bộ này cửa hàng của Victoria. Cái này là thương hiệu nha mọi người. Thương hiệu Victoria. Còn một gì cuối cùng, 45 ngàn. Ai comment 45, comment 45 ngàn giúp chị. Hàng có tay con xe 49. Hàng này bố hôm đi 55. À về hả, xin lỗi mọi người, 49 ngàn, hàng qua tay là 49 ngàn. 49 ngàn nha các bà thầy ơi, ok đi, không? 55 đi 49 đó. Phước Hùng, Phước Hùng 65 kìa em kìa. Okay. Rồi chị chốt Phước Hùng 65 ngàn nha em. Không, cái này là 49, xin lỗi mọi người, 49. Tại tưởng không, tưởng sách nách. Tưởng là sách nách, nhưng có nhìn không ra. Mọi người ơi, thông cảm nha, hôm nọ là like 55 ngàn. Bây giờ like cái này là 49 ngàn, Phước Hùng. Phước Hùng là cách xỉ hả? Rồi chị chốt cho Phước Hùng. Rồi cái này là 49 ngàn nhá. Rồi bây giờ cắt Hoa Thị. Rồi ok, cắt Hoa Thị. 65 ngàn Phước Hùng nha bé. Cắt Hoa Thị được nha em. 67 bé ơi. Nè, còn một cái vàng nữa. Rồi cắt Hoa Thị. Cũng là hiệu như vậy luôn nhưng mà nó là màu vàng. Ai comment vàng giúp chị. Xin lỗi Trần Anh Thư, cắt Hoa Thị được hả? Thân Ngọc không được. À, Gấm Huỳnh không được. Ừ, từ nãy giờ mọi người cố gắng comment nhanh ủng hộ với Gấm Huỳnh mọi người, sau rất là buồn luôn. Vàng, ai comment vàng 49 ngàn luôn. Vàng ha. Hàng này hàng mắc. Hàng của nó rất là đẹp luôn á. Thương hiệu của nó, cái thương hiệu này của nó là hàng mới của nó 70 mấy ngàn. Cắt Hoa Thị vàng rồi ok. Em ơi cắt Hoa Thị vàng. Cái gì nữa em? Cái đầm này sao có một cái rồi. Rồi Gấm Huỳnh con. Trời ơi. Tôi nghĩ cái ghế này nó tiêu ta luôn á. Cái ngồi không dám ngồi này thì thôi chứ. Rồi chị chốt nó cắt Hoa Thị rồi nha. Cái ghế gì mà cứ phải ngồi, cứ phải nhìn dựng lên không chẳng ngồi xuống nó tiêu. Mai mua ghế khác đi. Hả? Chị làm gì có cái nào? Chị toàn cái cao à. Chị làm gì có cái này em? Làm gì có cái này có một cái à? Cái gì ngồi like à? 42 ngàn. 42 ngàn. Ai comment 42 ngàn caro bộ nha mọi người. Một cái bộ như vậy 42 ngàn. Cái này nó có một cái này nó dạng như bộ khắc màu. Một bộ khắc màu còn toàn bộ là màu hồng. 42 ngàn kim thoa rồi ok. Kim thoa 42 ngàn. Cảm ơn em kim thoa nha. Hàng này hàng da cao cấp 18 nữa ơi. Kim thoa nha. Trời ơi, từ nãy giờ cứ Gấm Huỳnh với Su Bo không được rồi. Tí nữa chị phải nhắm mắt mọi người ấy, cho Gấm Huỳnh với kia Su Bo một cái thôi. Chưa gì làm ra ăn dối rồi. Chưa gì làm ăn làm ăn ra làm dối rồi. Tí ăn ra làm dối chút xíu vì mọi người thương mọi người quá à. Xả thì xả mình nhiều đi, xả gì ít chứ. Toàn hàng còn gì. Cái này giá nhiêu em? 47 ngàn hàng cao cấp. Trời ơi. Một cái quần như thế này mà có 47 ngàn, thêm một cái dây nịt như vậy. Mọi người thấy có thể nào mà tưởng tượng được nó rẻ thế nào không ạ? Rẻ cực kỳ luôn ạ. Hàng của Lala nha. 47 ngàn, ai comment kaki đỏ.
Ai cần men kaki đỏ, giờ là chị chơi là ai ghi cái chiếc kaki đỏ 47.000 ha. Đẹp không ạ? Không, không lấy là hối hận luôn á. Hàng này bán Noel, bán Tết rất là ok luôn. 47.000 kaki đỏ đi ạ. Hàng này cao cấp lắm. Nhiều khi các bạn mà các bạn cần men hoáng được, các bạn giận các bạn bỏ đi không cả. Gấm hình 47, ô mừng quá, gấm hình nãy giờ. Chúc mừng em gấm hình nha, nãy giờ chị muốn làm đơn. Em ơi gấm hình này. Nè, ghi gấm hình này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 em ơi. Gấm hình 6 nha em. Nè, 6 nè. Này, còn một đi đầm vàng này. Chưa? Đâu? Gấm hình 47.000, em ghi chữ gấm hình đi. Còn một vi, ai comment nốt thì chị đi. Em chạy ra cục. Small hả? Tội nghiệp thiệt đấy chứ. Em ra ôm ngay cái cục wifi đi. Ôm ngay cục wifi của nhà em đi để em bấm cho nó nhanh. Bán lẻ thì có bán lẻ nhưng mà bán theo dõi trang xưa trang để được nhận thông báo bán lẻ nha mọi người. Ô cái dây gì nó lằng nhằng quá. Eo luồn vào hai cái bên hông kìa, nó hai có cái hai lỗ. Không gì hả? Rồi, mọi người ơi, cái này nó luồn qua mọi người nhá. Cái này nó là một cái dây leo nha. Hồi nãy là 4 mấy ngàn nhỉ, 49 ngàn phải không? Ừ, 49. Rồi một dây đầm như vậy, 49 ngàn, dây đầm như mọi quay. Người. Ấy cái vòng cái dây qua thôi, không phải luồn. Vòng tượng trưng thôi. Vòng tượng trưng thôi. 49 ngàn màu vàng, có một dây à? Nên bởi vậy. Ai comment 49, comment 49 ngàn giúp chị ha. Này nó có đại này này. Bán lẻ bán vào ngày khác nha Linh Vi ơi. Hôm nay bên chị đang bán xỉ, không bán lẻ ha. 49 ngàn màu vàng, ai comment 49 ngàn. Rồi gấm hình 49 ngàn, ok em. Giờ này bắt đầu. Phải của gấm hình lên. Này cái này bạn nào chưa lấy cái này đại này. Ai mà chưa lấy đại thì chốt đại này. Cái hàng hồi nãy có 3 bạn, mấy bạn mà lấy ý. Đại nhiêu nhờ Hồng nhờ. Nói giá cho chính xác, mới công 4955 hàng 55. Gấm hình em đại á. Cái này là size đại nha mọi người ơi. Size đại đi ạ. Ôi cái mẫu như vậy. Trời ơi cái mẫu này thì size đại thì quá là hợp phải không ạ? 55.000, ai comment 55.000 nó là size đại. Cái dây cột ở quang bên eo, nó bên gì nó bên riêng. Đó, cái dây này. Cái dây nó còn thêm một cái mớ là mớ này nữa này. Trời ơi rất là phong cách luôn. Ai comment 55.000, comment 55.000. Khỏi phải luôn. Chỉ vòng qua thôi, chỉ cột lơ. Thôi khỏi phải luôn nhá. Có cái dây hai cái này này. À 55 Hằng Nguyễn. Ok Hằng Nguyễn ha. À, nói chung là bên chị like rất là bất tử. Cứ hôm nào khỏe khỏe rảnh rảnh là lên like thôi. Hằng Nguyễn. Hằng Nguyễn nào không? Hằng Nguyễn. Không, Hằng Nguyễn xỉ mới mà. Xỉ mới hả em Hằng Nguyễn? Em là xỉ mới hả? Ừ, xỉ mới từ em. Cái này nó đeo như vậy đó. 55.000 hàng đại nha, size đại nha. Nó có cái lỗ này nè, có cái dây. Đó, nó có cái lỗ này để luồn qua nhưng mà chị làm biếng luồn quá nên là chị ngóc vậy thôi nha mọi người. 55.000 Hằng Nguyễn hả? Hằng Nguyễn ơi, em là xỉ mới hả? Em inbox số điện thoại địa chỉ cho chị thông tin đầy đủ dùng chị trên cái Zalo nha. Ok em, Hằng Nguyễn. Rồi bây giờ em inbox cái số điện thoại đó 0937 495 480 đó vào cái Zalo cho chị địa chỉ số điện thoại đầy đủ thông tin của bên em ha. Khi mình tới với nhau thì mình phải biết được đầy đủ thông tin với nhau để ngày mai mình còn chốt hàng ha. Rồi Hằng Nguyễn, chốt cho Hằng Nguyễn đi. Chị chốt cho Hằng Nguyễn đi. Còn một dây nhí em có lấy nhí không? Hằng Nguyễn, em có lấy dây nhí không? Nhí về bán cặp luôn. Còn một dây nhí à? Cái đó có đại và một duy nhí nữa, còn một duy nhí duy nhất à? Hằng Nguyễn lấy luôn đi. Em lấy luôn về bán cặp. Cái này bán cặp cho chị cho em, rất là dễ thương luôn. Cái này giá nhiêu em? 55 ngàn đó, đại lê hàng cao cấp. Hàng đại lê nha, hàng đại lê, zin đại lê hàng cao cấp, còn có một ri thôi. Một ri thôi phải không em? Còn một ri à? Hàng nhí 55 ngàn. Zin đại lê thì mọi người đã nhận rất là nhiều rồi phải không ạ? Rất là đẳng cấp luôn, không thể nào chê được. Riêng cái dòng hàng của Zin đại lê này 55.000, ai comment 55. À em bán lớn hơn chị à? Rồi chị chốt em Hằng Nguyễn. Nhưng mà em nhớ cho Zalo, ép Zalo dùm chị nhá, cho chị địa chỉ thông tin đầy đủ ha.
Rồi ai comment 55.000. Váy nha, ở trong có quần chip đầy đủ hết ha. Rồi 55.000, ai comment 55.000, comment 55.000 đi chị. Bùi Thị Kim Nguyên 55. Sorry à. Rồi ok. Cái hàng này đẹp lắm luôn, jean đẹp lắm luôn nha mọi người. Rồi Bùi Thị Kim Nguyên. Cái gì đại em cứ rớt ra hàng Nguyễn đi. Em ấy. Cái ép luôn. Này Bùi Thị Kim Nguyên, phải ta. Cái cầm da cá còn đúng là ri này. Cái chú này nó dài lắm, chị viết lâu lắm. Phước Hùng 55, xin lỗi Phước Hùng nha, có một ri em ạ. Nè, quần da cá cao cấp cực kỳ. Quần da cá cao cấp nha, cái này là size đại. Size đại phải không em? Hàng này năm mấy ngàn đó. Hàng này hàng mắc. Size đại, cái rồi, hàng này là giá 55 ngàn. Cho 35 ngàn. Nhưng mà sale luôn, 35 ngàn. Hàng size đại đó. Quần da cá size đại nha mọi người. Hàng này nó bán tới trăm mấy. Trời ơi, cái quần gì đâu mà chị dơ lên. Muốn thấy cái tay chị cũng thấy. Bút kia đâu, viết Kim Nguyên được rồi, ok em. Nói vậy thôi, chị có thể chị biết hết đâu. Chị nhìn thấy cái chữ của em dài, chị không muốn biết đấy mà. Rồi ok, 35, ai comment 35, comment 35 ngàn đúng chị. Lưng bo nè, chân bo nè. Chân bo, lưng bo nha, đầy đủ hết nha. Hàng rất là đẹp, chạy thêm một cái sọc như vậy nữa. Cái sọc này rất là đắt tiền cho mọi người. Hàng rất là đẹp luôn á. Có túi nè, lưng nè. May rất là kỹ luôn. Bé bèo 35 ngàn. Đúng rồi, bé bèo khoái. Chị cũ là biết hàng này lắm thôi. Chị khoái tên này. Bởi vì cái tên này dễ thương quá. Béo bèo. Rồi, phải qua đây cho em. À, xin lỗi Hà Bùi nhé. Không, Hà Bùi không có. Cái cũ là các bạn biết hàng này. Dòng thì kim cũng không có luôn lắm. Nha. Hàng này cao lắm. 35 ngàn. Chị ơi, có chân váy gen cho em size. Hàng Nguyễn. Ủa? Hằng Nguyễn ơi, em mà xỉ hay là lẻ vậy? Tự nhiên em khăn. 20 đến 30, ý là em sẽ đại. Em sẽ đại hả? Bút lòng đâu? Dưới đây bút. Sao mai không có, cuối cùng không có nha mọi người. Cái này giá nhiêu em? 30 hả? Em, cái này 30 hả? Ừ, 30. 30, xay nhí nha mọi người, xay nhí nha. Đây, 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 đây. 30 ngàn, ai comment 30, comment 30 giúp chị. 30 ha. Ờ, ok, 30 ha. Sao mai không có? Cuối cùng không có nha. Có một duy nhất à, nên mọi người comment tranh thủ comment nhanh. Đây, đưa cũng đây. Ai mà đã yếu yếu thì ôm cục wifi bên người để được săn hàng. Các bạn trong hội nhóm, các bạn có thể cho vô đường link của bên chị đương like, bởi vì bên chị đương like là bên trang nha. 30 các hoa thị. Ồ, ok, các hoa thị nó khoái mấy quần lắm, nó bán được lắm. Nè, còn cái gì quần jean gì đây này. Còn gì đấy đi anh? Còn đi còn gì nữa? Có quần mà, chị có nói em mà. Có quần ship bên trong mà em. 30 chị chốt cho khách các hoa thị rồi. À, Nhung Ngọc không có nha em. Rồi lại thêm một cái chân váy này nữa. Cái này là size nhí, 55 ngàn luôn phải không? Hàng của Đại Lê luôn. Hồi nãy có hồng vi à, bây giờ thêm một vi nữa nha. 55 ngàn, ai comment? Trời ơi, cái vải của Đại Lê nó đẹp quá à. Nè, cát. Trời ơi, cái đầu của chị em. Cát, cát. Còn bộ nam không chị? Bộ nam ngắn này dài. Còn bộ khác không chị? 55 thân ngọc. Okay. Từ từ, có một gì à? Cát Hoa Thị ơi, ở bên chị vẫn còn hàng đó. Mày có sang mày giờ, mày mò là cái nào mày mò à? Giờ đi qua giờ, nó hay giờ mày buổi mò, sáng lắm. Mày mò là cái nào mò, chị thấy có đấy. Cái này ai chốt rồi? Hân Ngọc 55, ok Hân Ngọc. Cái này sao cấp hàng mày mắc lắm, hàng này nó tới bảy mấy ngàn. Mà sao nhiều? Mở ra đi. Nhớ, nhí à. Nhí, nhí, nhí. Sao đấy? Nhí. Nhung Ngọc không có nha em, Hân Ngọc được ha. Chơi 55 luôn đi, hàng này rồi. Ủa bây giờ chốt hàng nó được đâu rồi? 55 ngàn, đồng giá 55 ngàn. Đó. Từng cái bao giờ mới ra cho em. Rồi bây giờ ai còn nữa? Ai ghi chữ là quần jean đi, quần jean đi. Ai comment quần jean, tại hồi nãy 55 ngàn rồi, bây giờ quần jean đi ha. Ai comment quần jean đi. Bé ơi, Ngân Ngọc 1, 2, 3, 4, jean 5, đi. 6, 7, 8 nha bé ơi. Sale 55 ngàn nó đụng hồi nãy. Sale 55 ngàn luôn. Cái quần jean đùi lấy đâu rồi? Lê Minh Khang ơi, em phải comment chữ jean nếu mà em lấy mẫu này. Bởi vì chị không biết em lấy 55 ngàn là mẫu trước hay mẫu sau nha em. Nếu em lấy mẫu này em comment giúp chị chữ jean. Quần đùi lấy trước ai rồi? Đại này.
Rồi, Lê Minh Khang, em ơi. Em ơi, Lê Minh Khang được 55 ngàn. Má đầu tiên á. Các ca khỉ tốt bé nha. Đi máy em ơi. Lê Minh Khang em ạ. 5 cái. Cái này cái gì ạ? Đại Lê. Cái này của Đại Lê luôn. Hàng này của Đại Lê. Này đẹp lắm luôn. Hàng đẹp lắm luôn nha mọi người. Zin Đại Lê. 55 ngàn luôn hả? Hay bao nhiêu? Ừ. Không, 59 ngàn hả? 59 ngàn. Size này size đại nha mọi người. 59 ngàn. Ai comment 59, comment 59 ngàn. Phúc Phùng không được nha em. 59 ngàn nha. Có một ri à? Mấy cái hàng này chỉ có một ri nên mọi người cố gắng comment nhanh ha. Để đẩy hàng cho nhanh để được hàng nhiều. 59 Hân Ngọc của OK Hân Ngọc. Còn một cái áo sơ mi nhất cho 35 ngàn. Còn có đi Hân Ngọc đi. Sơ mi cao cấp cho 35. Giờ này kaki đen trên Mỹ này, vừa lưa hết. Có hồng gì à? Hân Ngọc được nha em. 35 hả? Ừ, ừ. Còn một gì sơ mi. Vải của nó là vải co giãn cao cấp hàng nha. Hàng của V2000 mắc lắm. Hàng của V2000 rất là đẹp luôn á. Thương hiệu ha. Thương hiệu mấy ngàn á? 35 ngàn. Ai comment 35 ngàn, comment 35 ngàn. Cái màu này mặc lên rất là sang, rất là chảnh luôn á. Mấy bé mà chặt trắng trắng thì rất là chảnh, rất là sang luôn á. Đẹp, rất là đẹp luôn á. Cái màu này đừng có coi thường những màu sáu nha bé ơi. Cái bạn là gấm hình 35 ngàn. Ok, gấm hình 35 ngàn. Rồi em ơi, gấm hình 35 ngàn. Còn đâu em? Bùi Thị Kim Nguyên. Còn gì nào? Sơ mi này. Đi. Rồi giống mình. Bùi Thị Kim Nguyên, còn gì nào không? Đây đó, đây anh chị có xem sơ mi này. 35 ngàn hết đi. Đó, đây sơ mi xanh này. Đi lùi nó đầu rồi, đầu tên ai của ai ai hỏi nữa rồi. Nhà nó gọi là Bùi Thị Kim Nguyên kìa. Rồi, bây giờ ai comment ai vậy? Sơ mi này đầu tiên cho. Giống Huỳnh. Giống Huỳnh. À, rồi ok, cảm ơn thằng Nguyễn. Cảm ơn em ha. Rồi 35 ngàn luôn, sale 35 ngàn luôn nha mọi người. Nha bé ơi, gấm hình 8 nha. Chỉ sale 35 ngàn luôn. Hàng là zin đại nha. Đại cổ luôn mà có 35 ngàn. Ai comment caro xanh, ai comment caro được rồi, caro nha. 35 ngàn. Hàng của nó là hàng cắt nhãn bởi vì nó hàng thương hiệu, khi người ta sale cho mình là họ cắt nhãn nha. Rồi caro, ai comment caro. Một cái sơ mi đại như vậy mà 35 ngàn, quá rẻ luôn phải không ạ? Caro đi, ai comment caro, comment caro giùm chị. Cho em một ri chân váy ghen cho bé để đi đơn luôn nha chị. Hằng Nguyễn hả? Em mua lẻ hay mua xỉ vậy? Rồi Trần Anh Thư đại nè. Ok Trần Anh Thư ha. Này cái gì này vừa lúc còn chân váy á, chân váy mất đi á. Phước Phùng không được, ủa sao từ nãy giờ chốt Phước Phùng không được. Chắc phải làm lơ mọi người có. Xin lỗi Phước Phùng rất là nhiều bởi vì nãy giờ em comment mà toàn bị sâu không à. Rồi thêm cái hàng Đại Lê này, vẫn là hàng Đại Lê phải không? Đúng rồi, hàng cao cấp đó, Đại Lê 55 ngàn đó. 55 ngàn. Có quần ship ở bên trong nha, đầy đủ nha. Cứ lâu lâu có rẻ ra hàng gì, hồi nãy người ta comment quá trời. Đó, quần ship đầy đủ ha mọi người. Rồi ai comment? Ai comment 55 ngàn, comment 55 ngàn. Cái jean Đại Lê này đẹp quá à? Đẹp quá. Đẹp thật tuyệt luôn. Trên kệ là cái gì? 55 ngàn nha. À, có lên áo dài không hả? Áo dài hôm qua Nhung bán hết rồi, Nhung like hết rồi em ạ. Hôm nay hết sạch luôn á. Còn năm đó là sao? Cái đó là mấy đi? Còn mấy đi đó làm sao? Rồi, phải hôm nay đưa lên thằng sale 55 ngàn, ai comment 55 ngàn đi ạ. Đây, còn một cái jean dài này chị này. Hàng này cao lắm rồi, jean dài Zaza mắc lắm. Hàng này, hàng này của Zaza nha. Hàng này Zaza nha. Hàng này cực kỳ đẹp luôn á. Hôm nay ngồi qua đây. Thì đầu tiên mà chụp đâu rồi? Hôm nay giá nhiêu ạ? À? Chốt hàng thiếu đi đó rồi. Trời ơi, cái quần gì mà đẹp quá trời luôn. Thêm dây nịt nha. Quần của nó cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Hàng này sale 135 ngàn đó. Cái hàng này của nó là đương trên thị trường đương xỉ là 135 ngàn.
Nhưng ở đây chị sale cho các bạn là 85.000, 85.000 nha mọi người. Hàng này các bạn vào shop các bạn có thể bán được 250, 270, ok. Không ai chê các bạn bán đắt đâu nha, bởi vì cái zin của nó cực kỳ đẳng cấp. 85.000. Hàng này đẹp lắm luôn. Co rán nha, 85.000, ai comment 85.000, comment 85.000 giúp chị. Gen đại đó, zin đại mà dài, 85. Bùi Thị Kim Tuyến, Bùi Thị Kim Nguyên. Quên đi, xin lỗi, chị Nguyên anh ơi. Có mấy cái yến à? Nằm từ đâu khi nào vậy? Chị Phương tự giải không được hết chị. Đây đó, yến cao cấp đó đó, yến cùng dòng đó. À, dòng Thị Kim không được nha em. Cái gì à? Cần phòng gì à? Để coi xem nó về được lô bé gái không. Mọi người ơi, Phước Phùng cũng không được luôn. Lê Minh Trang cũng không được luôn hả? Hàng này bán 200 mấy nha, Kim Nguyên ơi đừng bán rẻ. Đừng nha. Có bán rẻ cái hàng đó. Em chốt được em về em cứ bán mắc nha, đừng có bán rẻ uổng quá. Một cái set này bao nhiêu tiền vậy? Sao mà nó lại đẹp ghen rú như công chúa này. Đại nhí mà. Đại hả? Hàng này hả? Hàng này thiết kế. Cái này là một cái bộ thiết kế nha, cái chân váy nè. Hai lớp ở trong nó có thêm một lớp nữa. Nói chung là xè này, thêm một cái yếm, nó thêm một cái tà bên ngoài và tà bèo rất là đẹp luôn. Giá nhiêu phán cái coi? Sale 50 đi cho rồi. Trời ơi, nói nãy giờ quảng cáo nãy giờ mệt ghê á. Mà nó nói mình sale có 50.000 à. Trời ơi. Đi theo băng đô nữa kìa. Nó kèm băng đô nữa. Là có thêm một cái băng đô nữa mọi người có tin không? Một cái set như vậy, vải của nó cực kỳ đẳng cấp. Tông của nó 4 triệu lại 1. Đây là chất gom 50.000. Mọi người chốt đi em lỗ 30.000 một ri đó mọi người. Lỗ 30.000 mọi người ơi, phương cử giải 50.000. Ok. Tiếm đưa ra qua chị nhé. 50.000. Phương cử giải. Dây này hả? Một. Dây có bốn thôi em ơi. Vậy mà bắt công tôi nói nhiều thế là mọi người chốt nhiều quá kìa. Lỗ 30.000 mọi người ơi. 30, 34, 12, 120.000. Ai đây? Phương cử giải. Em còn tiếng tiền ruby. Không có 50.000 mà. Cái này của ai đây? Phương cử giải. Chị Phương Biên Hòa. Trương Mến VC, tiền ruby. Trời ơi, xin lỗi mọi người rất là nhiều. Có một ri à? Đây, cái gì cùng vậy? Cái hàng da này mắc như quỷ, gọi là mắc như quỷ. Xỉ 159.000, An Đông xỉ 159. Chị Phước Phùng ơi, em rất là muốn chốt cho chị đó. Hồi nãy giờ chị comment rất là nhiều ha. Nhưng mà bởi vì do là chị toàn comment sau thôi. Nên bởi vì em phải làm vì có một ri à. Nên là ai trên máy chủ của em, ai hiện lên đầu tiên là em sẽ phải chốt người đó. Chị rất là thông cảm cho em ha. Hàng này là yến cao cấp. Cái này là yến cao cấp. Trời ơi, đẹp hết. Giá nhiều à? Cái hàng này là 159.000 là hàng nguyên của nó là 159.000. Còn bữa nay là sale. Yến cao cấp sale 90.000. Cứ đi 90.000 nha mọi người. 90.000 một cái yến cao cấp. Mềm. Sờ rô rin. Sờ rô vải rin. Mà cứ tưởng tượng như là sờ rô vải thông 4 chiều ấy. Vừa mịn vừa đẹp vừa mát nha mọi người. Rin này về bán khoảng 250 nha mọi người. Đừng bán rẻ quá. Cái yến này thì mọi người nên bán khoảng hơn 200, 250. Ok nha. Không phải chị nói xạo đâu. Đúng như vậy đó. Các bạn cứ vậy đi. Vào bán shop rồi thì thấy mua cái yếm 200 mấy, 300 mấy. Nó không đẹp như vậy đâu. Nó không đẹp như vậy đâu. Cái vải jean nó không đẹp được như vậy đâu. Nha. Nè, khóa đồng nè. Ồ, hàng rất là đẳng cấp luôn á. Mà mấy gì mà người nói biết hả? Đã biết nữa. Rồi đi em, đưa ba. Đưa bút đây. Có cái bút rồi ba đút vào túi quần. Chia mình một set váy đi. Chị Phúc Phùng ơi, em có một set à. Nên bởi vậy em chia, không thể chia được. Em muốn có nhiều luôn á. Rồi, chốt cho bạn nào đây? Rất là nhiều nha. Korea, à có Kim Nguyên. Kim Nguyên. Rồi, chị chốt cho thì Bùi Thị Kim Nguyên. Rồi Hân Ngọc. Rồi Hân Ngọc. Ngọc. Rồi Minh Minh. Rồi ba ri hết. Rồi. Rồi Hân Ngọc là hết nha em ơi. Minh Minh rồi. Rồi Bùi Thị Kim Nguyên, Minh Minh với bạn nào nữa? Rất là nhiều. Đây này còn ri này nữa này. Hân Ngọc này, Minh Minh này, mấy lại cái gì đây? Đây còn một ri nữa này. Yến Giao Quách. Ba ri thôi đó, chỉ có ba ri thôi đó. Yến Giao Quách nè. Vậy là ba ri yến đâu quách nha bé. Màu xanh nó mình bỏ lên. Màu xanh hả? Đây màu đen đây. Đen là hết rồi. Màu đen là hết rồi, yến đâu quách được không? Ba ri. Rồi. Không. Không hả? Ủa sao không? Ba ri mà. Đúng rồi. Hân Ngọc mà. Hân Ngọc, thôi Hân Ngọc, ok. Hân Ngọc, yến đâu quách không có nha em. Ngọc diễm cũng không có, xin lỗi mọi người, có ba ri thôi. Còn cái này là màu xanh, cũng là yến như vậy. Comment, ai comment màu xanh, xanh xanh, không, yến kiểu xanh. Kiểu này đẹp lắm luôn, kiểu này đỉnh luôn. Kiểu này thì đỉnh luôn rồi hả? Kiểu này đẹp lắm. Giá bên vậy hay là sao? 90.000. Nhưng cái này đẹp hơn. Đẳng cấp hơn. Bởi vì nó thêu. Nó vậy nó còn what? Rất là đẹp, rất là sang. Nói chung quá sang chảnh luôn. Ai comment chứ what?
Zin. Quát nha, quát ra cho không? Quát nha. Ở sau có nhớ khóa đồng nha mọi người, có dây nha. Đó. Khóa đồng nó khóa đồng gắn lên. Khóa đồng này gắn lên nha mọi người. Cái này về bán trên 200 đừng bán rẻ nha mọi người. Không, thì phải ghi là chữ quát. Bây giờ thì chơi rồi. Thôi cho Yến tao quát đi bà. Yến rau quách, bé nó mãi được chứ. Yến rau quách rồi, cảm ơn em. Nhung nó cho đi rồi. Ủa, chưa, em chiều rồi em đặt nữa mà. Đi rồi. Ủa, lại đi nữa hả? Quách kìa, Bùi Thị Kim Nguyên nó mới đúng đó. Thôi, em ơi. Em đi. Hả? Đấy là bé bèo mới đúng luôn đó. Rin quách hả? Rin quách luôn. Quách rin luôn, thấy không? Rồi, chốt. Chốt cho bé bèo cho chị. Bé bèo đúng nhất rồi nha. Xin lỗi mọi người tất cả ở trên nha. Bé bèo được. Bởi vì đúng. Chị đã nói là đúng rồi mới chốt, mệt cứ chốt lung tung. Rồi, Ngọc Trần. Ngọc Trần nha em. Với ai? Ngọc Trần đúng nha. Với lại Hồ Dương Bảo Học. Okay. Học. Rồi, ok. Không phải đâu, ở trên kia em kìa. Nếu mà em bù chốt như vậy thì em phải vậy chốt Bùi Thị Kim Nguyên. Bùi Thị Kim Nguyên, rồi. Ok, Bùi Thị Kim Nguyên. Bùi Thị Kim Nguyên với lại bé bèo được. Loạn hết cả làm. Loạn hết cả lên à. Xin lỗi mọi người, lâu lâu lên làm lộn loạn lên cả mọi người ơi. Thằng này bán 200, trên 200. Hai gì em ạ? Ờ, Bùi Kim Nguyên với Ngọc Trần em. Ừ, hai người. Xin lỗi nha, xin lỗi những ai mà chưa được ha. Cái gì đấy em? Hàng này chỉ tới tận 100 năm mấy rồi. Quần lên ghi đi mọi người, có ai cần quần lên ghi đâu, để chị lên. Ai kìa, mời qua. Yêu cầu tham gia. Bấm xuống. Đó. Bấm tắt đi, bấm dấu X kìa. Rồi, ok. Rồi bây giờ chị lên quần legging. Ai comment quần đâu, ai có ủng hộ quần legging, ủng hộ quần legging giúp chị nhá. Cái này là size đại phải không? Size đại phải không? 2 3 4 5 6 size 6 là size đại phải không? Quần legging size đại nha mọi người. Hàng nghiêm 31 sale cho mọi người giá 20. Cái gì này chị trộn nào? Có hai màu, một cái màu dâu, một cái màu sen nha. Nhưng mà nó đóng cùng một size đủ size cho mọi người. Rồi, hàng này của nó là hàng nguyên. Sale bao nhiêu? 24 ngàn. 24 ngàn, size đại, quần legging. Hàng của nó là 4 chiều chính phẩm, 4 chiều chính phẩm nhá. Legging Ngọc Diễm, ok, 24 ngàn nha. Chị đang sale hàng đại. Hàng đại mà 24 ngàn là quá là rẻ. Hàng nhí của nó là 19 nhí. Luôn, nhí 19 luôn. Ai comment nhí, ai comment nhí thì comment nhí giúp chị. Nhí là 19, đại là 24. Ai comment nhí thì comment nhí. Ai comment nhí là comment nhí nha. Gấm Huỳnh 24, ok, gấm Huỳnh 24 nha. Ngọc Diễm. Ngọc Diễm em chốt đại nha. Đại 24 nha mọi người. Ngọc Diễm giống Huỳnh Đại hả không? Giống Huỳnh Đại luôn. Ngọc Diễm nhí luôn. Minh nhí luôn. Ừ, có xem còn nhí không ná. Ngọc Diễm nhí 10 nha bé Hồng ơi. Nhí là 10 nha em ơi. Minh nhí. Ngọc Diễm nhí luôn. Minh nhí. Minh nhí hả? Ừ. Rồi, gấm Huỳnh nhí đại. Gấm Huỳnh nãy có đại rồi đúng không? Ừ, bây giờ lấy nhí. Không còn đâu đã, hết rồi. Đằng sau có một viên chia xám. Còn nhí không? Màu nó hết, một khác. Lấy một khác xuống chị. Em ơi, dâu đại Hà Bùi này, Hà Bùi đại. Gấm Huỳnh ơi, nhí hết cho em. À đây, gấm Huỳnh vào. Ừ, rồi nhí có nha gấm Huỳnh ơi. Rồi Hà Bùi dâu đại, Hà Bùi này. Rồi còn một râu đại này, còn một râu một sen đại này, ai comment nốt cho chị ha. Yến râu quách em không có nha. Nhí hả? Ừ. Thế rồi, ai? Còn một khác em. Cháu đi. Còn một đại râu nha mọi người. Rồi cái màu này gọi là màu cà rốt rồi. Quên, giờ thì nó to nhất rồi. To nhất cái kem màn hình không ai nhìn thấy cái quần luôn. Rồi màu cà rốt, ai comment nhí nha. Nhí 19 ngàn nha mọi người. Cà rốt 40 triệu, đâu 19 ngàn. Ai comment cà rốt nha. 26 ngàn á, mà sale 19 ngàn. 26 ngàn mà bữa nay sale có 19 ngàn nha mọi người. Nhung nó mà sale là nó sale lỗ dữ lắm nha. Nên mọi người ủng hộ ha. Rồi ok. Comment cho chị 19 ngàn. Mọi người ơi, mọi người nên chốt cái đỏ nè. Đỏ là để bán Noel nên không thể nào mà bỏ qua cái đỏ được, nhất là quần dài.
khi các bạn đi chơi Noel ha. Vừa đại vừa nhí luôn, vừa đại vừa nhí. Đỏ đi, ai comment đỏ, nhí đại nhá. Đỏ đi, ai comment đỏ. Đỏ nhí, rồi gấm hình đỏ nhí. Hàng đỏ này nên xuất nhí đại luôn em ạ. Bởi vì biết sao? Đi cặp ấy, đi cặp tốt như có chị của em. Đỏ nhí, yến, rau quét, rồi ok. Gấm hình 19.000. Mà cái này nó cái màu nó vào hơi được chói, nhưng thực ra nó là đẹp, nhí đại, gấm hình luôn, ok em, đúng rồi đó. Mình bán cặp mà. Bây giờ các bạn là người ta có hai đứa con, người ta thường thường là người ta muốn mua cặp cho chị cho em. Chứ không ai người ta mua một cái hết đấy. Em rau quá chị hả? Ừ. Gấm hình nhí đại. Nhí rau quách là nhí đại hay chị? À, nhí, nhí, nhí. Rồi, phước phùng nhí. Phước phùng ơi, em mới lấy đại luôn em. Comment đại luôn đi. Bởi vì bán cặp á, mình lấy nguyên một cặp về mình bán. Giá hôm nay Nhung có đơn sale nữa, rất là rẻ luôn nha. Sale nhí có 19 mà đại của nó có 24.000 à, nên rất là rẻ luôn á. Phước phùng em. Nhí nha. Rồi. Ai comment nhí, ai comment đỏ, nhí đỏ thì nhí đỏ, đại đấy nha. Nhí còn một ri à, ai comment nhí nè, còn một ri à. Ngọc Diễm đỏ, Ngọc Diễm đỏ, em Ngọc Diễm ơi, em nhớ chất nhí phải không em? Nhí nha, chất nhí cho Ngọc Diễm á, có lấy đại không? Có nhớ lấy đỏ không? Lấy đại không thì lấy đại luôn, cái này người ta lên bán cặp đi. Ừ, cái này là đỏ đô, ai comment đỏ. Rồi phước phùng đỏ luôn, à, đại luôn, đại luôn. Đúng rồi, bán bây giờ bán cặp đó. Thấy mọi người toàn mua cặp không à? Bán lẻ toàn thấy mua cặp không à? Phước phùng đỏ đại luôn nha bé. Ta chỉ cho em, ta mặc á, ta khoái vậy đó. Rồi, cái này là đỏ đô nha mọi người. Ai comment đỏ đô, đại nha. Có đại và có nhí luôn. Còn một cái đại và một cái nhí. Đại và, ủa thế hả? Ừ. Cái đỏ đô này không có nhí nha mọi người, có đại không à? Ai comment đại đô, đô đi. Anh cho em xuống đỏ đô. Đỏ đô ha, ai comment đỏ đô giúp chị. 24.000, giá đơn sale. Hàng nguyên của nó là 31.000, nhưng đơn sale của nó là giá có 24.000 thôi. Rất là rẻ luôn nha mọi người. Mọi người đừng mua ở chất bắt đầu like, được cái giá rất là rẻ luôn. Vì đa phần là hàng căn sale và hàng xưởng lên nữa, nên là rẻ lắm. Bây giờ các bạn lấy hàng sướng quá trời, ở nhà chỉ cần bấm là có hàng về tới nơi thôi. Không cần phải đi lặt lội đi sang An Đông hay hoặc Lam Tân Bình vất vả cực khổ. Cả ngày trời nắng nôi, bon chen ở ngoài đường hết. Đỏ đô mọi người, rút đỏ đô đi, đỏ đô thì còn 2G nhá. Cực khổ mới lấy được di hàng về bán mà đi hết một ngày trời. Còn ở đây các bạn chỉ cần ở nhà, đến coi like, rồi căn like, lấy ha. Cái này là trắng bét ba. Ai comment trắng đi, ai comment trắng. Trắng ha, trắng thì mọi người không thể bỏ qua được. Bởi vì mặc trắng á, nhiều khi bán áo dài. Áo dài, mặc đầm, đều cần hết. Màu trắng thì rất là đẹp rồi. Baby mặc màu trắng, ai comment trắng. Trắng nhí nha. Có đại không em? Ai ủng hộ trắng nhí nha, trắng nhí nha. Trắng nè, yến rau quách. Em ơi, em lấy trắng nhí phải không em? Rồi ok, trắng yến rau quách nè. Mọi người ơi, đừng bỏ qua cái màu trắng nhá. Vì cái màu trắng rất là dễ bán. Trắng nhí Quỳnh Anh rồi ok. Trắng nhí Quỳnh Anh. Mọi người đừng bỏ qua. Cái ba Mickey thế nào? Để chị bán một cái đó. Còn mai bán cái khác. Ok nha, trắng nhí. Mọi người đừng có bỏ qua trắng nhí. Bởi vì trắng nhí rất là dễ phối đồ. Mickey rồi đại. Su bo trắng nhí. Rồi ok. Phải đây. Còn có đi đó. À, su bo trắng nhí. Còn không em? Có đại đâu chút luôn. Bỏ đại cho các bạn thôi. Cái này đại hả? Còn cái này? Cái này à, su bo em lấy chút su bo chưa? Rồi. Quỳnh Anh chưa? Rồi. Yến rau quách rồi. Yến rau quách chưa? Thân ngọc chưa? Chưa thân ngọc. Gấm hình chưa? Gấm hình nè. Rồi, ok nha. Bây giờ ai cất đại thì cất đại chị. Đại của nó là không phải là heo bếp ba mà là Mickey. Đại của nó là Mickey ha. Ai comment đại giúp chị. Cái này là bán, cái này thì bán cái này thì màu trắng đại rất là dễ bán.
cái màu trắng đừng có lo, bởi vì màu trắng là các bé nó phối cái đồ. Màu trắng rất là dễ bán bởi vì phối đồ rất là dễ. Nó có đâu, trắng là sạch sưng sưng như vậy. Ai comment đại giúp chị. Đây ạ, đại ha, trắng đại ha. Đại nó có Mickey. Còn nó hả nhí là nó là heo vết ba ha. Đại trắng rồi Hân Ngọc. Rồi cảm ơn Hân Ngọc nha. Hỏi qua đây cho em 24.000 hàng lưu sale nha. Bữa nay bán như hàng sale. Thứ ba là của ngày sale phải không ạ? Mà mọi người đã biết rồi, chị Tâm lúc nào lên cũng chỉ có hàng sale thôi. Trắng đại Quỳnh Anh, ok Quỳnh Anh. Mọi người thả đơn trắng đại đi, bởi vì trắng đại là cái dịp Noel với dịp Tết thì rất là cần đến cái trắng. Trắng người ta mặc với áo dài này, mặc với đầm này, rất là cần thiết nha. Nhất là các bạn mà ở miền hơi lạnh lạnh một chút xíu á, là mấy bạn mà mặc đầm á, mấy em mặc đầm á thì phải mặc quần dài. Cái quần legging này là phù hợp nhất luôn phải không ạ? Ờ, thiệt mà, phải mặc vậy đêm, em không biết à? Mặc đầm mà phải mặc quần legging đó. Chưa thấy rồi, chứ nó lạnh muốn teo luôn mà. Teo của tim mà còn. Ờ, teo xa mất rồi mà không mặc quần nữa là tiêu. Thôi, màu khác đi. Ai cho trắng đại, cho trắng đại giùm chị đi. Hân Ngọc với Quỳnh Anh à. Đại rất là dễ bán mà mọi người cho ít vậy. Rất là uổng vậy. Rồi, cho xanh luôn anh. Còn màu xanh màu cuối cùng là hết rồi đó. Rồi, bây giờ là còn một màu cuối cùng nha. Cho lên nó cái quần legging rồi lên cái quần khác đi. Rồi xuống xanh. Đây 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 đây. Đây là được còn được món ốc Panaka chứ ít quá, mất công tí nó không đủ đánh số đó vậy. Cuối cùng trắng đại. Ngồi đây mà nó lia hàng ầm ầm. Ấn quá đi. Không biết mình tiêu lúc nào. Cuối cùng rồi, chị chốt cho cuối cùng ha. Em chốt cho cuối cùng nha. Bây giờ là Mickey xanh. Sao mà lôi ra lại cứ lôi cái 10 cứ từ cục kìa. À, Duy Thảo gen dài đi chị hả? Nhung có cho gì lên đó em ơi? Giờ Nhung có cho gì ngồi lên đó em ạ? Đây ngồi trên bàn thớt mà nó cho gì làm cái đó thôi. Cái này là nhí chứ không phải là đại đâu nha mọi người. Còn đại không em? Nhí nha, nhí xanh. Ai comment nhí xanh, comment nhí xanh giúp chị. Hàng rất là đẹp luôn á. Ok không ạ? 19.000, vải của nó là vải 4 chiều loại 1, rất là đẹp luôn á. Sợ luôn. Nói thì sản xuất không nổi đâu mọi người. Sản xuất không nổi đâu, chị sản xuất mà chị không thể nào sản xuất ra cái giá này đâu. Thề. Biệt danh là tâm quần ôm đó, cô tâm quần legging đó, nhưng không thể sản xuất được ra cái giá này. Xin thành mọi người, bởi vì khi chị bắt đầu ra nghề, chị chỉ sản xuất có mỗi một cái quần vòng quần legging thôi, chị không sản xuất cái gì hết. Nên người ta đặt cho chị là cái quần legging đâu, tâm quần ôm. Trắng đại, giống hình. Cho em đi trắng đại. À, cho đi trắng đại đi. Cái gì ấy, trời? Thái ơi. Nó tự rớt gì gì? Không phải, nó ở trên này. Ở trên này ấn lắm. Đừng có tán người chị nha. Giống hình rồi, ok em nha. Rồi màu xanh, ai comment màu xanh nhí đi. Xanh nhí dùm chị nha. Xanh. Trong một dây xanh nó có mấy màu xanh vậy? Nha mọi người. Nó có hai tông màu. Đó. Nó nói chung nó đậm nhạt hơn chút xíu nên lên màn hình rất là khó. Nhưng mà nó là hai tông màu đậm lập một chút xíu ha. Rồi xanh, ai comment xanh giúp chị. Rồi nhí xanh nha. Nhí xanh, mọi người ủng hộ nhí xanh giúp chị. Nhí xanh Mickey. In cái hình Mickey rất là đẹp luôn á. Rất là đẹp luôn. Vải của nó mướt rượt luôn á. Giá của nó chỉ có là 19.000. Quá rẻ luôn á. Theo lỗ nha. Cái thời điểm này là thời điểm tàn lỗ không à. Mọi người ủng hộ xanh cho chị đi. Tối nay là ngồi xả mấy cái hàng rớt. Còn rớt một tia hai gì nên mọi người ủng hộ ha. Xả toàn bộ là giá lỗ không à. Nên là thời điểm này là mọi người mua là thời điểm vàng của mọi người đó. Xanh đậm này, ai comment xanh đậm, comment xanh đậm. Hồi nãy là xanh da nha, ai comment xanh đậm còn một hai gì nữa. Và cái này là xanh ngọc. Ai comment xanh ngọc giúp chị ha. Ok nha, xanh ngọc, xanh đậm. Ai comment xanh ngọc, comment xanh ngọc, comment xanh đậm giúp chị. Đại à. Của đại hả? Xanh đậm là hàng đại nha mọi người. Xanh lợt của nó này, xanh ngọc của nó là hàng nhí này. Có nhí của đại luôn hả? Rồi ai comment nhí đại giúp chị.
xanh nha, 19.000. Giá hiện tại là đang là giá sale. Hàng 24-25.000, bữa nay sale còn 19.000. Vải của nó là thông 4 chiều loại 1 ha. Rồi còn gì không em? Chắc mọi người chốt những màu kia hết rồi. Đây màu xanh cuối cùng mọi người no hàng lucky rồi. Lỡ cả mắm tôm luôn. Thôi mọi người ơi, ta lỡ rồi. Chơi cái màu này luôn đi. Lên cho đủ màu nha. Không chẳng cái màu này nó không có lên là nó buồn lắm. Cái màu này rất là độc, rất là lạ. Ai comment chữ độc đi. Ai comment độc lạ thì comment độc lạ giúp em. Màu của nó là như vậy ha. Em không biết. Cà pháo mắm tôm, tự nhiên thèm cà pháo mắm tôm kia á. Rồi ok nhá. Độc lạ đi, ai comment độc lạ. Còn một ri à? 19.000. Ai comment độc giúp em. Anh cái áo cao cấp cái hàng của Lena đó. Em cứ quần lấy kia nè. Độc gấm Quỳnh. Rồi ai comment độc hết ha. Cái màu độc thiệt ấy. Rất là đẹp luôn đó, nhưng mà mặc những cái màu đó rất là tây. Đó, cái áo đó, ừ, cao đó sale 20.000 luôn cho em đi. Sale. Yến Dao Quách em còn đọc không vậy? Ờ, cái áo đó. Áo này mọi người ơi, hàng này là đi cao lắm luôn nha, 40.000 đó. Ồ, cái vải của nó cực kỳ đẹp nha mọi người. Này nhung nó khám giá 20.000 mà chị Yến không hiểu quá. Cái vải này là vải gì luôn á. Nhưng mà vải của nó rất là đẹp luôn nha mọi người, không phải giá 20.000. Đây là tôm là gấm Huỳnh mới Yến Dao Quách nha bé. Chị cho mọi người coi kỹ nè. Đó, mọi người nhìn kỹ nè. Cái vải của nó mịn đâm luôn á, mịn đẹp lắm luôn nha, vải thông 4 chiều nha. Còn có mấy gì rất là đẹp luôn. Sale 20.000. Ai comment? Ai bán shop hút hàng này về này. Ai bán shop thì comment hàng này bên ngoài rất là đẹp luôn nha mọi người. 20.000 này, ai comment 20.000. Rất là phong cách luôn. 20.000 nha. Cái vải của nó là thun 4 chiều loại 1 chứ không phải là thun tào lao đâu. Gấm Huỳnh áo. Cho em coi nó cái tà. Tà trước tà sau ngắn thấy chưa? Xẻ ta nhá, tải trước tải sau. Trời ơi, may một cái áo này không mà tình công là phải đưa ra hết 11-12 ngàn rồi. Mà bán cái áo 20 ngàn thì các bạn thử hỏi coi vải nó là vải thun 4 chiều loại 1 nữa. Rồi ok đi, chốt đi. Mọi người thả đơn cho chị 20 ngàn nhá. Còn không em? Còn mấy hồng? 20 ngàn này, gấm Huỳnh, Subo. Còn được bao nhiêu đi đâu? Hàng này còn được bao nhiêu đi hết rồi. À, Thân Ngọc, Cúc Hoàng. Quan từ. Gấm Huỳnh, Subo, Thân Ngọc, Cúc Hoàng. Nghĩ lại mà, nó có nghĩ lại mà. Nghĩ trước đã. Bùi Thị Kim Nguyên. Nghĩ lại trước, hàng này là hàng bán shop đó. Hàng này mắc lắm. Mọi người ơi, cái này là bán shop. Bao bán shop nha. Vải của nó đẹp lắm luôn á. Vải của nó đẹp. Vải nó mịn đâm mà. Thì sao bán rẻ vậy? Đó tên là ai? Nhí hả? Ừ. Nhí nha, tạm thời bây giờ nhí trước á. Gấm nè. Huỳnh. Gấm Huỳnh. Rồi chị đang cầm gì? Gấm Huỳnh nè, Su Bo nè. Từ đã, coi khoảng nó có đại luôn đó. Nó có đại luôn nha, đại giá nhiêu em? Trời ơi, mặc cái vải này sướng cực. Đẹp quá à. Mọi người ơi, cầm 20 ngàn mà cứ tưởng như là hàng 50 ngàn đó mọi người ạ. Không còn không? Chốt tất cả là mớ mà đâu có hàng đâu. Đủ chưa? Đọc ơi. Đọc ghi kìa. Gấm Huỳnh. Mới đầu tiên có mới gấm Huỳnh à. Rồi kế tiếp là ai? Su Bo đúng không? Thân Ngọc. À, Thân Ngọc. Rồi tiếp. Thân Ngọc rồi. Wow. Còn không? Hết rồi. Cúc Hoàng. Hết rồi. Cúc Hoàng. Trên đó còn không á? Cúc Hoàng. Hết rồi. Vậy là hết rồi. Ủa, rồi. Hết rồi. Mọi người ơi, Cúc Hoàng không có nha em. Chị xin lỗi nha. Bùi Thị Kim Uyên, Kim Nguyên cũng không có. Yến Dao Quách cũng không có nha. À, bây giờ. Ừ, y như vậy luôn, ai lấy đại cho mình đại. Và cái màu y như vậy thì mọi người nên chốt đại. Đại của nó là bao nhiêu em? Đại sale đại 25.000 luôn. Đại 25.000. Hàng này đẳng cấp đại luôn á. Đại này tủi tin mặc thoải mái. Rất là đẹp luôn nha mọi người. 25.000. Như hồi nãy là gấm Huỳnh có, mọi người à, gấm Huỳnh có, Subo có, em nên chốt đại luôn, bởi vì đại để em bán cặp luôn ha. Đi cặp luôn nha. Rồi ok ha. Cặp. Ai comment đại? Đại có 25.000 thôi mà vải của nó đại mà chị bao giá tới 50.000 luôn nha mọi người, chứ không phải bao giá 25.000 đâu. Chị bao giá 50.000 đó. Chị là người sản xuất chị biết. Gấm Huỳnh đại rồi ok, Subo đại. Hàng Lena Kit mà hàng này là mắc lắm. Ừ, hàng Lena Kit. Yến Dao Quách đại, Cúc Hoàng đại. Còn không em? Đúng rồi. Gấm Huỳnh mới lại Su Bo. Gấm Huỳnh với Su Bo. Rồi bây giờ là cái này Yến Dao Quách đúng không? Yến Dao Quách. Cúc Hoàng hết. Cúc Hoàng không có. Cúc Hoàng không có nha em. Sáu nha bé ơi, đại nha. Nhí xanh Su Bo nè. Hàng này 20.000 nhưng chị đảm bảo với mọi người là chị cam kết với cái hàng nhí là 40.000 và hàng đại của nó là 50.000. Chị bao đến vậy đó, chứ không phải không đâu. Su Bo xanh em ơi. Rồi, gấm Huỳnh xanh. Gấm Huỳnh xanh.
Thảo chibi xanh. Từ đá nhí đá. Su bo giống hùi. Thảo chibi. Thảo chibi. Bé bèo và đại xanh. Từ từ chị rút đại xong nha, nha bé bèo. Bùi thịt. Hết đại rồi. Bùi thịt chim nguyên. Ủa? Cúc Hoàng không có nha em, Cúc Hoàng không có. Đại xanh không có nha. Cúc Hoàng nào đi. Cúc Hoàng ghi là đi, khổ thân Cúc Hoàng có. Hồi nãy chị đọc Ngọc Thị Kim Nguyên mà. À, Nguyễn Thị Kim Nguyên hả? Ừ. Nè, Bùi Thị Kim Nguyên trước, Cúc Hoàng Hoàng sau. Bùi Thị Kim Nguyên trước nha em. Cúc Hoàng xin lỗi Cúc Hoàng nhé. Rồi, ai comment bây giờ nhí nha, không có đại nha mọi người. Cái hàng xanh nó không có đại, nên chỉ có nhí thôi. Chốt cho chuẩn. Chốt cho chuẩn, ủng hộ cái, không trả sai. Chị ơi. Ý là nhập máy mất công ngày mai các bạn. Không có bao nhiêu ri thì kim chi lê không có, lê hải yến. Hết rồi, mọi không, nhé. Không có, không có. Chỉ có nhí thôi, cái màu rồi, xanh chỉ có nhí màu thôi. Màu tím này, màu thần thánh. Ai comment tím, tím rất là đẹp, rất là yêu thương. Chị giả màu tím cho mọi người coi. Tím rất là trẻ trung. Gái mà cái bài này là đẹp. Tím à, đúng rồi ngơi, tím chứ không phải sen. Nhưng mà cái tím này là tím tím sen mà. Tím rất là đẹp, gấm huỳnh. Rất là gấm huỳnh đi. Cái bài 20 ngàn, thì chị bao tới 40 ngàn. Tôi bán tiếc lắm luôn đó mọi người. Chị bao tới 40 ngàn đi mọi người. Đẹp lắm luôn đó. Lỗ sặc lỗ sặc máu luôn. Lỗ này sao tí nó cho mình đi ăn được ấy. Nó cho mình đi ăn nó sốt lắm đấy. Kệ xả đi mọi người ơi. Xả tiếc 20 ngàn kệ nó. Sao đã xả thì không tiếc phải không mọi người? Đã xả thì hàng không tiếc. Hàng Tết đó, hàng xịn. Hàng của nó là hàng xịn nha. Nè. Vải này. Chị ước gì mọi người cầm vải. Cầm vải trong tích tắc giờ này mọi người mới cảm nhận được ra cái vải của nó đẹp như thế nào. Ok không? Rồi tím nha, ai comment tím giúp chị. Tím ha. Tím của nó có nhí nha, nhí vào đại không em? Cái này mà kết hợp với cái gì nhỉ? Quần jean nó đẹp lắm. À. Mây hơi bị tây. Hơi bị tây nha. Mấy cái em nào mà mặc rất là tây nha. Nói chung một cái màu này, cái hàng này bé gái với trai đều mặc được hết. Bởi vì cái form của nó rất đẹp. Form của nó đơn giản mà, không có eo không ngót gì hết. Gái trai đều mặc được hết, phong cách của trời. Vải của nó đẹp quá. Rồi ai comment tím giúp chị, tím còn 3 gì? Ủng hộ nó tím đi, cho nó hết hàng đi. Có 20 ngàn à, sale có 20 ngàn à. Đó là bèo nhèo luôn. Rồi còn gì nữa mấy? Nhí đại đâu, tím nhí đại. Tím nhí đại em ơi, gấm huỳnh ơi, em có lấy đại không? Nhí đại tím gấm huỳnh rồi, ok, nhí đại tím. Nhưng mà có đại tím không? Có đại tím đây. Tím nha, tím rất là trắng, rất là đẹp, mặc rất là đẹp luôn á. Trắng rất là dễ thương luôn á, màu tím là màu độc á. Cấm huỳnh lý đại nha, tím. Cấm huỳnh lý đại. Tím mà đi bên nâu với tây á. Ừ, tím mà đi bên nâu nữa. Tím cặp lấy luôn chị. Ờ, rồi ok em, có đại không? Đó. Rồi ok. Ngọc Trần. Ngọc Trần, đi lý đại. Phước Phùng 20 tím. Chị Phước Phùng ơi, chị lấy đại luôn đi. Cái này lên bán đại luôn đi. Nó có chả biết còn đại không? Đại nó to lắm. Đại nó to lắm nha chị. Ngọc Trần một cặp nha bé. Ngọc Trần. To đúng như đại không vậy? Rồi Phước Phùng 20 ngàn. Phước Phùng là nhí. Phước Phùng nhí. Đại 25 nhí 20. Kẻ. Nhí của nó. Đại 25 nhí 20 nha mọi người. Phước Phùng ơi. Chị có lấy đại không? Chị lấy đại luôn đi. Bởi vì cái này là bán rất là dễ thương luôn á. Riêng cái màu này thì bán cho trai gái đều được ha. Rồi ai comment tím nốt. Xả có 20 ngàn thôi, xả lỗ banh nóc luôn. Sập nhà luôn. Có gì đâu em? Sơ mi còn nhiều đây, sell hết 35 ngàn hết đi. Rồi còn ít sơ mi nè. Còn ít sơ mi sell luôn, 35 ngàn. Ai comment sơ mi này là sơ mi đại luôn, vi đại luôn nha. À quên, ở vi đại luôn, đại này là đại cồ nữa chứ, đại cồ luôn á. 35 ngàn. Trời ơi, không đủ tiền công may chứ đừng nói tiền vải. Thiệt ơi, công may, công làm nút, công đủ thứ chuyện. Trời ơi, nhà may có vất vả, cực khổ lắm luôn nha mọi người. 35 ngàn, ai comment đỏ giúp chị nha. Đỏ đại cồ luôn ha. Đỏ đại cồ luôn, 35 ngàn. Đỏ đi, ai comment đỏ giúp chị, 35 ngàn. Cái hàng sale 35 ngàn này thì mọi người ơi, mọi người nhìn qua đừng có bắt chị phải dơ lên từng cái. Rất là lâu nha. Quá rẻ. Quá rẻ rồi, mọi người hốt đi bởi vì hàng của nó là zin. Khuya rồi, sale không nổi like hả? Chị Phúc Phùng hả?
Không có thở tội luôn hả? Bởi vì bấm không kịp phải không ạ? Buồn ngủ quá phải không ạ? Tỉnh tỉnh ngủ đi. Làm một ly cà phê để cho tỉnh hả chị? Rồi, ai comment đỏ? Ai comment đỏ? Comment đỏ 35.000 tổng sale hết nha. Hàng này sale 35.000 là rất rẻ luôn á. Zin của nó là zin Quảng, đâu zin của nó là hàng công ty. Hàng công ty. Sơ mi của hàng công ty nó sale nên bởi vậy nó cắt mạc, chứ còn hàng này thực tế của nó là nhí của nó là 6 mấy, đại của nó là 7 mấy. Là cổ của nó là 8 mấy chứ không phải có cái giá như vậy đâu nha mọi người. Nhưng mà bây giờ đang sale đồng giá 35.000. Đỏ, ai comment đỏ giúp chị. Rồi sọc xám nha. Ai comment sọc xám giúp chị đi. Nhí hồ, em hai cái nha chị. Chị không bán lẻ em ơi, chị đừng bán xỉ em ơi. Alo, alo, không bán lẻ đâu, bán xỉ nha. Rồi, sọc xám nha, comment sọc xám nha. 35.000, sơ mi mà 35.000 là quá rẻ phải không ạ? Sơ mi công ty nữa. Mọi người đâu hết rồi? Sao mọi người bỏ chị vậy? Rồi, xám này, Bùi Thị Kim Nguyên này. Bùi Thị Kim Nguyên này, xám này. Xám đại đây em ạ. Xám đại 1, 2, à, Phúc Phùng xám sơ mi, 1, còn không em? 2, 3, 4, chị Phúc Phùng ơi không có nha chị. Em chúc cho chị Phúc Phùng cái gì này nhá. Gì này đẹp lắm luôn nha chị Phúc Phùng. Ok không ạ? Tại em thấy chị nói comment không được bởi vì chị buồn ngủ phải không ạ? Em chúc cho chị cái này đẹp lắm nha chị. Rồi ok nhá. Thấy chị ok thì em ok chưa? Em chúc cho chị bởi vì từ nãy giờ em thấy chị chốt rất là cực luôn á. Hả? Hả? Sơ mi đại đầu tiên ai vậy? Đỏ không ai chốt hết sơn. Xám á. Màu xám hả? Kim Nguyên. Kim Nguyên với Phúc Hùng đó. Buồn ngủ mà không buông được cái điện thoại. Phúc Hoàng hả? Yêu mọi người quá à? Yêu lắm luôn á. Ừ, ok, màu xanh nha. Màu xanh thì khỏi dở ha. Đã làm hết. Mọi người ơi, màu xanh chị khỏi nhờ nhé. Rồi, Phúc Hùng này. Đẹp lắm. Ừ, đẹp lắm luôn đi chị Phúc Hùng. Màu xám đẹp lắm. Ai comment màu xanh giúp chị ha. Màu xanh đi. Màu xanh 35.000. Cái này gọi là xanh lợp nhá, xanh lợp bởi vì nó còn có xanh đậm nữa này. Cái nó nhiều xanh quá à. Cái này xanh số 1 đi. Rồi cái này là xanh số 2 đi nha mọi người. Tàn màu sang không à? Có một trắng này. Yến Đình hả? Không có hàng đại em ơi. Chỉ có hàng đại thôi, không có hàng nhí. Không có hàng nhí, Yến Đình không có hàng nhí em ơi. Rồi cái này là xanh 3 nha. Ai comment xanh 1, 2, 3 này. 3 này, 2 nè, 1 nè, toàn bộ là đại hết nha, đại cổ hết. Với cái màu như vậy thì đại cổ rất là ok. Đâu, cái này là cổ rồi. Đại của nó tới 14 à. Đây là tới 21, 22 rồi là cổ đó. Đó. À quên, cái xanh số 3 này là nhí. Ở đâu là tay dài nhá. Ai cả bên tay dài, trời ơi đẹp quá à. 35.000 rẻ lắm nha mọi người. Trời ơi rẻ lắm luôn á, thương cho nhà sản xuất luôn á. Và thương cho bản thân tụi em bởi vì tụi em cũng đang sale lỗ. Giá của nó đáng nguyên là đi 43.000 nha mọi người. Hả? Hàng này nghiêng của nó 7 mấy. Ừ, không, nghiêng của nó 8 mấy. Đắt lắm. Có chị mấy nữa không? Xanh 3 Bùi Thị Kim Nguyên này. Ok Bùi Thị Kim Nguyên này. Chắc phải dở từng cái thì mọi người mới ủng hộ. Khổ thiệt ấy. Mọi người không biết thương chị em gì hết trơn. Này Bùi Thị Kim Nguyên. Bé nó bị chủ uống thì phải uống cái này. 6 5 nha bé ơi. Phúc Phùng tay dài không được chị ạ. Chị Phúc Phùng ơi, chị đã lấy cái này không? Em chốt cái này cho chị nè. Cái này cũng tay dài luôn chị ơi. Cái này số 2 đi ạ. Số 2 nha, tay dài số 2 đi. Ai comment số 2, comment số 2. Chị Phúc Phùng ơi, cái này cũng đẹp lắm nha chị. Số 2 chị chốt không? Cái này là kim nhân, kế này kim nhân phải không? Ừ, Phúc Phùng này. Chị ơi, chị có Phúc Phùng, chị có chịu không? Cái này tay dài luôn đó. Có gì trắng này. Bùi Thị Kim Nguyên đúng rồi. Điện thoại tự rơi luôn à. Chị Phúc Phùng điện thoại tự rơi buồn ngủ cái đó luôn. Chị ơi cái tay dài này chị lấy không ạ? Ok rồi chị Phúc Phùng ok. Cảm ơn chị rất là nhiều. Từ nãy giờ em thấy chị ngồi mà vất vả vì vấn đề chốt hàng quá luôn á. Cố gắng lên nha chị. Thà mình buồn ngủ một xíu còn hơn là mình phải rong ruổi cả ngày nắng nôi ở bên các chợ phải không ạ? Mà mình không biết là cái mẫu nào và mẫu nào hết. Nhưng mà khi các bạn ở đây thì các bạn cứ tự
dù rất là buồn ngủ nhưng các bạn có thể lấy được hàng. Ngày mai các bạn có thể bỏ một ngày đi bán hàng, các bạn không phải bỏ một ngày đi lấy hàng phải không ạ? Nó không mất ngày công của các bạn. Ừ, ok nha, cái này là 01, ai comment 01 giùm chị đi ạ. Ôi ơi, thằng này làm rớt hàng rớt tôi. 01 nha. Cái gì ạ? Không đi được hả? Ok nha, 01 nha. 01, ai comment 01, đẹp quá à. 35.000 cái áo như vậy. Cái áo thần mặt như vậy mà có 35.000, có tin nổi không trời. Cái công ty này năm nay nó sell hàng kinh khủng khiếp vậy trời. Xây nhà hả? Em tìm việc nguyên nhân rồi. Xây nhà mà sell hàng cái này. Nhà không, do là xây quá chớn nên vậy thiếu tiền. Vậy hả? Em mới phát hiện. Tôi mới ngồi đó suy nghĩ, không biết là cái công ty nó làm ăn kiểu gì mà nó sell hàng từ ngày giờ tôi bán được 30.000 hàng. Xây nguyên một cái nhà mà tới tận 5 lầu mà rộng thanh thang luôn. Bị vượt quá, dạy như là xây hết khả năng để làm xưởng ấy. Nó bị vượt quá. Rồi 01, ai comment 01, comment 01 đi ạ. Sell giá ma luôn để gom tiền buôn bán. Sell cái hàng của nó, sell cực kỳ kinh khủng luôn. Cái này lỗi dữ lắm nha. Cuối cùng 01 rồi, em cảm ơn chị cuối cùng rất là nhiều. Thì chị buồn ngủ nhưng mà chị vẫn có hàng cho em. Thì em cảm ơn rồi. 01 còn đây nè. Rồi cái này là màu trắng. Màu trắng nha, cuối cùng 5. Ai comment màu trắng, comment màu trắng với chị. Ui mẹ ơi đẹp. Ui, thế. Đẹp quá đi, đẹp quá đi. Cái này trời mà mấy ơi, anh. Trời ơi, hàng này 8 mấy ngàn đó. Ui 35 ngàn nó là hàng co rãn luôn. Trời ơi đẳng cấp lắm luôn. Ai comment trắng với chị ha. Chị dơ lên cái nào chị cũng xót xa cái đó cho mọi người luôn á. Bởi vì nó đẹp quá luôn á. Đẹp mà cái giá gì mà nó rẻ bèo. Bèo hơn tôi muốn lắm. Cắt vào thì cũng nhảy luôn nhanh thế. Cắt hả? Ủa? Các thôi thì ơi, mình chưa ngủ hả em? Trắng nha, trắng nha. Ôm chồng đi con kia. Sáng ngày mai mò qua sớm lắm á. Rồi, cắt thôi thì. Ngày mai cấm thằng sớm nha cha. Mai đi qua sớm giờ. Bởi vì mày biết giờ nào, like đến giờ nào không hả em? Mà mày cứ sang sớm. Cấm nha. Mai đưa con đi học xong nó tặng. Cắt thôi thì được thôi, Bù Thị Kim Nguyên không được. Cấm Huỳnh không được, bé Bèo cũng không được luôn. Trời ơi, tưởng nó ngủ rồi chứ ai nhà nó vẫn còn thức chứ. Ok, cắt thôi thì cái đi hàng này đẹp lắm luôn nha cắt. Cái gì? Hi. Lấy cái đấy. Cuối cùng không có. Màu xanh này chị đây rồi. Bán mùa đâu đó đó. Thằng nó mới đi này. Bé ơi, cắt 5 luôn nha. Có một mình cắt được nha. Màu trắng có một mình cắt được ha. Nó bay đâu mà nhanh thế. Ồ, cái màu này đẹp quá. Ai comment màu giúp đi ạ. Ai comment màu giúp đi ạ. Rút 35.000 luôn. Trời ơi sang lắm luôn nha. Mấy anh chàng thanh niên mà mặc mấy cái này đẹp lắm luôn. Rút đi ạ. Rồi đi cuối cùng sơ mi hết. Chia trắng như chị hả? Không trắng có 5 gì thôi, đâu có 5 cái thôi ạ chị ạ. Chia mỗi người cái. Chia để nhé, chả nhé bây giờ em chia mỗi người một cái được hả chị? Làm sao mà chia được nổi đấy. Thông cảm hả chị? Rồi cuối cùng rút. Rồi ok, rút nè. Cuối cùng. Em mong ngóng mãi ý. Ồ cha, nó cằn. Cắt vào thị. Tình nhờ. Sao mày đoán được nhà chị mày có gì, sao mày mong? Sao mày sang nhà chị, mày biết cái hàng nhà chị có cái gì để hôm nay chị sell hả? Ừ đúng không? Hả cá. Mày sell, mày biết là chị khách sell cái màu lên sao mà mày ngóng hả? Ừ, mày ngóng. Hả? Lấy thánh mày luôn ấy. Mai 8 giờ qua nha. 8 mai, giờ qua nhưng... sớm là ông Thái, ông ngủ. À không, sáng mai anh Thái dậy sớm lắm, yên tâm. Mai anh Thái dậy sớm. Thôi cùng, thôi comment cái này là cái màu gì đây trời? Màu cuối đi, ai comment màu cuối đi bởi vì nó là màu cuối cùng nha mọi người. Em che ngay cái to nhất lên là nó che hết cái màn hình. Màu cuối đi ạ. À. Ai comment chữ màu cuối thì em chốt nha. Đẹp lắm luôn. 35.000 cái áo nó đẹp thế này mà 35.000 mọi người có thể tin được không? Ai tin được không? Khi cái áo này có 35.000, ai có thể tin được không? Rẻ quá luôn. Năm nay cái thằng này nó xả như vậy nha. Các nơi làm sơ mi chết hết. Nó không chết rồi còn đâu nữa. Nó tiền phòng. Nó tiền phòng chết rồi. Nó giàu lắm nhưng nó ăn thua gì với nó đâu. Nó giàu mấy năm trước rồi, năm nay đang cần tiền nó xây nhà. Nó xây tòa nhà 5 lầu xong rồi nó xây để nó làm xưởng. Cuối đi, màu cuối đi, ai comment màu cuối giúp em. Vượt quá cái vốn của nó đầu tư. Màu cuối, cuối nha, cuối cùng nha. Bây giờ đi. Ủa cái gì đấy, tôi nói màu cuối rồi lại còn vứt em. Đó là nhí. À bây giờ bắt đầu nhí nha.
vào thăm chị Tâm xíu. Phương Thảo Lê ạ. À? Rồi ok, chào em nha. Ai một cuối này của ai? À, chị Phước Phùng. Lỗi nhiều quá, cũng là người sản xuất giống mình nên mày vậy rất là đồng lòng đúng không ạ? Bắt đầu nhí nha, hồi nãy người ta chơi nhí rồi người ta chơi đại cồ phải không ạ? Còn đây chơi nhà này chơi ngược lại, đại nhảy xuống nhí. Chơi giật lùi, giật lùi, giật lùi, giật lùi, giật lùi. Trời ơi, 35 ngàn hả? Ai comment chữ lông gà em mới chốt cho mọi người. Lông gà nha mọi người, em khoái cái lông này ghê á. Lông gà đi ạ. Ôi lông gà nha. Subo nhí, không, không chốt. Lông gà mới chốt. Xeo cũng phải chảnh chút xíu phải không ạ? Giống tình nhí, Subo nhí cả đắm. Và mọi người nhí hết rồi kìa. Lông gà, Yến Đình lông gà rồi, ok. Cái hàng này đẹp lắm luôn đó, Đình ơi. Hàng to giãn đó, đi xỉ năm mấy, sáu mấy đó. 35 ngàn luôn. Yến Đình này. Yến Đình, em ơi. Yến Đình với gấm hình em ơi. Ủa đâu rồi? Đây. Dài hả? Yến Đình nè. Yến Đình. Yến Đình quận mấy bà nhỉ? Em là quận gấm mấy hình, gấm hình, gấm hình. Gấm hình đưa đây, có ri cho cái máy mà đưa. Đây, tu bo. Đẹp quá. Phúc Phùng không được anh chị, lông gà không được các chị. Lông gà ba người được. Rồi bây giờ đến lượt lông gà màu xanh nè. Bây giờ em đặt cái chữ này là lông xanh nha. Lông xanh đi, ai comment lông xanh. Đừng đọc lông đen là được. Đừng có lông đen được rồi nha. Lông xanh nha. Em quận 8 Yến Đình. Ok, chào em. Lông xanh nha. Xin lỗi mọi người, tôi đã tỉnh ngủ. Cái giờ này mà lông thôi. Biết đúng chả tới đâu. Chết nha chị. Yến Đình lông xanh luôn kìa. Đúng hình lông xanh luôn kìa. Rồi chốt hai người. Đừng có suy nghĩ vậy nha, lông của nó màu xanh thiệt mà. Ai đấy nghĩ vậy đâu phải không? Gấm hình Mỹ Yến Định với bạn nào nhỉ? Tên tiêu rồi. Subo à? Subo, Subo. Còn cái này là Yến Đình, gấm hình luôn. Gấm hình luôn hả? Ừ. Đi 8 bé ơi. Nghĩ đi 8 ạ. Yến Đình, gấm hình luôn. Hàng này toàn bộ là hàng co giãn nha mọi người. Ôi, cái này, cái này đó, sang cái này chảnh lắm nha. Cái này mà mặc lên chết rồi, gần. Lông trắng mà chị. Lông không chỉ thích không phải lông xanh. Chị không ra. Tôi nói lông mà được rồi ha. Rồi ai comment cái này là sọc đi. Sọc đi. Cái này mặc lên sang lắm. Sang lắm luôn. Mặc cái quần jean, mặc quần. Cái màu này mặc lên là tây cực kỳ luôn á. Mà kiếm được cái quần trắng nữa nhỉ. Chết nhất luôn nha. Gấm hình được. Ok em, gấm hình. Có bằng gì à? Nói nhiều quá. Bắn xeo lỗ mà cứ cười như như 30 vậy. Mừng như như gì hết trơn trời. Em gấm hình luôn. Ủa áo sơ mi này hết rồi hả? Còn có nhiêu đây hả? Nghĩ còn không? Rồi bây giờ là đại, hồi nãy là cô, bây giờ là lại đại nha. Nhí. Cô nhảy qua nhí, nhí của nhảy qua đại. Chơi vậy đó. Này gấm hình phải không? Ừ, gấm hình. Cô nha mọi người ơi. À quên, cái này là đại nha, không phải cô nha. Đại ha. 35 hết luôn. 35 hàng, 35 ngàn hết luôn. Rồi ai comment cho chị chữ đại đi, đại một đi, đại một nha. Lỗ 3 ngàn chứ nhiêu đâu mọi người. 3 ngàn ri 8, 24 ngàn chứ nhiêu. Nãy giờ lỗ sơ sơ không phải cả mấy trăm rồi đó. 35 ngàn, em hâu xe ơi, 35 ngàn, lỗ lắm luôn. Không, tôi nói lỗ thôi mà. Luôn, trời ơi, con kia nghe đằng câu khoái chí cười. Như vậy không á. Bây giờ rồi, 11 giờ mấy rồi. Cho mấy chị tỉnh ngủ chút không chẳng mấy chị bắt công mấy chị buồn ngủ. 35 ngàn là sao sale rất là rẻ luôn nha mọi người. Đại phút cùng của ok. Rồi em chốt cho chị rồi nha chị. Rồi cái này là 02 đi. Ai comment 02, comment 02. Cái hàng này hàng cắt mạc nha mọi người, nhớ là hàng cắt mạc. Nhớ là hàng này là hàng công ty nó sale cho mình, giá chỉ còn một nửa tiền thôi nên là nó cắt mạc nha mọi người. Đừng có ai khiến cáo với em là tại sao mà tuyết cái mạc mà cắt lại nhá. Không có đâu, không có rảnh đâu nhá. Nó bởi vì cái thương hiệu của họ 02 nha. Ai comment 02, comment 02. 02 nha. Nó
buộc phải đắt màu, bởi vì không mất công buôn nó. Đúng rồi, bởi vì buôn nó cách hiện nó, cái thương hiệu của nó mà. Cái thương hiệu của nó, cái hàng của nó là nguyên một công ty. Nó chỉ chuyên sản xuất về dòng sơ mi thôi. Năm nào của nó cũng có hàng sale, nhưng mà mọi năm nó là sale là hàng dạng như hàng lẻ sai. Kim chi lê này, kim chi lê này, không hai này. Sao này? Ờ, cái này này. Cái này nó trộn là một cái này nha mọi người. Kim chi lê 5 nha bé ơi, 6 bé ơi. Bé Hồng ơi. Rồi cái này nhí nha. Cái hàng này nguyên của nó là 56 ngàn. Nó trộn. Nhưng mà trộn. Ai comment chữ trộn, comment chữ trộn. 35 ngàn, trộn đi ạ. 35 ngàn trộn nha. To rắn rất là đẹp luôn đó. Đỏ quá vậy. Trộn nha mọi người. Ai comment chữ trộn đi ạ. Đây. Cái đẹp quá. Sờ nó vải nó mềm nó mịn. Trộn đi, 35 ngàn. Rồi giống huỳnh trộn, ok. Rồi về bán cái này 70 ngàn, 80 ngàn cái đấy. Bán 150 ngàn hai cái là ok nha. Bán ổn nha mọi người, cái này bán ổn lắm. Đúng mình. Đừng bán rẻ, cuối cùng không có, cuối khoảng không có. Cái này cái gì ạ? 8 nha bé ơi, cái này của giống mình hả? Ừ. Thảo chibi không có nha em. 8 giống mình. Mạng đang yếu phải không nhỉ? Mấy giờ nó cứ quay hàng dòng. Tuần sau tiến hàng cấp trên mình. Chị ơi em cho chị ở với comment xong nha chị. Cái này giá nhiêu em? Cái này là set thiết kế. Cái này là một set thiết kế nữa. Xe đại đúng không? Ừ. Cầm nhiều thời gian. Thêm mấy cái thiết kế này nó lằng nhằng kinh khủng quá. 59 ngàn sell 49k. 49 ngàn. 49 ngàn nha cho em mọi người, 49 ngàn. Ai comment 49 ngàn một cái chân váy như vậy này. Chân váy ở trong có quần luôn nha. Quần đầy đủ luôn, mọi người yên chí đi, không bị làm sao hết. Cái chân này là này trộn là gấm huỳnh hả? Này, không thấy chị. Gấm huỳnh đúng không? Hôm nay em không thấy chị Tâm hả? Nãy giờ em không thấy chị Tâm. À, nãy giờ em không thấy chị Tâm hả? Ừ, chị Tâm bay vào live phụ chị Nhung. Chị bay vào live phụ Nhung. Để được đi ăn ốc 3K. Dù nó lên live phụ nó, tí nó cho ăn ốc 30k. Một liệu một dĩa ốc 30k. Nên mọi người ủng hộ nhiều nhiều nhá. Cái này là 49 hàng phải không em? Bà Nhung đây nè, bà Nhung đây nè. Đó, Nhung nó ngồi bên cạnh nó nói léo nhéo không? Mọi người thấy không? Nó nói léo nhéo đó, khổ ghê à. 49 ngàn, ai comment 49 ngàn một cái set như vậy này. Trời xe đại đó. Xe đại luôn nha mọi người, đẹp lắm luôn nha. Cái màu đỏ ngoài nó đẹp lắm chứ không phải nó chói như trai như vậy đâu. Cái màu đỏ ngoài nó đậm hơn. 49 ngàn, rẻ như bèo luôn. Ai comment 49 ngàn, comment 49 ngàn đó chị. Hàng thiết kế là 49 ngàn. Hàng thiết kế đó, mà không đại nữa. Còn gì nữa không em? Hay là được đi ăn ốc rồi? Đủ, 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 mọi người thấy đủ được đi ăn ốc chứ mọi người. Có lý do. Áo màu đẹp lắm. Sao không nói trước? Cái này là ai? Cái này của ai? Không của ai hết trơn. Ủa cái set như vậy mà không mọi người không chốt hả? Uổng vậy. 49 ngàn đẹp lắm luôn á. Một cái set như vậy nó thiết kế như vậy đẹp quá trời luôn mà. Cái màu đỏ lên thì nó hơi chói thôi, chứ còn thực ra nó ở bên ngoài nó đậm, nó đẹp lắm. Bán một cái set như 49 ngàn như vậy thì mình có thể bán được 85-90 ngàn mà không chốt vậy. Hàng này giá nhiều. Đâu? Phồ phải không? Hay là gì đại? Sai chữ hay sai gì? Hết. Rồi hàng phồ 65 ngàn xả 55. Anh ơi, ôi, cái con cái thằng nha. Thôi đừng chơi đâu, ngày mai đâu ăn nó không cả. Xem nhìn ăn. Thì anh phải giữ cho chặt vào. Cái này nó yếu lắm rồi nè. Cái nó mỗi cây là nó yếu mà. Ngã một cái là thôi tí sập cả lũ luôn á. Ờ, chơi nó nặng. Thì anh để trên đỉnh nó mới đau chứ. Có ai xếp hàng rồi để trên đỉnh hết lên không? Thôi, phải, ở dưới nó hết rồi. Bây giờ nó... Hồ 55 ngàn đó. Uống một cái xếp hết hồn nha em. Trời đất ơi. Ngồi trên này nó gớm có cái mấy cục hàng nó cứ rứt. Tôi nghĩ là tay gì vậy? Rứt cùng em hả? Mày đi ra đi, không nó rớt cục hàng cái là mày tiêu nó nghe kia bé kia.
Nó bảo chị không sao đâu. Bán đi. Rồi ok nha. Mấy gì? Hai đi, hai dĩa. Hai dĩa hả? Ừ, hai dĩa luôn. Mọi người ơi, Kim Phương chú, mọi người ơi, ủng hộ chị cái này. Cái hàng của nó cực kỳ là cao cấp luôn. Vải của nó là cực kỳ cao cấp luôn. Size của nó là size đại nhá. Đại này là đại cô nha mọi người. Đẹp chưa? Đẹp lắm luôn nha mọi người. Còn đi đại bé bèo hành chị Tâm quá hả? Có ốc 30k thôi. Chết vì ăn đó nha em. Cái này giá nhiêu? 55, đại cô 65, sale 55. Trời ơi sale gì mà rẻ trời. Trời đã nói ốc 30k thì rồi. Em ơi, em chốt nhiều nhiều lên cho chị. 55.000. Đẹp lắm như các thợ thị. Đẹp lắm luôn. Ủa có hai gì này à? Cái này nó có màu này nữa này. Rồi phước cổ với các hoa thị. Hai ốc và hai đĩa ốc nha. Hai đĩa ốc 30k nha. Ai ở quận Tân Phú cát qua đi ăn ốc không? Lát chạy qua. Lên em hai đĩa em nghe rồi. Út đi rồi, út đi, chuẩn bị cắt lai rồi. Út ơi. Cái chốt cái này mà mai xả là giết á. Không, đẹp đẳng cấp luôn. Chị nói chân thành như cát, đẹp lắm. Cái vải của nó. Cát chốt. Cát chốt nè, mới lại Phúc Phùng cô chốt nè. Lên hai đĩa em nghe rồi. Tony nè, ai vậy? Em có chị, em qua nha. Giờ này đi, qua hả? Qua ừ, chạy qua đi. Ăn ốc 30k. Bữa nay chị em mình được kéo. Thì chị được ăn cao nha. Nhung này nó bao. Chạy qua đi em. À, nè, hàng đẹp em lấy mà xếp hái, thấy chưa? Các thợ thị nó nghe nó tin chị lắm mà. Hàng nói đẹp là đẹp à. Không ai nói sao. Cái áo sơ mi đó đỉnh lắm, áo sơ mi đấy. Bởi vì cái vải của nó là thun, thun của nó là cái dạng như là gì ha? Nhưng mà vải của nó là thun gỗ á, rất là đẹp. Còn không chị hả? Cái gì còn em? Cái gì còn em? Hả? 55.000 hả? Nó kêu một cái áo mà lỗ 10.000. Cái này gì mấy hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bán một gì hàng lỗ 60.000. Đại sale 50. Chạy qua rồi, ai chốt hàng kìa? Thôi, nghỉ tắt like em. Các thợ thị ơi, qua đi. Mình ăn kè ở đâu, mình được ăn. Bữa nay mình được, chị ngồi đây là được ăn đó. Thì qua lẹ, qua lẹ. 55.000. Cái màu này gọi là màu sale gì 50. Ha? 50, cái hàng đó hàng đại. Ồ, cái này có 50.000 đấy mọi người ơi. 5 mọi người. Cà phê nha, ai cà men cà phê. Cái màu rất là sang, rất là đẹp luôn á. Áo. Đại cái đó, đại đó. Rồi, ok, gấm phình. Cái này 50.000. Mọi người ủng hộ nhiều nhiều lên. Để tí nó ra kêu, nó dễ kêu á. Kêu món, nó dễ kêu món. Rồi, gấm phình, cà phê, ok. Có hàng gì hả em? Cái này có hàng gì hả? Này gấm phình em ơi. Em, bé bèo không có, Trương Mến Vichy không có nha em. Tại có thằng Di à? Nói chuyện cho lớn cho vui nhưng có thằng Di hàng à. Bên đi không được chị. Tôi nghĩ em nhỏ. Trời ơi lâu lâu tôi vào được cái vụ ốc 30k mà mày không chạy sang đây tranh thủ. Con này giả rồi. Trẻ không chơi được rồi. Phải làm sao mà nghe thấy chị. 3 thằng chứ sao có 2. 3 thằng chứ, lớn nhỏ. Lớn nhỏ 3 thằng phải không? Cái thằng to đầu nó mới là lo, chứ còn thằng nhỏ em có thể tha hai thằng nhỏ đi ăn luôn. Kệ đấy chứ. Nó không rảnh coi like đâu. Đằng này cái gì đây em? Ủa cái này là cái gì đấy em ơi? Cái này cái gì đây bé? Nhìn thấy sao? Quá. 30.000. Trời ơi, mất cảm xúc khi nói câu 30.000. Mọi người, nó nói 50.000 thì em cũng có cảm xúc, mà nó nói 30.000 em hết cảm xúc luôn. Cái này đang mấy ngàn đó? Cái vải này là thun 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 lạnh thái luôn nha, thun lạnh thái. Cái này đang mấy ngàn đó, chứ không phải là hàng tôn nha mọi người. Hàng à, đó. Chị đồng ý kết bạn với em đi, ok. Em, hau xe, rồi ok em. 30.000, cái này là thun lạnh thái luôn nha. In 3D nha mọi người, 30.000 bé bèo. Trời đất ơi, nó bán cái câu 30.000 là mình hết cảm hứng nói luôn. Hàng của tao cái gì mà bán 30.000. Bé bèo được em ơi. Không là
trạng thái co rãn đẹp quá trời luôn. Đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, rồi bé bèo. Gọi đồng minh qua ăn ốc 30k. Ủa sao nó về rủ rồi. Dễ, như về mà không thấy chị nó không phóng xe qua đây ngay à. Anh ơi, anh lấy cho chị cái đi hàng kia đi. Em gọi ra. Em gọi ra. Đây, gọi đi. Xem, không, chắc nó. Dạ, đây này anh, đây là chị đây. Cái hàng dài cho anh. Em ơi, hồi nãy là cái gì đây? Bé bèo, bé bèo. Con ghi đi. Ở trong đó hả? Có chưa? Gọi lẹ lên, đi ăn. Nó không nó về mất rồi. Giờ này chắc nó về được quá. Áo này giá nhiêu bé? Hàng bé, bé giá cao cấp, hàng của giờ là S. À, GS mắc lắm ạ. Hàng của GS nha. Rất là đẹp luôn á, rất là đẳng cấp luôn. Vải của nó, bao nhiêu? 39. Quảng cáo chi dữ vậy? 39 à? Cứ bảo mình quảng cáo quá trời luôn. Mà giá thì nó phán ra có 39 ngàn đấy mọi người. 39 ngàn. Vải của nó là vải đẹp. Theo thì nó sẽ rẻ vậy hả? 39 ngàn, ai cả men 39 ngàn. Giờ này em đói rồi. Hết nói nổi rồi. Giờ cần ốc 30k thôi mọi người ơi. 39 ngàn. Mày nghĩ tao có 2, 4 tay tao cột đấy. Ôi đời. Còn cái áo 39 ngàn, cái áo này rất là đẹp nha mọi người. Vải đẹp lắm luôn á, vải cao cấp. Vải sờ nó mịn, mát, rất là đẹp luôn. Mà có 39 ngàn. Cái hàng này bán Noel, bán Tết rất là ok nha. Bởi vì cái vải của nó đẹp, mà cái phong form của nó đẹp, cái dáng của nó cũng đẹp. Mà may là còn thêm một cái lớp bèo, lớp sơ mi như vậy mà có 39 ngàn. Mọi người không chết rất là uổng luôn á. Mọi người không chết là uổng lắm luôn á nha mọi người. Thường nó phải đi xong nó đá cái xong lại đi về luôn. Để nhắn nó kêu qua sớm một chị nha, ok. Nó ok, xong nó đòi sang, xong chị nhảy á. Chị nói thôi để tao đi. Cái này áo giá nhiêu em? Ủa cái hàng này là 50 mấy ngàn, hàng của Hani. Hàng này là hàng của Hani Kit. Hàng của Hani Kit nha. Hàng sale 35 ngàn luôn. Hàng thương hiệu, vải của nó là 4 chiều chính phẩm. Đắp cái con giống này không là mười mấy, 20 ngàn nha mọi người. Con giống này rất là đắt tiền luôn á. Sale 35 ngàn hả em? Ừ. 35 ngàn, ai comment 35 ngàn, comment 35 ngàn giúp chị nhá. 35 ngàn. Gấm hình 35 ngàn, gấm hình lúc này mạnh mạnh ghê luôn á. 35 ngàn gấm hình này. Có hồng vi thôi hả? Yến Đình không có, Phúc Phùng không có nha. Một này. Chị gấm chốt 39 kìa chị. Ủa vậy hả? Chị? Ai chốt 39 vậy? Đâu? Làm gì có ai chốt 39 đâu. 35 ngàn. Gấm hình chốt 35 ngàn. Đói bụng rồi nên nhìn không thấy thấy mọi người buồn ngủ chứ bây giờ chị Tân được thấy đói bụng. Để lại được ăn miếng 30k ha. Nó giao cái khó không à? Nó nói bây giờ em phải bán hết 3 dây hàng trên này. À có chị gấm cho 39 kìa. Vậy hả? Em coi nó bị ẩn comment chị không thấy. Trời ơi, cảm ơn mọi người nha. 3 dây hàng mới được đi ăn ốc. Bây giờ dây này dây đầu tiên 35 ngàn. Gấm hình chốt 39 ngàn lẹ kiếm với chị. Chắc bị ẩn comment rồi, ok. Tìm ra đi, còn một dây cuối cùng mọi người ủng hộ nốt để chị được đi ăn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mặt bá tươi sáng luôn đấy, hả? Rồi, ok. Cảm ơn Gấm Hình nha, chị không thấy comment của em. Nè, bé bèo 30 ngàn nè. 35. À 35 của 35 ngàn là Gấm Hình đó. Gấm Hình. Ai? Gấm Hình. 39 là Gấm Hình. 39 cũng Gấm Hình luôn, hai người Gấm Hình luôn. Đi. Em ơi. Đây nè. Bố nó không qua à? Không được. Chắc nó ngủ rồi.
Hồi nãy tội nghiệp về đọc sinh mà chưa được ăn gì hết luôn. Xong đi qua bên kia ngồi làm xong quên luôn là mình chưa ăn. Nhà mình đọc cuối cùng nên bởi vậy được đẻ tượng mẹ cả năm. Nhưng bây giờ tao sợ quá, bởi vì con tao quậy quá. À, 39 là chốt cái áo lúc nãy à, rồi ok, chị chốt em giống Huỳnh nhá. Cảm ơn em. Ừ, giống Huỳnh nha. Ok, nó kêu đói mà nghe chị Tâm nhắc đồ ăn suốt là thôi đi ngủ thôi. Đau đầu ghê. Cái này Vũ Nương chiều nó lé áo rồi. 13. Mọi người ơi, còn một giây cuối cùng là chị chào sân nha. Một giây cuối cùng là chị được chào sân. Mọi người ủng hộ chốt đi. Nó kêu là chị Tân bán 3 di nữa là nó cho chị Nhâm nghỉ. Để được đi ăn. Thế bởi vậy mọi người ủng hộ nốt di cuối cùng nha. Vải này là vải thun 4 chiều nhưng mà hàng tay dài. Giá nhiêu em? À sao... Thôi em giữ vậy trời, em áo 35 luôn nha chị. Ừ, chị chốt cho em 2G mà. Vừa áo 35 vừa áo 39 và gấm hình. Chị chốt cho em 2G nha. Rồi ok nha. Bao nhiêu ạ? 39 ngàn. Bây giờ ai cứ comment là tay dài đi. Ai cứ comment tay dài. Vải của nó là thun 4 chiều nha. Dày dặn, đúng phong cách dài tay luôn. Ok ha. 39 ngàn. Ai comment nè. Sọc đi, comment sọc đi. Gì cuối cùng luôn nha mọi người ơi. Không bán nữa, nó nói gì cuối cùng. Nó nói bán 3 gì đi trên bàn. Rồi, các hoa thị tay dài. Phước Phùng tay dài. Thôi, các hoa thị ơi, mày nghỉ đi một bữa đi. Mày bán tay dài bán cho ai? Mày bán tay dài cho ai? Trong này Sài Gòn nóng muốn chết. Thì Phước Phùng ở đâu vậy? Em hỏi địa chỉ coi. Tại con... À, Sài Gòn luôn à? Không phải hả? Vậy thì thôi chứ. Thôi chốt cho các hoa thị đi. Huỳnh Thúc Quyên ở đâu vậy? Hả? Hàng xịn hả? Bán online. Quảng Nam kìa. Kìa Phúc Phùng ở Quảng Nam kìa em. Quảng Nam nó lạnh. Thôi chốt cho Phúc Phùng đi. Quảng Nam lạnh đúng rồi, chốt hàng dài đúng rồi. Ai mà em ở miền Nam nóng muốn chết ra chốt tay dài làm gì vậy? Rồi chốt em Phúc Phùng. Mai ông kia, mai ông kia. Mai cần. Ủa, ba gì được đi ăn mà. Kỳ dạ. Hết rồi hả? Hết chân thành là hết nha. Cuối cùng nè, cuối cùng nè. Ủa, thằng này hả? Chết mẹ hố rồi. Mày dơ, mày nói 39 ngàn nha, tao không nói lại đâu nha, tao không nói lại đứng hai đâu á. Ý là tự ý, thôi kệ nữa rồi. Đúng rồi, ai ở đó hàng dài. 39 ngàn là xỉu luôn. Đại, chị Phước Phùng ơi, đại mà hàng dài, nhưng nó bị hớ giá rồi chị ơi. Ăn dưa giờ mà ăn. Quảng Nam chốt đúng lý rồi. Nè, gì này cô tao, đi Phước Phùng đi. Này đại lên đó hả? 55 ngàn hả? Sao sập còn bao nhiêu bác? 51 ngàn đúng không? 51 ngàn. Hàng xin xịn tò. Nhưng rẻ, đúng rồi, rẻ quá luôn. Em bán được không thì chốt cho Phùng, chị Phước Phùng rồi. Em nghỉ đi, em nghỉ một bữa đi không sao đâu. Mai mày đừng sang sửa tao sớm nha. Mai mày đừng mấy đứa con mày sang sửa chị nhá. 51 ngàn, ai comment 51 ngàn, comment 51 ngàn giúp chị ha. Hàng của nó là hàng đại lê luôn, vải của nó là hàng đại lê luôn nên mọi người đã biết rồi phải không ạ? Đại lê thì không nói nhiều, bởi vì zin của nó rất là đẹp luôn. 51 ngàn, giống Huỳnh 51 ngàn, cảm ơn giống Huỳnh. Nó biết chị là zin cuối cùng nên nó thương chị ghê. À, 51 ngàn còn 3 zin, ai comment 51 ngàn, 51 ngàn nhá. Huỳnh Thúc Quyên 51 ngàn. Rồi ai nhảy rất đơn đó chị, 51 ngàn, còn 1 vi. Em ơi, giấm hình này, không có phút lông. Rồi, Trương Mến Vy Chi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chân thành, giấm hình, rồi Huỳnh Phúc Quyên. Rồi, Trương Mến Vy Chi, chị Phước Phùng không được hả chị? 3 người,
ba dì ba người, chúc ngủ ngon ha. Rồi em cảm ơn mọi người đã ủng hộ coi like của gia đình em rất là nhiều. Thì đến giờ này rất là buồn ngủ mà vẫn còn coi like ở để chốt đơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Chào mọi người ha. Chốt hết để chị đi ăn úp. Cảm ơn em nhé. Cảm ơn em. Bye bye. Chào mọi người ha. Sáng mai tất cả các chị em nhận được bill sớm. À, sáng mai thì mọi người sẽ được nhận được bill sớm. Mọi người chuyển khoản ủng hộ sớm trong ngày mai để đi hàng sớm nha mọi người. Bởi vì rất là chật chội. Do là xong 2 ngày live là rất là nhiều hàng luôn á. Có như một bãi chiến trường nên bởi vậy mọi người thấy nó trống hơn. Từ nãy giờ ngồi đây y như bị tra tấn vậy, nó rớt suốt rồi. Không hiểu tại sao mới sang đây. Không biết là cái hàng nó có mắc không mà tự nhiên nó cứ thấy chị Tâm nó rớt không à. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người ngủ ngon ha. Chào mọi người. Rồi ha.